Vương Long Đông phải giành ngay lấy cơ hội này. Thực ra anh ta đã từng nghĩ đến chuyện này, tuy nhiên lại không nỡ rời xa Diệp Phàm. Đề bạt làm giám đốc sở thì tạm thời chưa được, hãy vẫn cứ nhận chức phó giám đốc sở. Kim Lăng là một thành phố lớn, bên dưới ủy ban nhân dân thành phố đều là các phó giám đốc sở. Vị trí này rất thích hợp với anh, còn chức vụ phó thị trưởng thành phố thì tương đương với giám đốc sở. Như thế có nghĩa là đề bạt, bây giờ chưa làm như thế được. Diệp Phàm phân tích thêm. Chuyện này tôi hiểu, vậy cứ đảm nhận một chức vụ dưới thuộc cấp sở đi. Tôi tin là trợ lý Diệp không sắp xếp cho tôi một chỗ không ra gì đâu. Vương Long Đông đáp lại. Nhà họ Phí là thương nhân, tôi thấy làm bên sở công thương được đó. Nhưng đến đó chỉ làm phó giám đốc sở thôi. Điều này không được lý tưởng cho lắm. Diệp Phàm nói thêm. Hay là đến một cục nào đó làm nhân vật số một cũng được. Làm người đứng thứ hai rất phiền phức. Hơn nữa đến sở công thương, đến cả làm nhân vật số hai cũng không được. Làm một phó giám đốc sở xếp hàng sau cùng thì khác gì chẳng có chút quyền lực nào. Mễ Nguyệt đề nghị. Đúng vậy, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Nhân vật số một mới có chút quyền lực. Vương Long Đông gật đầu đồng tình. Còn một lựa chọn khác nữa. Đó là làm phó ban thư ký thành ủy. Tuy là làm bên thư ký nhưng cơ hội lại nhiều, khả năng được đề bạt cao. Mà cái vị trí đó cũng lung linh, quyền lực chẳng kém gì một phó thị trưởng thành phố đâu. Đến lúc đó nhà họ Cố sẽ cần giúp đỡ nhiều đó. Anh không mở mày mở mặt thì còn ai vào đây nữa? Diệp Phàm cười nói. Cách này có vẻ khả quan hơn việc trở thành nhân vật số một ở một cục nào đó. Tuy nhiên làm việc sẽ hơi mệt một chút nhưng lại mở mày mở mặt hơn. Vương Long Đông gật đầu. Vậy được, một phó ban bí thư bình thường chỉ là một chức phó. Tôi sẽ đi vận động xem có được hay không. Để cho anh đến đó giúp phó chủ tịch thành phố triển khai công việc. Phó chủ tịch thành phố dù sao cũng là nhân vật số 2, quyền lực không hề nhỏ đâu. Những kinh nghiệm đã có sẽ giúp ích cho việc nắm bắt cục diện sau này. Việc tiến xa thêm cũng cần phải học hỏi quan sát. Diệp Phàm nói. Vậy chuyện này làm phiền trợ lý Diệp rồi. Vương Long Đông gật đầu nói. Vào ngày 27 thì mọi việc chuyển giao đều đã hoàn tất. Hai ngày sau đó, năm mới đã đến. Vì chuyện của Kiều Viên Viên nên Diệp Phàm ăn Tết cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ cần có thời gian là hắn lại ở bên Kiều Viên Viên. Người nhà Kiều Viên Viên cũng thay nhau đến trông nom. Điệp Vũ và Tuyết Hồng cũng hỗ trợ thêm, thành ra phòng Kiều Viên Viên lúc nào cũng có hơi người. Tính thêm cả y tá thì trong phòng lúc nào cũng có hai người. Bình thường người nhà họ Kiều cũng chẳng chào đón Diệp Phàm, nhưng bây giờ Kiều Viên Viên bất động nằm trên giường, bọn họ bỗng nhiên trở nên thân mật hơn với hắn. Nhất là thái độ của người anh cả đã tốt hơn rất nhiều. Hồng Diệp Bảo bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, vết thương của Lang Phá Thiên hầu như đã hồi phục hẳn, chỉ có điều công lực tạm thời vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn được. Anh ta cũng đến Hồng Diệp Bảo, Sa Quân đã tỉnh dậy nhưng vì vết thương khá nặng nên đến giờ vẫn nằm trên giường. Lam Tồn Quân là thị trưởng của thành phố Hạng Nam, vào dịp Tết lẽ ra phải đi thăm hỏi động viên những trường hợp neo đơn, động viên quần chúng. Nhưng biết cái Tết này Diệp Phàm cũng chẳng vui vẻ gì nên cũng kéo đến. Tất cả tập trung ở Hồng Diệp Bảo cùng nhau đón giao thừa. Những người anh em khác như Vương Nhân Bảng, Trần Quân, Lư Vĩ, Tề Thiên, Thiết Chiêm Hùng, Trương Cường cũng đều đến. Chương 2775, ông già này là ai? Bên nhà Diệp Phàm có thêm người anh cả là Diệp Cường cũng đến. Cô em cũng định tới nhưng Diệp Phàm lại sợ cô bé sẽ trêu chọc anh mình thì phiền phức nên không cho đến nữa. Diệp Tử Kỳ mang vợ về nhạc phụ đại nhân ở Bắc Kinh chúc Tết. Đáng tiếc là tình hình mẹ ruột của Diệp Tử Kỳ không khả quan cho lắm. Vẫn là điệu bộ điên điên dại dại không minh mẫn đó. Diệp Phàm thay đổi lịch trình trở về Thủy Châu một chuyến. Hắn muốn dùng phương pháp kim châm thông huyệt để đã thông các kinh mạch trên não bộ. Tuy nhiên vì công lực chưa đủ mạnh nên cuối cùng Diệp Phàm đã từ bỏ. Chủ yếu là do hắn sợ sẽ làm cho vết thương của mẹ Tử Kỳ càng nặng thêm. Lần này bọn họ đón Tết ở Bắc Kinh, Diệp Tử Kỳ dứt khoát đón mẹ đến Hồng Diệp Bảo để đón Tết cùng. Trước khi ăn bữa tất niên, Diệp Phàm lại nhận được điện thoại của mẹ. Tất nhiên là mẹ hắn lại cằn nhằn về chuyện hôn sự với Kiều Viên Viên một lát rồi mới gác điện thoại. Điều kỳ lạ là Lý Long cũng đến. Còn nói thêm là ông gọi hắn đến để đón Tết cùng. Một lát sau thì lại nhận được điện thoại của Lý Khiếu Phong nói rằng cứ để việc đón tiếp Lý Long cho ông ta. Diệp Phàm sửng sốt, ý này của lão Lý quả là khó hiểu. Như vậy có khác nào để cho Lý Long cùng nhập vào đội của hắn? Lý Long tỏ vẻ rất tôn trọng Diệp Phàm,
luôn miệng anh em, khiến Lang Phá Thiên ngồi bên cạnh cũng thấy buồn nôn. Anh ta chửi thầm trong bụng, phỉ báng lão Lý hơn Diệp Phàm đến vài tuổi vậy mà luôn miệng gọi anh không thấy ngượng mồm. Tề Chấn Đào dặn dò thêm Diệp Phàm, ý quản lý Tề Thiên, đừng để anh ta làm càn. Còn về Lô Vĩ, cô của cô ta là Lô Minh Châu cũng gọi điện đến hỏi thăm. Trần Quân thì không cần phải nói thêm nữa vì nhạc phụ anh ta là Đoàn Hải Thiên vốn đã là một hạt nhân cốt cán trong đội Diệp Phàm. Anh ta và Thiết Chiêm Hùng hiện đang là hai cán bộ cao cấp nhất trong đội Diệp Phàm. Bởi vì tối hôm đó những người được đến Hồng Diệp Bảo đều là các cán bộ nòng cốt trong đội Diệp Phàm. Buổi tối hôm đó, tiệc trong biệt thự bày rất nhiều thức ăn. Tuy không náo nhiệt lắm nhưng tất cả mọi người đều ngồi uống rượu dùng bữa hết sức thân thiết, như anh em trong một gia đình vậy. Có lẽ là vì Kiều Viên Viên nên không khí náo nhiệt quá cũng không tốt. Tất cả mọi người đều ăn tất niên bằng tâm lý hạn chế. Lão Lang, sau này anh có dự định gì chưa? Diệp Phàm uống một ngụm mai đào, nhân tiện hỏi luôn. Bây giờ có nghĩ cũng không có ích gì cả. Công việc bên đó chắc chắn là phải bàn giao lại nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra ứng cử viên thích hợp. Vì thế tạm thời vị trí đó vẫn bỏ trống. Sang năm mới chắc bên trên sẽ có chỉ thị. Cứ tiếp tục như vậy cũng không hay ho gì, tôi thì cảm thấy rất phiền. Lang Phá Thiên nói bằng giọng khá buồn bực. Đối với những người luyện võ thì đó cũng là điều dễ hiểu. Từ mức thập đẳng hoàng đoạn bỗng giảm xuống thành tam đẳng đỉnh giới, đến cánh cửa trước phòng tổ A cũng nhảy không qua. Chuyện này đúng là một đòn đả kích tàn khốc với người luyện võ. Cũng may tâm trạng Lang Phá Thiên khá tốt, Diệp Phàm biết anh ta sợ mọi người biết mình không vui nên cố giả bộ để mọi người tưởng thật. Dù sao cũng phải tính đến trường hợp tốt nhấu, xấu nhất. Đổi một công việc tức là đổi khẩu vị, cả ngày ăn suốt một món cũng thấy ngấy. Thiết Chiêm Hùng nhìn Lang Phá Thiên an ủi cười nói. Cảm xúc của cậu tôi có thể hiểu được vì tôi là người từng trải. Trước đây tôi cũng như cậu, lúc nào cũng bất an, hoảng loạn, thậm chí là sợ hãi, bấn loạn. Có một khoảng thời gian tôi không hề có chút sức lực nào, cảm thấy cuộc sống hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Khoảng thời gian đó vô cùng tiêu cực, thậm chí tôi còn có ý định xuất gia rũ bỏ bụi hồng trần. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Đúng là thế thật nhưng dù sao làm bên bộ công an và công việc trước đây của ông cũng không khác nhau nhiều lắm, có thể chấp nhận được. Cũng không phải mất nhiều thời gian để thích ứng. Lang Phá Thiên nói, về lão Lang thì tôi thấy cho đi làm những việc khác không ổn lắm. Chẳng hạn như làm bên chính trị, với tính cách của anh ấy thì không thể giải quyết nhiều việc được. Lúc bực mình lên lại đánh cho người ta khổ sở ấy chứ, ngay như sự việc với quần chúng đó. Có lẽ về bên kiểm sát hoặc quân đội vẫn phù hợp hơn. Trương Hùng đưa ra ý kiến. Diệp Phàm nhìn Trương Hùng và Lang Phá Thiên rồi ngây người ra. Anh Diệp, tôi nói này, mặt chúng tôi không mọc hoa cũng không phải phụ nữ. Anh trừng mắt lên nhìn rồi ngây người ra làm gì, ở đây không thiếu mỹ nữ. Có nhìn chằm chằm thì nhìn em Điệp Vũ ấy, có đúng không? Lang Phá Thiên lên tiếng trêu ghẹo, nhằm vào Điệp Vũ đang bê đĩa thức ăn lên. Phí Điệp Vũ nghe thấy, mặt đỏ bừng, đưa mắt nhìn Lang Phá Thiên rồi nói. Anh Lang lại mang em ra làm trò đùa rồi. Người bình thường phàm tục như em sao có thể lọt vào mắt của anh Diệp? Muốn lọt vào tầm ngắm, e rằng phải tiên nữ trên trời. Ha ha ha, tất cả mọi người đều phá lên cười. Diệp Phàm cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng, hắn không ngờ lại bị mọi người vào hùa đùa cợt cho thành ra nông nỗi ấy. Từ cái miệng của Tuyết Hồng, bọn Lang Phá Thiên, Tề Thiên biết Điệp Vũ đến chăm sóc Kiều Viên Viên thì tất cả đều cảm thấy kỳ lạ. Chuyện Tuyết Hồng không giữ được mồm miệng thì Diệp Phàm cũng không có cách nào cả. Con bé này cũng khá biết điều, chuyện không nên kể nó đều không hé răng nửa lời. Diệp Phàm thậm chí còn nghi ngờ, con nhà đầu này không biết có tốt bụng thật hay không. Chị Điệp là tà nương nương cơ. Tuyết Hồng đột nhiên buột miệng khiến Diệp Phàm chút nữa thì phun ngụm rượu trong miệng ra. Hắn vội vàng nói ngay. Tuyết Hồng, không được ăn nói bừa bãi. Chuyện này không đem ra đùa được. Còn tôi là Hữu nương nương, em đâu có nói bậy ạ. Tuyết Hồng nói với giọng rất thành thật. Tà nương nương, Hữu nương nương cái gì? Anh Diệp, anh định nạp thêm hậu cung à? Tề Thiên lên tiếng. Tuyết Hồng lại bắt đầu giải thích một hồi. Cả đại sảnh vang lên tiếng cười sảng khoái, tâm lý tiết chế trước đó dường như đã tiêu tan hết. Tôi nói đâu có sai, anh Diệp là người có tài. Thời xưa, hoàng đế có tam cung lục viện, 72 mỹ nữ. Anh Diệp nạp thêm đông tây nam bắc bốn cung nữa cũng đâu có nhiều. Ai bảo các anh không tài giỏi, không giống anh Diệp làm gì,
Chúng tôi đều tự nguyện đó, có phải không chị Điệp? Tuyết Hồng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mấy người Thiết Chiêm Hùng muốn cười nhưng không dám cười sợ Phí Điệp Vũ ngượng. Bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ. Phí Đống ngồi phía trên chiếc bàn tròn nhưng ông ta ăn nói rất thận trọng, từ lúc đến chưa nói năng câu nào. Ông ta đang thưởng thức các món ngon trên bàn, những người ở đó đều không ai biết được thực lực của ông ta. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ không hiểu người đàn ông tàn tật ngồi trên chiếc xe lăn là ai. Tuy nhiên thấy Diệp Phàm rất cung kính tiếp đãi người này nên bọn họ đều không dám khinh suất mở miệng, sợ làm hắn tức giận. Phí Đống vốn không định đến nhưng sau đó ông ta đã nghĩ thông. Cũng không hiểu Phí Điệp Vũ đã dùng cách gì thuyết phục bậc trưởng bối già nhất của nhà họ Phí. Lão Lang, sư phụ của cậu là Âm Vô Đạo có đúng không? Không ngờ Phí Đống, người trầm ngâm suốt từ nãy khi mọi người cười khóe miệng cũng không hề nhếch bỗng nhiên lên tiếng hỏi Lang Phá Thiên. Trưởng bối biết sư phụ của cháu sao? Lang Phá Thiên vô cùng ngạc nhiên. Sư phụ anh ta đúng là Âm Vô Đạo nhưng hầu như không ai biết chuyện này cả. Cậu và sư phụ của cậu tính tình y hệt nhau, lúc nói chuyện đều thích vênh miệng. Phí Đống nói, trong lời nói của ông ta vẫn không hề để lộ chút manh mối nào về thân phận thực sự của mình. Tiền bối chắc cũng là một trong những lục tôn của Trung Quốc. Không biết tiền bối là vị nào trong số họ. Lang Phá bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú. Anh ta đứng bật dậy, đưa tay ra trước kính lễ. Thực ra tất cả bọn người Thiết Chiêm Hùng đều đã gần như đứng bật cả dậy, không khí bỗng chốc im ắng. Ha ha, anh ta chỉ là một tên tiểu tử. Năm đó khi Lưu Ly còn ở đó, sư phụ cậu vẫn còn đang mặc tã. Lúc còn nhỏ sư phụ cậu rất ngốc, đến cả việc ngồi xuống đi tiểu cũng không làm được, thường đái ra quần. Khiến cho Lưu Ly rất tức giận, mà lúc bực lên thường đánh vào mông sư phụ cậu. Sau đó Âm Vô Đao mắc cái tật vểnh miệng lên, sư phụ cứ nói chuyện được một lát là anh ta đã vểnh mặt lên rồi. Chắc lúc nhỏ cậu cũng thường xuyên bị Tiêu Âm đánh vào mông nếu không cái miệng bây giờ đã không có thói quen đó. Phí Đống nói ra chuyện này khiến Lang Phá Thiên phải thụt đầu lưỡi lại. Người tên là Lưu Ly đó chính là thái sư của anh ta, hiện đang đi Tây Thiên cầu kinh, vị trưởng bối buồn bực từ nãy không lên tiếng này chắc là một nhân vật cùng thời với thái sư của anh ta. Lang Phá Thiên lại càng tỏ vẻ cung kính hơn, hai tay anh ta nâng chén rượu lên cung kính mời rượu. Ta đáp lễ một chút, cậu phải uống 12 chén đó. Phí Đống tỏ ra rất bề trên, ông ta nâng chén rượu lên uống một ngụm rồi lại hạ xuống. Lang Phá Thiên thấy vậy cũng hơi tức giận, cho dù là nhân vật cùng thời với thái sư Lưu Ly thì cũng không đến nỗi bề trên như vậy chứ. Anh ta đã uống 12 chén mà ông ta chỉ đáp lại một chút ý tứ như thế. Nếu là lúc khác thì anh ta sớm đã dùng đến nắm đấm rồi. Không cần biết kết cục thế nào, cứ đánh đã rồi hắng hay. Nhưng hôm nay bọn họ đang ở trong nhà Diệp Phàm, Lang Phá Thiên cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu không thì anh ta đã không muốn uống 12 chén rượu kia rồi. Anh ta cũng khá ngạo mạn nên chỉ uống 3 chén đã đặt xuống rồi nói. Cháu rất tôn kính bằng hữu của Thái Sư nhưng gần đây cháu rất sợ rượu nên chỉ đáp được một nửa. Trưởng bối thấy thế nào? Việc này cũng coi như là giữ thể diện cho Diệp Phàm rồi. Tất cả mọi người ở đó đều thấy Lang Phá Thiên giải quyết chuyện này khá thích đáng, không hề giỡn mặt bề trên. Hơn nữa tất cả mọi người cũng đều cảm thấy khá tức giận. Bọn họ cũng biết anh ta rất kiêu ngạo nhưng có Diệp Phàm ở đây nên phải tiết chế mà thôi. Lão Lang, còn 9 chén nữa, anh uống nốt đi. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy kỳ lạ. Hắn ta không uống nhầm thuốc đấy chứ. Sao lại một mực bênh vực cho ông già kia như vậy? Tất cả đều là khách, không thể bên trọng bên khinh như vậy được. Anh Diệp đã muốn tôi uống thì tôi sẽ uống. Thật không ngờ Lang Phá Thiên không nói năng nhiều, liên tiếp uống liền 9 chén rượu, không sót một giọt nào. Lang Phá Thiên cũng rất thông minh. Diệp Phàm đã nói ra những lời như vậy thì ắt hẳn lai lịch của ông già kia rất đáng nể. Anh ta làm như vậy chắc chắn cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì. Ha ha ha, giơ tay ra đây. Phí Đống bật cười, Lang Phá Thiên nhìn Diệp Phàm, anh ta phát hiện ra tất cả mọi người cũng đang nhìn mình như thể khích lệ mình giơ tay ra. Trong lòng cảm thấy khá buồn bực nhưng anh ta vẫn lẳng lặng giơ bàn tay trái ra. Chương 2776, Phi Linh đang tuyết nha nha. Phí Đống cũng không nhiều lời nữa, ông ta giơ hai đầu ngón tay ra như thầy thuốc trung y bắt bệnh, đôi mắt nheo lại. Ồ, đây chính là La Sát Cửu Hàn, chẳng trách. Phí Đống đột nhiên thu tay lại, lạnh lùng thốt lên. Tiền bối có thể trị được hay không?
Lang Phá Thiên đã nhìn thấy chút hy vọng, anh ta cũng biết nịnh nọt, đột nhiên khom lưng xuống, ra vẻ đang nghe chỉ giáo. Diệp Phàm cười thầm trong bụng, cái điệu trước ngạo mạn sau cung kính này của anh ta thật buồn cười. Thật không ngờ lão lang trước nay luôn cứng đầu cũng có lúc phải cúi đầu. Cái điệu không để ý đến việc mất đi công lực của anh ta đúng là giả bộ thật rồi. Ha ha ha. Phí Đống vuốt râu rồi cầm chén rượu Mao Đài lên uống một ngụm. Lang Phá Thiên đờ mặt ra, anh ta bắt đầu sốt ruột. Tiểu lang nhìn Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng như thể cầu cứu bọn họ hỏi giúp. Tiền bối, La Sát Cửu Hàn này là như thế nào? Kẻ hậu bối chưa từng nghe nói qua, rất muốn được mở rộng tầm mắt. Thiết Chiêm Hùng không ra hiệu được cho Lang Phá Thiên nên đành kiên trì đến hỏi cùng. Ha ha ha, Tiểu lang, uống thêm 12 chén nữa. Lang Phá Thiên không còn gì để nói nữa, dứt khoát nhấc cả bình rượu Mao Đài lên uống một mạch. Lúc đặt bình rượu xuống thì cả mặt đỏ lừng như khỉ đít đỏ. Trước kia có thể dùng nội kình để ép được một nửa tử lực nhưng bây giờ anh ta không làm như vậy được nữa. Nội khí còn không ép ra được thì sao có thể tiêu tán tử lực được. Khát khao hồi phục công lực trỗi dậy mãnh liệt chưa từng thấy. Lúc này bảo lão lang gọi ông ta là ông nội Phí Đống chắc anh ta cũng chịu nghe theo. Chắc mọi người đều biết La Sát Quốc chứ? Phí Đống hỏi. Có biết, thời nhà Thanh, nước Nga được gọi là Rus, hay còn gọi là La Sát Quốc. Khi đó người Mông Cổ dùng ngôn ngữ của mình đọc tiếng Nga thành Russia, trước âm R còn thêm vào một nguyên âm. Vì thế Russia biến thành Orochia. Vào thời Mãn Thanh, từ Orochia trong tiếng Mông Cổ được dịch thành Nga La Tư trong tiếng Hán. Trong tiếng Anh, Russia và Rus khá giống nhau. Tiền bối nói đến La Sát Quốc chắc là muốn nói đến nước Nga bây giờ. Lô Vĩ bỗng nói xen vào. Ha ha, có còn cách giải thích nào nữa không? Phí Đống bỗng chốc trở thành một giáo sư. Cháu cũng có nghe qua một số chuyện về La Sát. Trong kinh Phật giáo lý, La Sát Quốc là chỉ một quận tên là Lăng Già của giới Sa Bà. Thủ đô của nó chính là nơi La Sát Thiên Vương. La Sát Thiên Vương là một trong 12 vị thiên tôn bảo vệ thế giới, lần lượt cùng Đế Thích Thiên trông coi trần gian. Lúc này bỗng nhiên Tuyết Hồng lên tiếng. Ồ, Tuyết Hồng, không ngờ em biết cả những chuyện này. Diệp Phàm hết sức ngạc nhiên. Cô gái vô tư, hồn nhiên đó không ngờ lại biết cả những thứ này, thật khiến người khác ngạc nhiên. Em nghe bà nội em kể vậy. Tuyết Hồng đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ. Con nhà đầu này, bà nội cháu là ai? Phí Đống bắt đầu tò mò thích thú nhìn Tuyết Hồng. Thưa vị đại lão đầu, bà nội cháu là Tuyết Diễm. Chắc trưởng bối không biết đến bà cháu vì bà cháu rất ít khi ra ngoài. Tuyết Hồng nghiêng đầu đáp lại, tất cả mọi người ở đó đều đờ người ra. Tuyết Hồng dám gọi vị trưởng bối thần bí này là đại lão đầu. Diệp Phàm đang định của trách cô bé thì không ngờ Phí Đống không hề tức giận. Thậm chí chính ông ta cũng ngạc nhiên. Ông ta nhìn lại Tuyết Hồng, rồi thở dài, thì ra cháu là người nhà họ Tuyết. Quả nhiên là một cô bé rất có thần thái. Năm đó ta đã từng gặp bà cháu. Khi đó bà cháu còn rất trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn cả cháu, chỉ là một cô bé con thôi. Nhưng khi đó đã rất danh mãnh rồi, lại còn có thêm một cô bé có khuôn mặt rất trẻ thơ theo bên cạnh nữa. Không lẽ hai người bọn họ là chị em, mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy rất khó chịu không hiểu cô bé đi bên cạnh đó là ai, có vẻ rất thân thiết với bà nội của cháu. Việc này thì cháu cũng không rõ, hỏi mẹ cháu thì chắc sẽ biết ạ. Tuyết Hồng lắc lắc đầu. Diệp Phàm bỗng nhếch khóe miệng lên, người có khuôn mặt trẻ thơ mà Phí Đống nói đến không lẽ chính là bà bù của nhà họ Tuyết, vị cao thủ thứ hai trong thập đại cao thủ thế gian có tên là Phi Linh Đang Tuyết nha nha. Lôi Chấn Tử, vả vào miệng cho ta. Bỗng nhiên một giọng nói kỳ quái từ từ trên trời vọng xuống. Giọng nói vừa dứt thì cả người Phí Đống bỗng bay xa đến chừng 5 mét. Cả chiếc xe lăn cũng đều lăn theo. Xin bậc tiền bối nhẹ tay. Diệp Phàm vội vàng hét lên. Chạy đến đỡ Phí Đống. Ta không sao. Thật không ngờ Phí Đống không hề để ý đến khuôn mặt đã sưng húp lên, vội vàng hướng ra ngoài cửa bái và nói. Phí Đống biết sai rồi. Bậc tiền bối đã gọi tên hiệu năm đó của Phí Đống vậy xin hãy bỏ qua cho sự lỗ mãng khi nãy. Diệp Phàm bắt đầu nổi da gà. Phí Đống đã trăm tuổi vậy mà còn xưng với người kia là tiểu Phí. Điều này thật khiến người ta phát hoảng. Bà bù sao lại đánh người linh tinh như vậy? Không cho đánh, đại lão đầu là người thân của Diệp đại ca, cũng là người thân của Điệp tỷ, không được đánh, không cho phép đánh. Tuyết Hồng suýt nữa thì nhảy bật lên trên ghế, nhưng vì không nhìn thấy người nên cô ta cứ nhảy nhót trên ghế trông rất đáng yêu. Ha ha,
con bé này, đừng có bị tên tiểu tử này làm cho mê muội đến thế. Đàn bà bên cạnh nó không hề ít. Chính là vị tiểu thư này đây, Phi Điệp Vũ chắc cũng là tự nguyện cả. Cái ý này mà con cũng không nhận ra hay sao? Thật đáng tiếc con còn là một cô bé sinh viên, tiểu công chúa nhà họ Tuyết chúng ta sao lại ngốc đến mức này kia chứ? Này cô bé, con hãy từ bỏ ý định đó đi. Bên kia còn một cô gái đang nằm nữa, tiểu công chúa nhà họ Tuyết chúng ta không thể chịu thiệt thòi mà làm tiểu thiếp được. Giọng nói đó không hề tức giận khi nghe những lời ngạo mạn của Tuyết Hồng. Xem ra Tuyết Hồng rất được vị tiền bối này yêu thương. Về phần Tuyết Hồng, hình như đến Phí Đống cũng hơi thích cô ta. Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng tự hỏi không lẽ nhân phẩm của Tuyết Hồng được bộc lộ ra mạnh đến vậy sao? Bà Bù, bà nói gì vậy? Tuyết Hồng đỏ mặt lên, liên tục dậm chân xuống. Ta chỉ sợ con chịu thiệt thòi mà thôi. Giọng nói kia lại vang lên. Diệp đại ca sẽ không làm tổn thương cháu. Tuyết Hồng ngây thơ đáp lại. Giọng nói kia bỗng biến mất, rất lâu sau lại thở dài nói tiếp. Con bé này, xem ra con bị trúng độc thật rồi. Nhưng nếu con thích tên tiểu tử này thì làm vợ chính thức còn được. Nếu không thì ta không bao giờ đồng ý cả. Còn cô gái đang nằm kia nữa, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại. Đúng lúc đó, cố lên cô bé, nhân cơ hội này thu phục tên tiểu tử kia đi. Những lời này của Tuyết Nha Nha vừa buột ra thì cả mấy người đàn ông ở đó đều nổi da gà. Giọng điệu đó có phảng phất một chút Võ Tắc Thiên. Bà Bù, bà có thể trị được bệnh của chị Viên Viên đúng không? Vậy xin hãy mau trị thương. Diệp đại ca sốt ruột lắm rồi. Thật không ngờ Tuyết Hồng lại nói ra những lời này. Chắc Tuyết Nha Nha suýt nữa phun máu ra, giận dữ nói. Con đúng là ngốc, nhà đầu kia, chỉ được cho cô ta rồi thì con còn có hy vọng gì nữa. Cứ để cho cô ta nằm như vậy là được rồi. Bậc tiền bối, chỉ cần tiền bối trị khỏi được cho Viên Viên, Diệp Phàm cháu dù có đầu rơi máu chảy cũng xin báo đáp tiền bối. Diệp Phàm vội ôm nắm tay, cả người quỳ phục xuống nói bằng giọng điệu dứt khoát. Tất cả bọn người Thiết Chiêm Hùng nhìn thấy vậy, ngồi cũng không yên. Tất cả đều quỳ xuống thỉnh cầu. Cầu ta cũng chẳng có tác dụng gì cả. Muốn trị khỏi thì dễ thôi, ta ra tay là cô ta sẽ tỉnh ngay lại nhưng có một điều kiện. Giọng nói kia lại vang lên. Điều kiện gì? Diệp Phàm vội hỏi lại. Lấy Tuyết Hồng làm vợ chính thức, người kia lại lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng. Bà Bù, bà nói gì vậy? Cháu không hề có ý đó. Bà mau ra tay trị khỏi chị Viên Viên đi, không có chị ấy cháu không có hứng đấu khẩu. Tuyết Hồng bắt đầu số ruột, lại dậm chân liên tục, thì ra là cô bé muốn đấu khẩu với Kiều Viên Viên. Đứng sang một bên, chuyện này quyết định vậy đi. Diệp tiểu tử, cậu thấy thế nào? Giọng nói kia lại vang lên rất bá đạo. Tiền bối, rất xin lỗi nhưng cháu không làm như vậy được. Diệp Phàm không nghĩ ngợi nhiều liền từ chối ngay. Hắn nhìn Tuyết Hồng nói, tuổi muội, kiếp này muội là muội muội của ta. Xin lỗi. Anh Diệp, em vốn là em gái của anh nghĩ đi đâu vậy? Đừng có nghĩ siêu vẹo, đầu óc anh có vấn đề à? Tuyết Hồng lại dậm chân lên. Tiền bối. Nếu Tuyết Hồng đã không có ý đó thì cháu thấy để cho hai người bọn họ kết nghĩa huynh muội là rất hợp, có đúng không? Thiết Chiêm Hùng bỗng nói chen vào, lão Thiết bị ngã văng ra cách đó vài mét, mặt sưng vù lên. Bà lại đánh người không tốt, Tuyết Hồng cuống quýt đến mức chảy cả nước mắt ra. Hai, chấm con bé này, sau này sẽ hối hận thôi. Không được, không được. Giọng nói kia lại vang lên rồi đột nhiên nói. Năm xưa khi ta lưu lạc đã từng giúp ta chút chuyện. Hôm nay coi như ta báo đáp ân tình vậy. Toàn lực vận công, tiếp lực. Lang Phá Thiên nghe thấy vậy thì thấy Diệp Phàm nhìn mình nháy mắt. Anh ta vội vàng hành động. Trong nháy mắt cả người lão lang xoay tròn trong không trung. Khoảng một nửa tiếng đồng hồ sau anh ta rớt xuống mặt đất. Trên đầu còn toát ra một làn hơi sương. Cậu đã có được ngũ khí triều nguyên, rất tốt đó, tốt nhất là tự hiểu đi. Giọng nói kia vừa dứt. Lang Pha Thiên lập tức khoanh tròn chân lại ngồi xuống. Cậu là người nhà họ Vương đến từ cung La Phủ sao? Giọng nói kia lại vang lên, mọi người đều không hiểu gì cả. Nhân Bảng, tiền bối hỏi anh đó. Diệp Phàm dùng nội công đẩy mạnh Vương Nhân Bảng lúc đó còn đang đần người ra. Vâng đúng vậy, cháu có nghe ông cháu nói nhà cháu xuất thân từ cung La Phủ. Vương Nhân Bảng đưa một tay ra ôm quyền, hành lễ của kẻ hậu bối. Ồ! Giọng nói kia lại vang lên, Vương Nhân Bàng cũng bị bắn vào trong không trung gần giống như ban nãy, nhưng trên đầu hắn không có lớp xương trắng bàng bạc.
cháu đã vượt qua thập đoạn rồi, cảm ơn tiền bối. Vương Nhân Bàng cảm động đến nỗi hai hàm răng va đập cả vào nhau, nói năng không còn lưu loát nữa. Ta đi đây, nha đầu, vết thương của con ta trị xong rồi. Giọng nói bỗng dần dần biến mất. Diệp Phàm và Tuyết Hồng cuống quýt thỉnh cầu nhưng cuối cùng giọng nói đó chỉ vang lên rất mờ ảo. Khi nào nghĩ thông và chấp thuận điều kiện của ta, cậu đền đáp chút cho con nha đầu Tuyết Hồng là được. Tự khắc sẽ có người nói lại cho ta biết, còn không cô gái kia sẽ phiền phức đó. Sau đó, không còn giọng nói nào vang lên một cách thần bí nữa. Hai, không được gặp tiền bối, thật đúng là, khuôn mặt Phí Đống đầy thất vọng. Phí tiền bối, chuyện về La Sát Cửu Hàn tiền bối còn chưa kể đó. Thiết Chiêm Hùng vừa xoa xoa cái mặt sưng lên vừa hỏi. Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều tự động quay trở về bàn ngồi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thật ngại quá, Phí tiền bối, Thiết huynh. Diệp Phàm cũng ngồi xuống với khuôn mặt ngượng ngùng. Không sao, được một cao nhân như thế tát cho một cái cũng là vinh hạnh của tôi. Chắc cái tát này phải in ra, sau này còn có cái mà khoác lác. Thiết Chiêm Hùng bỗng bật cười rồi hỏi lại Diệp Phàm. Diệp Phàm, vị tiền bối đó đúng là bà bù của Tuyết Hồng sao? Chương 2777, đưa Lang Phá Thiên đến Thiên Vân. Tất nhiên là bà bù của tôi rồi. Tuyết Hồng ưỡn ngực lên đáp lại, cả người rung lên tự đắc. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện về các tiền bối nữa. Diệp Phàm nói, đối với những người như thế này thì tốt nhất là không nên nói về họ. Chỉ có trời mới biết là bà ta đã đi khỏi thật hay chưa. Diệp Phàm không muốn tự dưng lại ăn một cái tát trời giáng từ đâu rơi xuống. Tất cả mọi người cũng đồng tình, bọn họ đều lạnh toát hết cả sống lưng bởi vì những cao thủ như vậy thực hết sức lợi hại. Đến cả bóng người cũng không trông thấy nên họ có thể lấy mạng người khác bất cứ lúc nào. Riêng Diệp Phàm thì bằng đôi mắt ưng thần của mình hắn vẫn cảm nhận được có chút động tĩnh ở tòa nhà cao cách Hồng Diệp Bảo 2 mét. Có lẽ Tuyết Nha Nha ngồi trên nóc tòa nhà cao ấy và dùng nội khí thần thông của mình. Đến cả vị bán tiên thiên là Phí Đống trước mặt Tuyết Nha Nha cũng chỉ như chút hồ nặn giấy thì chắc là bà ta đã đạt đến cảnh giới như trong truyền thuyết rồi. Cảnh giới ở trong truyền thuyết rất thần bí, khó lường. Diệp Phàm nghĩ đến đây mà chảy cả nước miếng. Tất nhiên là không thể bằng La Sát Quốc tức là Lăng Già Châu của giới Sa Bà trong Kinh Phật Lý, nơi mà La Sát Thiên Vương ở. Cũng tức là người một trong 12 vị thiên tôn cùng với Đế Thích Thiên thay phiên nhau cai quản nhân gian. Đây chỉ là truyền thuyết, còn về La Sát Cửu Hàn thì đây đúng là một trưởng chí Hàn. Nó bắt nguồn từ Thiên Trúc, bây giờ chính là Ấn Độ. Người Ấn Độ tin vào Phật giáo, tất nhiên không phải cứ xung Phật thì sẽ nhân từ. Phật cũng còn có lúc nổi giận nữa là. Cho nên bên chỗ bọn họ có chùa La Sát. Ở chùa này các tăng nhân được học trưởng La Sát. Đây là một trưởng vô cùng linh hoạt, có chút khác biệt so với trưởng Viên Nhuận mà các tăng nhân hay dùng. Tuy nhiên nghe nói La Sát Cửu Hàn cũng là một trong những công pháp tuyệt mật. Bình thường thì chỉ có trưởng môn và một vài cao thủ La Hán trong chùa được truyền lại cho đệ tử mà thôi. Tiểu Lang bị trúng độc này không lẽ đã đắc tội với người trong chùa La Sát? Phí Đống hỏi. Không đúng, anh ta bị trúng chưởng của một cao thủ người Mỹ. Diệp Phàm lắc đầu trả lời. Vậy thì lạ thật, một công pháp thần bí của chùa La Sát sao có thể truyền cho một nữ cao thủ người Mỹ được? Phí Đống cảm thấy rất khó hiểu, nhưng sau đó lại cười nói. Tuy nhiên Tiểu Lang đúng là gặp phúc trong họa, được tiền bối truyền công lực cho không những vết thương đã khỏi mà có lẽ công lực cũng đã tăng lên một cấp. Đúng vậy, có lẽ bây giờ tôi đã đạt đến thấp đẳng đỉnh cấp rồi. Thật không ngờ Tuyết tiền bối lại thần kỳ đến như vậy. Không nhìn thấy bóng người đâu nhưng vẫn có thể giúp người khác tăng nội công được. Không lẽ Tuyết tiền bối chính là cao thủ trong truyền thuyết hay sao? Lang Phá Thiên vừa nói dứt lời thì tất cả mọi người đều thấy lạnh toát sống lưng, quay lại nhìn Tuyết Hồng. Nhìn tôi làm gì, tôi cũng không rõ lắm. Đến tận bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy mặt bà bù. Tuyết Hồng nói với giọng điệu có chút bất mãn. Các cao nhân đều thần bí như vậy đó. Tuyết Hồng, em đừng để ý. Diệp Phàm khuyên nhủ, trong lòng thấy rất đau xót vì đã lỡ mất một cơ hội quý. Chỉ cần Tuyết Nha Nha đồng ý ra tay thì trong nháy mắt bệnh của Kiều Viên Viên có thể trị khỏi rồi. Tuy nhiên nếu như vậy thì Diệp Phàm lại phải cắn răng mà tiến vào giới võ thuật cao hơn. Đến lúc đó thì không cần phải cứu người nữa. Hơn nữa điều kiện mà Tuyết Nha Nha đưa ra hắn cũng không thể đồng ý được. Lão Lang, anh lại có thể phục hồi chức cũ rồi. Diệp Phàm cười nói, tôi đổi ý rồi, đột nhiên lại muốn đổi khẩu vị một chút. Lang Phá Thiên đột nhiên cười rất thần bí.
không lẽ anh không muốn làm? Diệp Phàm hỏi lại. Lão Thiết nói đúng, thay đổi một chút cũng hay. Bây giờ nghĩ lại thì cũng thấy ngán thật đó. Ngày nào cũng bận bịu, thần kinh căng ra, tôi không hề cảm thấy thoải mái chút nào cả. Lang Phá Thiên cười nói. Các vị, giữ bí mật nhé, hãy cứ coi như tôi vẫn chỉ là một phế nhân mà thôi. Chuyện này chắc không giữ bí mật được đâu. Đến lúc các vị lãnh đạo phát hiện ra, họ lại lột da chúng tôi ra ấy chứ. Hơn nữa võ công của anh đã cao hơn, vậy thì đây lại càng là lúc anh cống hiến cho quốc gia. Không thể chỉ nghĩ đến chuyện làm biếng như vậy được, có đúng không? Trương Hùng nghe thấy vậy liền phản đối ngay. Trương Hùng, chỉ cần chuyện này lộ ra ngoài thì nắm tay này của tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Lang Phá Thiên uy hiếp lại. Thật nhàm chán. Trương Hùng nhún vai đáp lại, trong lòng cảm thấy rất buồn bực vì anh ta biết sức mình yếu hơn Lang Phá Thiên nên chỉ có thể chịu thiệt thòi mà thôi. Lão Lang, anh muốn thay đổi khẩu vị hay sao? Diệp Phàm hỏi lại một lần nữa. Tất nhiên rồi, Lang Phá Thiên tôi có khi nào nói dối không? Lang Phá Thiên đáp lại với vẻ mặt rất thành thật. Vậy thì đến quân khu của tỉnh Thiên Vân có được hay không? Diệp Phàm bỗng giật mình hỏi. Sao lại đến tỉnh Thiên Vân? Tuy là kinh tế có phát triển nhưng vẫn không thể bằng được khu vực Duyên Hải. So với các tỉnh Duyên Hải thì vẫn kém một bậc. Lang Phá Thiên lắc đầu từ chối. Lão Lang, Thiên Vân là một tỉnh lớn. Hiện nay các ngành kinh tế đều đang rất phát triển. Đó là một trong những thành phố trọng tâm của 6 khu vực lớn trong cả nước. Đồng bằng Vinh Thành cũng khiến cho thành phố Vinh Thành trở thành một trong những khu vực dồi dào tài nguyên nhất của Trung Bộ. Chẳng hạn như thành phố Hạng Nam mà tôi đang làm việc. Về mặt kinh tế, tuy không thể so sánh được với các thành phố phía Nam phát triển khác nhưng chúng tôi cũng có tiềm năng rất lớn. Lão Lang, anh đến Bắc Kinh làm việc cũng lâu rồi, giờ đi xuống bên dưới một chút cũng có cái hay. Trước kia tôi cùng chỉ làm việc ở bộ nhưng bây giờ đến đó làm việc mới cảm nhận được cái rộng lớn của đất nước mình. Lam Tồn Quân cười nói, thành phố Vinh Thành là một thành phố lớn của tỉnh Thiên Vân, cũng là một thành phố vấp hai của cả nước. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, câu này rất đúng, Lão Lang, hãy đi đi, nếu đi thì chúng ta sẽ có thể cùng bắt tay hành động. Tất nhiên Diệp Phàm vẫn có mục đích chưa thể nói ra được. Hắn chỉ có thể ra sức động viên anh ta. Nếu như không có vấn đề lớn gì thêm nữa thì trạm tiếp theo của Diệp Phàm chính là một doanh nghiệp lớn nào đó ở tỉnh Thiên Vân. Đến lúc đó, nếu Lang Phá Thiên cũng đồng ý đi thì chẳng phải hắn có thêm một cánh tay đắc lực nữa rồi hay sao? Tất nhiên chuyện này giờ hắn không thể nói rõ ra được, chỉ có thể giật dây thôi. Kỳ lạ thật, anh không uống nhầm thuốc đấy chứ? Lang Phá Thiên nhìn Diệp Phàm một cách kỳ lạ. Tôi rất bình thường, chỉ là tôi nghĩ cho anh mà thôi. Cứ nghĩ mà xem, đó là một nơi lý tưởng hơn nữa lại có nhiều mỹ nữ. Đó là nơi trước kia Lưu Bị, Trương Phi và Quan Vân Trường từng tung hoành, lại có cả Gia Cát Lượng nữa. Nơi đó có bề dày lịch sử, có anh hùng, có mỹ nữ. Diệp Phàm cười đáp lại. Còn có cả cô em ớt cay nữa. Tề Thiên nói chen vào một câu. Diệp Phàm trợn mắt liếc nhìn anh ta. Cô em ớt cay, cô em ớt cay. Không ngờ tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên. Lão Lang, anh đừng có dây dưa gì rồi đến lúc cay không chịu được đấy. Ha ha ha. Quái lạ. Lang Phá Thiên lẩm bẩm một mình, nhìn Diệp Phàm rồi lại hỏi. Nếu tôi đi thật, thì tôi có thể đảm nhận chức vụ gì cho được? Rõ ràng là anh ta đã dao động rồi. Với thân phận của mình, lại thêm công lớn vừa lập, lần này chắc anh sẽ được huân chương Tử Long ấy chứ. Tuy chỉ là công lao cấp 3 thôi nhưng như thế đã rất tuyệt rồi. Anh lại là tướng quân, chỉ là không rõ bên quân đội của quân khu Thiên Vân có còn chỗ trống hay không mà thôi. Nếu không thì điều động một chút, làm một tư lệnh quân khu cũng được. Diệp Phàm trả lời. Chuyện này để tôi nói lại với lãnh đạo vậy. Tất nhiên anh phải giả bộ đáng thương một chút bởi vì lãnh đạo chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi khổ của một cao thủ bỗng chốc biến thành một thường dân. Đến lúc đó lại ngoác miệng ra mà cười ấy chứ. Lãnh đạo của chúng ta rất cảm thông với những người tàn phế mà. Tôi là cao thủ, ai dám nói tôi là đồ tàn phế. Nhưng cũng lạ thật đó, tôi có cảm giác hình như anh đang có mưu đồ gì đó thì phải. Lang Phá Thiên cười nói. Bảo tôi giả bộ đáng thương thì không được rồi. Tôi là người thế nào chứ? Là một đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất, đầu có thể rơi xuống nhưng chân quyết không quỳ, sao lại có thể dùng đến cả những mánh lới như thế cơ chứ? Được được, anh không phải là một kẻ đáng thương. Dứt khoát thế thì anh cứ trực tiếp lên lãnh đạo trình bày. Lão Lang của chúng ta vì quốc gia mà vào sinh ra tử,
công việc đảm nhận phải là những công việc then chốt có đúng hay không? Cơm ăn cũng phải là cơm ngon. Chuyện về chức tư lệnh thì tôi quyết định rồi. Không cần, có đúng không? Cứ giải quyết bằng nắm đấm đi nhé. Diệp Phàm cười đáp lại. Lang Phá Thiên ưỡn ngực lên cười nói. Tất nhiên là thế rồi. Lão lang tôi là ai chứ? Nhưng sau đó anh ta đã kịp phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, gãi gãi đầu. Lại trúng kế của anh rồi. Tuy không hiểu anh định làm gì nhưng Diệp lão đại đã khuyến khích đi như vậy thì chắc phải có mục đích bí mật nào đó. Vậy thì tôi cũng không ngại đến Thiên Vân một chuyến. Không được làm tư lệnh thì làm phó tư lệnh vậy, có đúng không? Quái lạ, Diệp lão đại, anh muốn tôi có được tài liệu về các xí nghiệp lớn ở Thiên Vân rồi lại khuyến khích lão lang đến đó làm việc. Thế là thế nào, mời anh giải thích cho chúng tôi nghe. Lam Tồn Quân tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đúng vậy. Việc khác thường như vậy ắt hẳn là có mưu đồ gì đó. Diệp Phàm, anh chắc chắn không làm chuyện xấu xa chứ. Tề Thiên cũng nói chen thêm vào. Khiến tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn về phía anh ta. Lão Thiết cũng không phải là ngoại lệ, bởi vì trước mắt chuyện này vẫn còn là bí mật, chỉ có đồng chí Kiều Viễn, Sơn Ninh và Tề Chấn Đào biết. Tất cả những người khác trong đội Diệp Phàm đều không hay biết gì. Không phải vì Diệp Phàm không tin tưởng những người anh em của mình mà là do sợ chót nói là đi mà sau này lại không đi thì mất mặt. Dù sao hắn cũng là đại ca trong mắt mọi người nên không thể tùy tiện ăn nói. Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên lên tiếng như hiểu ra điều gì. Lão Thiết, đừng có giấu nữa, biết cái gì thì mau nói ra đi. Đừng có đứng một bên thầm thầm thì như đàn bà thế nữa. Lang Phá Thiên tức giận nói. Các đồng chí khác đều không dám nói bằng giọng đó với Thiết Chiêm Hùng. Có lẽ Lang Phá Thiên ăn nói tùy tiện đã thành thói quen. Anh hỏi anh ta là biết ngay thôi. Thiết Chiêm Hùng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Diệp Phàm nếu không nói ra thì đắc tội với na em chúng tôi rồi. Nhưng anh không nói cũng không sao cả, tôi sẽ đi đến đó. Lang Phá Thiên đã quyết định. Anh Diệp cũng muốn đi Thiên Vân hay sao? Lam Tồn Quân đột nhiên lên tiếng. Không phải chứ. Cả mấy người đều đồng thanh thốt lên. Chắc là không phải đó chứ, ở Tấn Lĩnh đang tốt như thế thì đi Thiên Vân làm gì? Thiên Vân cũng chẳng có cái mỏ vàng nào cả. Thiên Vân cho anh được cái gì, nếu là cái chức phó tỉnh thì không thể rồi. Ở Tấn Lĩnh dù sao anh cũng đã có chút danh tiếng, quan hệ ở chỗ nào cũng đều tốt đẹp cả rồi. Lại thêm cái chức trợ lý chủ tịch tỉnh nữa, làm thêm vài năm nữa là có thể lên chứ phó tỉnh rồi. Lang Phá Thiên lên tiếng châm chọc Diệp Phàm. Chương 2778, quyết định nhanh chóng. Đến Thiên Vân lại phải bù đầu vào giải quyết công việc mà gánh nặng Tấn Lĩnh lại để lại cho anh. Mấu chốt là đến Thiên Vân thì cũng chẳng có cái ghế nào ngon lành cả. Lam Tồn Quân nói lộ liễu một câu sau đó nghĩ lại thì thấy điều đó không thể xảy ra. Anh ta lại tiếp. Không lẽ anh vẫn quyết chi làm bí thư thành ủy của một thành phố nào đó? Như vậy chẳng phải càng ngày càng thụt lùi hay sao? Ha ha ha, chuyện này chưa có gì chắc chắn cả, tạm thời tôi vẫn chưa thể nói được điều gì, lỡ truyền ra ngoài lại không hay. Đợi khi rõ ràng tôi sẽ nói lại với tất cả các anh em. Diệp Phàm vừa nói vừa giơ tay ra làm động tác xin lỗi. Mọi người tuy sốt ruột nhưng cũng không hỏi thêm gì, đùa thì vẫn cứ đùa nhưng chuyện nghiêm túc thì không thể nói năng lung tung được. Tôi sẽ nói chuyện với các vị lãnh đạo. Lang Phá Thiên đã quyết định. Anh ta quyết định rất nhanh lẹ. Nói làm là làm. 10 giờ tối hôm đó, Cung Khai Hà gọi Diệp Phàm đến tổng bộ. Khi hắn đến nơi thì Lý Khiếu P, Hong, Tây Môn Đông Hồng, Kế Vĩnh Viễn đều đã có mặt rồi. Chào hỏi xong, Diệp Phàm ngồi xuống thì Cung Khai Hà bắt đầu nói. Diệp Phàm, cậu xem, Lang Phá Thiên đã chủ động xin đến Thiên Vân. Ôi, bây giờ công lực của anh ta đã bị mất đi. Từ một cao thủ trở thành một người bình thường, ý anh ta thế nào cũng dễ hiểu thôi. Nhưng cũng may là tâm trạng anh ta rất tốt, không hề có chiều hướng tiêu cực. Nếu đổi lại là một người bạc nhược nào đó thì chắc chắn sẽ không có chí tiến thủ rồi. Tất nhiên anh ta cũng rất buồn vì thế làm được việc gì xin các vị thủ trưởng cứ xem xét làm cho anh ta. Nếu không sẽ khiến những người khác cũng không cảm thấy thoải mái lắm. Diệp Phàm nói với vẻ luyến tiếc, buồn phiền. Ừ, nỗi khổ của cậu ta chúng tôi hiểu được, chỉ có điều không nỡ để cậu ta đi mà thôi. Cậu ta làm bên cảnh vệ đoàn cũng khá lâu rồi, rất thông thuộc bên đó mà làm việc cũng rất sáng suốt, tỉnh táo. Nếu đổi sang cho người khác thì rất phiền hà.
việc bên đó là việc lớn nên không thể chỉ xem xét qua loa được. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ cứ để cho anh ta đảm nhận chức vụ đó thì anh ta cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Trước kia là một cao thủ, bây giờ công lực chỉ còn tam đẳng thì làm sao bảo vệ các bộ trưởng được. Hơn nữa làm như thế các đồng chí khác cũng không phục. Bên dưới anh ta còn có cả cao thủ ngũ đẳng thậm chí là bát đẳng. Lão Lăng còn mặt mũi nào làm việc ở đó, đi Thiên Vân cũng tốt, cho anh ta có cơ hội để bình tâm lại. Chỗ đó cũng thuận lợi cho anh ta khôi phục lại một số thứ. Không chừng đi Thiên Vân một thời gian lại khôi phục lại nguyên công lực ấy chứ. Nếu cứ để anh ta ở nguyên vị trí cũ, anh ta không phục mà không chừng còn làm rách việc ra. Ai dám chịu trách nhiệm cho việc đó, có đúng hay không? Diệp Phàm nói lý lẽ. Khả năng hồi phục gần như là không. Các chuyên gia cũng đã kiểm tra rồi. Nhưng đồng chí Lang Phá Thiên đã lập công lao hiển hách cho nước nhà, cũng nên sắp xếp một chỗ tốt cho đồng chí ấy nếu không thì thật có lỗi với đồng chí ấy. Tây Môn Đông Hồng cũng tỏ ý tán thành. Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn nghĩ ông ta chắc chắn phải có mục đích khác. Lang Phá Thiên là cục trưởng cục cảnh vệ, chức vụ mà anh ta giữ vô cùng quan trọng. Diệp Phàm ngẫm nghĩ rồi xứng người ra. Không lẽ Tây Môn Đông Hồng muốn tự mình tiếp quản vị trí của Lang Phá Thiên hay sao? Rất có khả năng là như vậy. Nếu ông ta muốn tự mình tiếp quản thì khác nào được ăn hôi bổng lộc. Tây Môn Đông Hồng mà có ý gì thường là thông qua các đồng chí khác để truyền đạt lên cấp trên. Tất nhiên cục cảnh vệ cũng có trách nhiệm riêng của mình, không thể ăn nói lung tung được, nhưng chắc chắn cũng phải có chỗ hay ho nào đó. Thật đáng tiếc, tôi đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Lang Phá Thiên. Đồng chí Diệp Phàm không hề nói sai, nếu vẫn để cậu ta đảm nhận vị trí cũ thì không thích hợp, chỉ huy các cao thủ bên dưới cũng không thuận lợi nữa. Chuyện này phải được xem xét kỹ càng. Lý Khiếu Phong nói với vẻ mặt trầm ngâm. Nhưng mấu chốt là hiện tại chưa có người thích hợp cho vị trí này. Mà vị trí này thì chúng ta không thể xem xét qua loa được. Cung Khai Hà cau mày nói. Muốn tìm được một người tiếp quản vị trí của Lang Phá Thiên chắc chắn là rất khó. Còn về công lực thập đẳng thì trong đội chúng ta có Phượng Mao Lân Giác. Kế Vĩnh Viễn vừa nói vừa liến nhìn Diệp Phàm một cách bí ẩn. Cung Khai Hà cũng dõi theo ánh mắt đó rồi đột nhiên mỉm cười. Tây Môn Đông Hồng nhìn thấy thì như cảm nhận được điều gì đó. Ông ta vội vàng lên tiếng. Thực ra vấn đề mấu chốt là có chỉ huy được hay không. Tôi thấy võ công như thế vẫn chưa ổn. Đồng chí Thiên Thông còn ở bên đó mà bên đó cũng chẳng thiếu các cao thủ. Vậy đồng chí Tây Môn Đông Hồng ó phát hiện ra được ai phù hợp với vị trí này hay không? Lý Khiếu Phong ra vẻ hỏi một cách rất nghiêm túc. Các đồng chí thấy Cự Toàn thế nào? Cự Toàn chính là biệt hiệu của Trương Thủy Minh. Các thành viên trong tổ A đều có biệt hiệu riêng, chẳng hạn như biệt hiệu của Diệp Phàm là Cầu Tử. Các biệt hiệu này đều được lấy một cách hết sức đặc biệt. Võ công còn thấp quá, chỉ mới đạt bát đẳng đỉnh giai. Lý Khiếu Phong lắc đầu. Võ công thì còn hơi thấp một chút nhưng đồng chí Lang Phá Thiên cũng là mạnh hơn những năm gần đây mà thôi, lúc trước khi nhậm chức đồng chí ấy cũng chỉ đạt bát đẳng, thậm chí còn kém hơn cả Cự Toàn bây giờ ấy chứ. Chẳng phải khi đó đồng chí ấy cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hay sao? Mà đồng chí ấy cũng là đội trưởng đó chứ, xử lý các mối quan hệ bên ngoài hết sức linh động. Hơn nữa kinh nghiệm cũng rất phong phú. Các bộ trưởng đi công tác ở các nơi khác nhau đồng chí ấy đều tham gia và làm tốt công tác đảm bảo an ninh. Từ trước tới nay chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ tình hình trong tổ A chúng ta không phải không rõ, thực sự tìm không được một ứng viên thích hợp nào nữa cả. Tây Môn Đông Hồng tích cực đề cử. Ai nói là không có ứng viên thích hợp, tôi thấy đồng chí Diệp Phàm là thích hợp nhất, về công tác an ninh thì đồng chí ấy làm rất tốt. Lý Khiếu Phong nói, lão Lý, biện pháp này không được rồi, tôi không làm được việc này, thi thoảng gọi tôi đi làm việc gì đó thì còn được. Nhưng đảm nhiệm một chức vụ lâu dài thì tôi không dám đảm nhận. Nhỡ chẳng may mà có sơ suất gì thì tôi biến thành đồ lịch sử rồi. Hơn nữa mọi người chắc cũng rõ tính tình của tôi nóng tính, chẳng nói đâu xa, lúc làm việc bên chính quyền, luôn luôn đắc tội người khác. Nếu tiếp nhận công việc của lão Lang thì có mở mồm đắc tội cũng không phải là đắc tội các đồng chí bình thường nữa rồi. Lúc đó các đồng chí giới thiệu tôi cũng khó ăn nói. Con người tôi thực không hợp với vị trí đó. Diệp Phàm luôn miệng từ chối, nếu hắn mà tiếp nhận công việc này thất thì đúng là có trò vui để xem rồi. Cậu nói gì vậy? Làm việc thì đến đâu làm mà chẳng vậy, luận về võ nghệ thì cậu lại càng thích hợp hơn cả Lang Phá Thiên.
Về mặt phòng thủ anh ninh, cậu làm tốt hơn Lang Phá Thiên. Còn về mặt chỉ huy thì cậu đã đảm nhận đến cả cái chức bí thư thành ủy của một thành phố mấy trăm vạn dân, không nhẽ lại không quản lý được mấy trăm người bên dưới. Hơn nữa chúng tôi cũng ở bên giúp đỡ cậu, lại có các đồng chí dày dặn kinh nghiệm trong tổ nữa thì cậu lo lắng chuyện gì. Còn về việc cậu nói cái miệng cậu thối thì tôi thấy cậu cũng đã sửa chữa được khá nhiều. Cứ từ từ rồi sẽ thích ứng với công việc. Cậu cũng cảm thấy công việc này không hề thua kém việc trước kia đã làm đúng không? Hơn nữa hãy cứ xem đây là giai đoạn quá độ đi. Tập làm quen với các vị lãnh đạo sẽ rất có lợi cho tương lai của cậu đấy. Cung Khai Hà vội nói. Lão Lý, thực sự tôi không phù hợp với công việc này. Việc lớn phải hết sức thận trọng. Tôi biết các vị lãnh đạo tin tưởng tôi nhưng tôi thực tình vẫn hy vọng được về địa phương công tác. Các đồng chí cũng biết đấy, thi thoảng được tiếp thêm động lực làm việc sẽ rất hiệu quả. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như lần trước. Giải quyết xong một việc cũng mất đến nửa năm. Làm bên chính quyền một thời gian dài còn có thể kiên trì được. Hơn nữa bên đó cũng được. Mà đừng nói nửa năm làm gì, mấy ngày thôi chắc chắn là không xong việc rồi. Có như thế thật thì sau này các đồng chí khố mà gọi tôi làm nhiệm vụ riêng được đó. Tôi không làm việc cho các đồng chí được cũng rất tiếc, có đúng không? Diệp Phàm nói, tất nhiên là hắn không muốn mất trái bóng đang sắp lăn đến chân mình rồi. Đồng chí Diệp Phàm đã không muốn nhận thì chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của đồng chí ấy. Hơn nữa, ép một người làm công việc mà mình không thích cũng làm khó người ta quá. Làm công việc mà mình không thích, trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái, mà đã không thoải mái thì chắc chắn sẽ phân tâm. Công việc đó không thể sơ suất được, nếu không thì không ai gánh trách nhiệm được. Tất nhiên tôi không có ý là đồng chí Diệp Phàm sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ đó. Ý tôi là đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn có thể, nhưng chúng ta nên tôn trọng ý kiến của đồng chí ấy. Lời nói của Tây Môn Đông Hồng đúng là đầu cuối bất nhất. Đồng chí Cự Toàn có năng lực nhưng tình hình bây giờ đã khác trước nhiều. Trước đây đồng chí Lang Phá Thiên có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng công lực bát đẳng. Nhưng bây giờ thì e rằng điều đó không thể được nữa. Tình hình đã thay đổi rất nhanh, phía nước Mỹ cũng đã rất phát triển. Sự kiện Dạ Đương lần này đã gióng lên hồi chuông báo động cho chúng ta. Người đứng đầu đoàn nội vệ không thể có võ công quá thấp. Nếu tạm thời chưa tìm được ai thì đành phải để đồng chí Diệp Phàm tạm thời đảm nhận, phối hợp với đồng chí Thiên Thông. Còn về đồng chí Lang Phá Thiên thì phải nhanh chóng sắp xếp cho đồng chí ấy một chỗ tốt. Đồng chí ấy có biểu hiện rất tốt, chúng ta không thể vì những hy vọng mơ hồ mà làm lỡ chuyện của người ta. Kế Vĩnh Viễn phân tích vấn đề rất chu đáo. Diệp Phàm thầm kêu khổ trong lòng. Lần này khác nào bấn cợt Lang Phá Thiên, đúng là tự đem đá đập vào chân. Công lực của Cự Toàn quá thấp, không cần phải xem xét thêm nữa. Bây giờ chúng ta bàn bạc xem nên điều Lang Phá Thiên đi đâu và những điều ban nãy đồng chí Kế Vĩnh Viễn nói. Cung Khai Hà hoàn toàn bác bỏ sự đề cử của Tây Môn Đông Hồng. Tất nhiên Tây Môn Đông Hồng rất bất mãn. Tuy nhiên việc này rất hệ trọng, không thể manh động được. Nhỡ mà có sơ suất gì thì không ai gánh được trách nhiệm cả. Hơn nữa chuyện này toàn quyền là ở Cung Khai Hà. Ông ta có bất mãn mà mở miệng thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, lại khiến người ta sinh nghi. Đồng chí Lang Phá Thiên yêu cầu được đi Thiên Vân. Tôi thấy hay là điều động đồng chí ấy đến quân khu tỉnh Thiên Vân công tác. Với tiềm lực và năng lực của đồng chí ấy thì hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Phàm lập tức đề xuất. Chương 2779 Đề bạt Vương Nhân Bàng. Vừa rồi cũng đã thăm dò rồi, đồng chí đang làm bên đó cũng vừa nhận chức chưa lâu. Người ta còn chưa ngồi ấm ghế đã điều đi thì không ổn. Trừ khi là có chỗ nào đó tốt hơn cho người ta. Với lại việc điều động bên quân đội phải là do bên ấy phê chuẩn. Cung Khai Hà nói. Nhưng mà đồng chí Diệp Phàm, đồng chí suy nghĩ thế nào? Chúng tôi cũng biết rõ tình hình của đồng chí ở bên đồng lĩnh. Bây giờ vẫn chỉ là cái ghế trợ lý tỉnh nhưng hành sự đều rất linh hoạt rồi. Tạm thời cứ đảm nhận nhiệm vụ kia, đợi đến khi chúng tôi tìm được ứng viên thích hợp. Đến lúc đó đồng chí có thể đi làm công việc mà mình yêu thích, có đúng không? Hơn nữa bây giờ đồng chí cũng là quân nhân, không thể quên nhiệm vụ của một quân nhân được. Chắc chắn là tôi không quên, chỉ có điều tôi bỗng nghĩ đến một người rất thích hợp để thay thế cho đồng chí Lang Phá Thiên. Diệp Phàm vội vàng đáp lại. Là ai? Không ngờ đồng chí Cung Khai Hà và đồng chí Kế Vĩnh Viễn đều đồng thanh lên tiếng. Đôi mắt bọn họ sáng lên, có lẽ phát hiện thêm được nhân tài nên bọn họ thấy vui sướng.
Vương Nhân Bàng. Diệp Phàm đáp lại, hắn tự thấy thầm thương cho Vương Nhân Bàng nhưng từ bần đạo không bằng từ hữu đạo. Nghe nói anh ta chỉ mới đạt cửu đẳng khai nguyên, cũng chỉ nhỉnh hơn đồng chí Cự Toàn một chút. Tất nhiên thực lực giữa đỉnh giai và đại giai cũng có chênh lệch lớn nhưng xét về nhiều phương diện, đồng chí ấy không thể bằng đồng chí Cự Toàn được. Dù sao bây giờ anh ta cũng vẫn chỉ là thành viên chính thức của tổ A thôi, không hề có thực lực và kinh nghiệm chỉ huy. Tôi cũng đã nghe Vương Lão nói qua, tính tình anh ta rất lười nhác, không thích những công việc gò ép. Nếu không thì tại sao đến tận bây giờ Vương Lão vẫn không sắp xếp cho anh ta công việc gì? Đừng nói riêng về tính cách mà con người cậu ta vốn có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng với tính cách đó thì thật sự không phù hợp với công việc này. Thi thoảng điều động đi thực hiện nhiệm vụ thì còn được. Tây Môn Đông Hồng phản đối ngay. Trong lòng ông ta không hề cảm thấy thoải mái. Người ông ta đề cử không được thì những người khác cũng đừng hòng nhé. Tính tình lười nhác thì có thể sửa chữa được. Có chúng ta kèm cặp thì không sợ cậu ta tiếp tục lười nhác. Có một số việc lúc chưa làm thì tùy tiện nhưng một khi đã nhận lời thì lại khác. Không nhẽ cậu ta không hiểu được tầm quan trọng của công việc này hay sao? Đồng chí Vương Lão và đồng chí Thành Trạch sẽ thường xuyên đôn đốc anh ta. Về vấn đề này thì không cần lo lắng nhiều quá đâu. Chỉ e rằng chính bản thân cậu ta cũng sẽ từ chối chức vụ này mà thôi. Như vậy thì lại phiền phức rồi đó. Cả gia đình nhà Vương Lão đều ở tổ chúng ta, phải xem ý kiến của Vương Lão thế nào chứ, có đúng không? Nếu không thì chúng ta đã quá hà khắc với bọn họ rồi. Yêu cầu như thế có chút quá đáng. Cung Khai Hà nói lên những băn khoăn trong lòng. Có lẽ các thủ trưởng còn chưa biết, bây giờ anh ta đã là một cao thủ đạt thập đẳng khai nguyên. Tại sao tôi lại đề cử anh ta chính là vì lý do này. Về vấn đề này thì các ông không cần phải lo lắng. Diệp Phàm đành phải kiên trì tiếp tục làm việc xấu sau lưng người khác. Thực ra hắn ta cũng không đành lòng nhìn Vương Nhân Bàng cứ tiếp tục lăn lộn vất vả như vậy. Dù sao cũng phải tìm một việc chính thức để làm. Thập đẳng, chẳng phải dạo trước còn là cửu đẳng thôi hay sao? Tây Môn Đông Hồng nghi ngờ. Có lẽ ông ta cho rằng Diệp Phàm đã khoác lác. Hôm nay vừa mới đột phá đấy. Diệp Phàm đáp lại. Vậy được, tôi sẽ lập tức đến ngay nhà họ Vương nói chuyện với Vương Lão. Lần này bất luận thế nào Vương Nhân Bàng cũng phải tham gia vào đội ngũ của chúng ta. Không thể để cho một cao thủ thập đẳng cứ lông bông bên ngoài như thế được. Đó là một tổn thất lớn của quốc gia. Chúng ta nhìn thấy mà đau lòng. Cung Khai Hà đã thực sự cảm động. Phía Vương Lão thì cũng dễ nói chuyện thôi. Thực ra Vương Lão cũng có ý này. Diệp Phàm nói. Ý cậu là Vương Lão đã ngầm đánh tiếng rồi. Cung Khai Hà sửng sốt, hỏi ngay lại Diệp Phàm. Trước đây ông ta cũng đã từng nói với tôi rằng hy vọng Vương Nhân Bàng có thể gia nhập tổ A và cũng hy vọng tôi sẽ thường xuyên định hướng cho anh ta về phương diện này, thay đổi suy nghĩ của anh ta. Tôi nghĩ, trước kia Vương Lão không nhiệt tình như vậy có lẽ là vì nhiệm vụ của chúng ta quá nguy hiểm. Mà đồng chí Vương Thành Trạch đang làm việc ở tổ A cũng không thể nâng đỡ người nhà họ Vương lên được nữa, có đúng không? Người trong nội bộ chúng ta đều hiểu điều này. Đó là cuộc sống nguy hiểm cận kề cái chết mà. Người nhà người ta đều đã lên trên hết rồi thì bên dưới cũng phải có người chứ. Tiếp quản công việc của đồng chí Phá Thiên thì quá hay rồi. Ít nhất làm bên an ninh thì xác suất cũng cao hơn nhiều. Dù sao ở mặt này, tình hình thế giới cũng khá ổn định rồi. Tôi nghĩ Vương Lão chắc chắn sẽ rất ủng hộ. Diệp Phàm giải thích. Cung Khai Hà thì rất vừa ý. Nửa đêm, Diệp Phàm đang ngủ thì bị một hồi chuông leng keng đánh thức dậy. Nhấc điện thoại lên thì biết đó là Vương Nhân Bàng. Chắc chắn là anh ta lại gọi đến để mắng mỏ rồi. Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhận điện thoại. Quả nhiên tiếng Vương Nhân Bàng giận dữ lập tức vang lên. Tôi nói này anh Diệp, sao anh lại hại người anh em là tôi thế hả? Thế là xong rồi, tôi bị anh hại chết rồi. Tôi đi chết đây, thế là xong rồi, anh Diệp, anh thật là... Hại, hại gì hả người anh em? Diệp Phàm lại giả bộ ngốc nghếch. Tất nhiên là hắn ta không thể thừa nhận chuyện này rồi. Lại còn giả vờ nữa. Chuyện này chắc chắn là do anh làm. Vương Nhân Bàng thở dài nói. Chuyện gì hả người anh em? Tôi bị anh làm cho loạn lên rồi. Nửa đêm nửa hôm anh nói chuyện không đâu, đúng là làm cho tôi hết sức khó hiểu. Anh cứ nói rõ mọi chuyện ra trước, đừng có càu nhàu mãi như thế. Diệp Phàm nói rất hợp tình hợp lý. Hắn ta quyết định giả vờ tới cùng. Nếu không thì sẽ bị anh em nghi ngờ là bán đứng họ. Lại còn giả bộ nữa.
không phải là anh nói thì sao bọn họ biết tôi đã lên thập đẳng. Lần này tôi coi như xong đời rồi, anh hại tôi thảm rồi. Vương Nhân Bàng lên giọng kêu khổ. Diệp Phàm suýt bật cười nhưng hắn vẫn phải giả giọng an ủi. Tôi thực sự không hiểu là chuyện gì, có phải là chuyện anh đã lên thập đẳng không? Chuyện này thì đúng là do tôi nói ra. Lúc ăn cơm xong thì Vương Lão gọi điện sang nói chuyện với tôi, do bất cẩn nên tôi đã để lộ ra chuyện này. Thật ngại quá nhưng tôi nghĩ là bị lộ ra khi nói chuyện cùng Vương Lão, người một nhà cả nên không hề hấn gì hết. Cái gì mà ảnh hưởng không lớn? Ảnh hưởng rất lớn, anh hại chết tôi rồi. Anh Diệp, cái miệng anh như thế còn xưng anh em cái gì? Lần này anh làm khổ tôi thật rồi. Sao lại như thế? Diệp Phàm cố tình hỏi lại. Vương Nhân Bàng tức giận kể rõ ngọn ngành chuyện bị Vương Lão và cha là Vương Thành Trạch ép phải vào tổ A, tiếp quản vị trí của Lang Phá Thiên. Ai ya, người anh em, tôi kính nể anh thật đó. Làm bên đoàn cảnh vệ trung ương rất oách đó. Anh cứ thử nghĩ mà xem. Gia nhập tổ A một cái trong tay đã có quyền hành, đứng trên hàng mấy trăm người. Anh hét một câu hàng bao nhiêu người bên dưới phải run rẩy. Chẳng hạn như những chỗ bí mật như là Ngư Điếu Đài, Biển Trung Viên.ans đều có thể tự do đi vào như cái vườn nhà mình. Thật là oách, lúc trước thấy lão lang được như vậy anh còn thầm ngưỡng mộ, bây giờ thì sao? Không ngờ số anh lại may đến thế, phát tài rồi, phát tài rồi. Mà đến lúc đó, gặp 9 vị lãnh đạo cấp cao dễ như gặp rau ngoài chợ vậy. Anh xem rồi muốn gặp bọn họ khó khăn biết chừng nào. Mà chức vụ đó cũng là chức cụ của tướng quân. Anh sắp thành tướng quân rồi đó, hoành tráng quá. Diệp Phàm cười nói. Nhiều cái hay như thế sao anh không đi mà làm? Vương Nhân Bàng lên tiếng bác bỏ. Diệp Phàm đành nói. Không thể nói như thế được. Tôi không phù hợp với công việc đó. Nhân Bàng, anh cũng không còn nhỏ nữa, đã 30 mấy rồi. Chẳng lẽ anh muốn thập lục cứ nhìn anh lăn lộn như vậy mãi hay sao? Đã 30 mấy rồi mà cứ lông bông, suốt ngày lăn lộn bên ngoài. Bây giờ anh đã là cao thủ thập đẳng rồi. Các vị lãnh đạo nhắm chúng anh nên tận dụng những gì mình có. Hơn nữa, cả hai vị trưởng bối đều đã ép anh như vậy. Anh không làm cũng không được, cứ dứt khoát một chút. Yên tâm gia nhập tổ A. Hai anh em chúng ta cùng tung hoành, sống chết vì đất nước. Như vậy rất có cảm giác thành công. Lạ thật, tôi cứ có cảm giác đây là một âm mưu mà chủ mưu thì không ai khác chính là anh. Bọn họ cũng đã nói cả rồi. Tôi gia nhập thì cũng chưa lên cấp tướng quân ngay được. Dựa vào thực lực thập đẳng của tôi và sự trung thành của nhà họ Vương với quốc gia. Lại thêm công lớn trong sự kiện Mã Lệ Châu nạp nữa thì tôi có thể lên đến thượng ta. Sau một năm có thể được đề bạt lên đại tá. Vài năm sau mới lên được tướng quân. Những lời này nghe rất lưu loát thuyết phục nhưng tôi không thèm quan tâm. Vương Nhân Bàng quả nhiên không hề ngốc. Anh ta lập tức phát hiện ngay ra điểm đáng nghi. Không thể nói như vậy được. Diệp Phàm lại ra sức viện lý lẽ thuyết phục anh ta. Anh Diệp, cuộc sống tự do, hạnh phúc của tôi xong rồi. Tác phong làm việc trong tổ nội vệ rất chật. Vương Nhân Bàng ca thán. Tất nhiên là như thế rồi. Đó là nơi nào chứ? Tác phong làm việc chắn sẽ rất chặt chẽ. Với anh thì có thể linh hoạt một chút. Làm việc gì cũng phải báo cho lãnh đạo biết. Diệp Phàm bật cười. Thôi vậy, dù sao cũng đã như vậy rồi. Thế là toi. Vương Nhân Bàng có chút buồn bã nhưng sau khi nghe Diệp Phàm thuyết phục, anh ta cũng đã thay đổi ý kiến đôi chút. Sáng ngày thứ hai, dưới lá quốc kỳ trang nghiêm, Vương Nhân Bàng đã đọc lời tuyên thệ, chính thức gia nhập tổ A. Trở thành một đội viên chính thức. Khoác lên người bộ quần áo thượng ta, anh ta uốn qua uốn lại, ngượng nghịu như một tên hề. Diệp Phàm cười thầm, viện kế đi thăm Kiều Viên Viên rồi chuồn mất hút. Tất nhiên Lang Phá Thiên còn phải dẫn dắt anh ta một thời gian để làm quen. Bên tổ chức quyết định để giúp anh ta nhanh chóng thích nghi. Ngay buổi chiều thứ hai, đồng chí Vương Nhân Bàng đã tham gia lớp luyện tập chính quy của trụ sở huấn luyện đặc thù của tổ A. Đây là khóa học bất kỳ đội viên nào của tổ A cũng phải tham gia. Buổi tối ngày mùng 2, Lam Tồn Quân đến biệt thự Lá Đỏ, chủ yếu là để bàn về tình hình các xí nghiệp ở Thiên Vân. Tất nhiên tại sao Diệp Phàm lại cần những tài liệu như vậy thì Lam Tồn Quân hoàn toàn không hiểu. Xí nghiệp trung ương theo nghĩa rộng bao gồm 3 loại. Một là các xí nghiệp do bên Ủy ban Quản lý Tài sản Quốc gia thuộc Quốc vụ Viện Quản lý. Về mặt kinh tế, loại hình doanh nghiệp này cung cấp các tài sản chung như quân sự, điện tí, các sản phẩm độc quyền như dầu mỏ. Thứ hai là các doanh nghiệp hoạt động bên lĩnh vực tài chính do hội giám sát, kiểm chứng và ban quản lý xí nghiệp quản lý.
ba là các doanh nghiệp đoàn thếm, quần chúng do các bộ phận khác của Quốc vụ viện quản lý như doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, vận chuyển đường sắt, cảng khẩu, sân bay, truyền thông, văn hóa, xuất bản. Các doanh nghiệp tùng ương theo nghĩa nhỏ chỉ các doanh nghiệp do Ủy ban Tài chính Quốc gia thuộc Quốc vụ viện quản lý. Đối với một số nước khác thì phạm vi Ủy ban Tài chính Quốc gia thuộc Quốc vụ viện quản lý các doanh nghiệp khá hẹp. Chương 2780, anh mới là nông dân. Anh Diệp, Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước do nội các chính phủ hoặc các bộ các và Ủy ban Trung ương trực tiếp quản cũng không quá 100. Mà trong đó đại đa số tổng giám đốc xí nghiệp đều được hưởng cấp bậc của giám đốc sở. Còn cấp bậc giám đốc sở được đãi ngộ bằng cấp thứ trưởng. Còn các cấp bậc phó bộ của Trung ương trong cả nước không vượt quá 60 nhà. Đó là tình hình tam gia ở tỉnh Thiên Vân. Ở Trung Quốc các tập đoàn công ty được sắp xếp theo thứ tự, tập đoàn công ty Hồng Cương, tập đoàn công ty Điện khí Tây Nam. Bộ máy của tập đoàn công ty ở thành phố Dương Vân tỉnh Thiên Vân Trung Quốc, phải cách thành phố Vinh Thành 7-80 dặm. Công ty được xây dựng vào năm 1965, năm 1982 đi vào sản xuất. Đến cuối năm 2005, tổng tài sản gần 130 tỷ, tổng số công nhân viên chức vào khoảng 30.000 người. Vì vậy năm 2002, tập đoàn công ty được nhà nước liệt vào là mạch máu của nền kinh tế quốc dân và an toàn quốc gia là một trong 48 xí nghiệp là nòng cốt chủ yếu. Tháng 1 năm 2002 nảy sinh chuyện liên quan đến Bộ Tài chính. Tháng 1 năm 2004 thuộc quyền sở hữu của Ban Quản lý Giám sát Tài sản Nội các Chính phủ. Mà tập đoàn công ty Hồng Cương ở thành phố Liễu Tân tỉnh Thiên Vân, xây dựng vào thời kỳ 3 năm, xí nghiệp Liên Hợp Cương Thiết là một trong các chiến lược lớn nhất phía sau. Tập đoàn Hồng Cương ở thành phố Liễu Tân có rất nhiều khoáng sản phong phú như vanadium, titanium, quặng sắt, vanadium và titanium có trữ lượng hàng đầu thế giới. Cùng với coban, nickel, đồng, mangan, Mn, và hơn một chục nguyên tố kim loại hiếm với trữ lượng hết sức kinh ngạc. Nơi này còn có tài nguyên nước và than cốc rất lớn, là điều kiện rất thuận lợi cho phát triển công nghiệp gang thép. Nên xí nghiệp trung tâm của tập đoàn công ty cũng là do Ban Quản lý Giám sát Tài sản Nội các Chính phủ trực tiếp quản lý. Đã 40 năm nay, tập đoàn Hồng Cương dựa vào nguồn tài nguyên khoáng sản vanadium, titanium, quặng, mét phong phú, nhờ có sự sáng tạo đã thúc đẩy sự phát triển sắt thép vanadium, thực hiện sản xuất vượt mức. Tập đoàn công ty điện khí hữu hạn gọi tắt là Tây Điện được thành lập từ năm 1963 từ một xí nghiệp phát điện bằng sức nước của nhà máy thiết bị. Trải qua hơn 50 năm phát triển, đã trở thành một trong các xí nghiệp sản xuất chế tạo thiết bị và đặc biệt nhận thầu các công trình trạm phát điện lớn. Trung ương Đảng đã xác định là một trong những xí nghiệp nòng cốt trọng điểm của nhà nước, là mạch máu của nền kinh tế quốc dân và an toàn quốc gia. Ban Quản lý Giám sát Tài sản nhà nước nội các chính phủ đã phê duyệt thay đổi chế độ thiết lập thành xí nghiệp quốc hữu vốn riêng. Lam Tồn Quân vừa đưa tài liệu cho Diệp Phàm vừa kể lại tỉ mỉ. Xem ra, chuyện này giải thích cho việc Diệp Phàm muốn tìm Nhất Phí Tâm. Không ngờ những tài liệu này được nhớ rất kỹ. Cậu em, tư liệu này đầy đủ hết rồi chứ, Nhất Phí Tâm. Diệp Phàm vừa nhận tài liệu vừa nói. Anh Diệp, hiệu quả và lợi ích của ba xí nghiệp này cũng không tệ. Anh hiểu được bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Chẳng lẽ anh Diệp thật sự muốn đến tỉnh Thiên Vân? Chẳng lẽ là đảm nhiệm chức trợ lý chủ tịch tỉnh, phân công quản lý ba xí nghiệp lớn này hay sao? Lam Tồn Quân hỏi. Cậu hồ đồ rồi phải không? Diệp Phàm cười nói. Hồ đồ, tôi đã đoán sai sao? Lam Tồn Quân có chút thất vọng. Ba xí nghiệp lớn này đều là do bộ phận ở dưới của chính phủ trực tiếp quản lý, cho dù tôi có đến tỉnh Thiên Vân đảm nhiệm chức trợ lý chủ tịch tỉnh cũng không có quyền quản bọn họ đúng không? Diệp Phàm nở nụ cười nhẹ nói. Nhưng thật ra tôi vẫn có thể hỗ trợ. Lam Tồn Quân gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt cứng đờ, nói. Đúng rồi, anh Diệp cho dù anh nói không làm trợ lý chủ tịch tỉnh, hay là anh thật sự muốn đến tỉnh Thiên Vân đảm nhiệm chức trợ lý chủ tịch tỉnh. Tất cả đều được, anh em chúng ta lại có thể tụ cùng một chỗ bắt đầu một sự nghiệp mới. Chớ có đoán mò, Thiên Vân là tỉnh lớn, trợ lý chủ tịch tỉnh rất có thể chính là phó chủ tịch tỉnh. Cậu xem lý lịch kinh nghiệm của tôi có thể đi lên sao? Cậu em, cậu có chút hồ đồ rồi. Diệp Phàm nói. Việc này, quả thực là không thể nào. Còn có thể đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy đấy. Bí thư Ninh ở Thiên Vân cũng có thể có khả năng này. Tuy nhiên đó là một giai đoạn quá độ, làm được vài năm sẽ có điều kiện thuận lợi thăng tiến.
cho đến lúc anh Diệp là một trong mấy đại cự của tỉnh lớn Thiên Vân. Lam Tồn Quân cười nói. Cậu đúng thật là đề cao tôi quá đấy. Theo tuổi của tôi, kinh nghiệm lý lịch, muốn ngồi len trên chiếc ghế của Thiên Vân, chỉ có thể là người ngủ nói mộng thôi. Chớ có đoán mò, một chút tin tức việc này cũng không có, thứ trước cho tôi bán cái nút đi. Diệp Phàm cười thần bí, lại làm cho trong lòng Lam Tồn Quân vô cùng lo lắng, nói. Chúng ta như anh em, có tin tức tốt trước tiên phải chia sẻ với tôi một chút có phải thoải mái hơn không? Hơn nữa, tôi đi Thiên Vân cũng có hơn nửa năm. Đối với chỗ kia khẳng định phải quen thuộc hơn so với anh Diệp. Anh Diệp thật sự có thể đi, đảm nhiệm chức vụ gì thì tôi cũng có thể dò la ở một số nơi. Đến lúc xem tài liệu có phải là rất tốt không? Đừng rằng con nữa, việc này qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ nói cho cậu biết thôi. Diệp Phàm kiên quyết không nói. Lam Tồn Quân đành phải buồn bực đi về. Sau đó, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng. Nhưng thật ra là đem mọi dự định nói một lần. Việc này thật là có chút tà môn ông em ạ, hiệu quả và lợi ích của ba xí nghiệp lớn cũng không tệ. Cậu đi thì có thể xếp cho vị trí nào? Tôi nghĩ, muốn ngồi vào vị trí nhân vật số một kia là không thể. Cấp trên sẽ không yên tâm cho các đồng chí không ở xí nghiệp nắm giữ chức vụ trọng yếu của xí nghiệp lớn như vậy. Nếu như nói nhân vật số 2 là tổng giám đốc tập đoàn công ty cũng có chút mơ hồ. Rất có thể sẽ sắp xếp cho một phó tổng giám đốc kiêm phí bí thư đảng ủy. Như vậy cũng là cấp bậc phó bộ. Tuy nhiên, ngày ấy sẽ biến thành hỗn độn. Muốn tạo dựng sự nghiệp cùng ngành chính phủ có thể là sai rồi. Đến lúc đó, tôi sợ người anh em không muốn đổi lại chỗ ngồi. Nhưng một khi ngã vào suy nghĩ lập tức bước ra cũng khó đấy. Ánh mắt Thiết Chiêm Hùng độc đáo. Nói thật sự còn có chút khả năng. Đúng vậy, vốn là bí thư Ninh Mãn muốn làm thành cái cục diện rối rắm cho tôi tiếp nhận. Đến lúc đó làm ra thành tích của bí thư Ninh Mãn cũng sáng rọi trên mặt. Mà bí thư Ninh Mãn còn có quyền, anh ta đề cử người có thể có thành tích rất lớn đối với anh ta do, quyền chuyển chính thức cũng có thể tạo được một chút hiệu quả khi dệt hoa trên gấm. Nếu như xí nghiệp có hiệu quả và lợi ích tốt và đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, cái gì muốn làm đầu tiên? Chỉ có điều, khả năng có phải đi tam gia không? Tỉnh Thiên Vân lại chỉ có 3 doanh nghiệp do cấp phó bộ quản lý. Bộ phận không có khả năng gây sức ép. Diệp Phàm nói, cũng cảm thấy vô cùng NHG hoặc khó hiểu. Tuyệt đối không thể nào, cha vợ đều nhắc nhở có thể đánh gần bóng rồi. Rõ ràng chuyện bổ nhiệm của cậu ủy viên Kiều hoàn toàn có thể đối phó. Hơn nữa lại có sự giúp đỡ của thư ký Ninh Mãn, việc này hoàn toàn có thể nước chảy thành sông. Sẽ lại cho cậu làm giám đốc sở vậy còn muốn cái giám gì nữa? Có lợi ích gì mà hai vị đại lão lại ra tay, đây chẳng phải là cởi quần đánh giám sao, làm điều vô ích. Thiết Chiêm Hùng cũng cho rằng không có khả năng đó. Vậy không có biện pháp nào, phỏng chừng anh Thiết nói chúng. Không có biện pháp, trước tiên hãy làm phó tổng giám đốc đã. Sau đó sẽ tiến lên dần dần, bảo trước đây tôi làm giám đốc sở, tôi tuyệt đối không đi. Không bằng ở lại chờ cơ hội tốt hơn chút nữa. Việc gây sức ép qua lại cũng quá mệt. Diệp Phàm nói. Nếu không cậu lại đi tìm bí thư Ninh Mãn, tôi tin tưởng tin tức của ủy viên Kiều sau khi vào trong lòng anh ta đã có phúc cảo. Không chừng bây giờ người ta đã sớm thao tác rồi, tuy nói là sau Tết. Nhưng cơ hội này thật tốt rồi. Đi chúc Tết là có thể để lộ một chút nguyện vọng đúng không? Mà có khả năng cha vợ cậu cũng nói trước ở bên này rồi. Dù sao. Cấp thứ trưởng, cho dù sát bóng cũng phải do ban tổ chức trung ương bổ nhiệm mới được. Rất có thể bí thư Ninh Mãn sẽ trao đổi tin tức với anh ta bất cứ lúc nào. Hai vị đại lão cùng chung mục tiêu là đẩy cậu lên cao thôi. Thiết Chiêm Hùng nói. Nhất định bọn họ sẽ nói trước, tuy nhiên, hai vị không lên tiếng tôi cũng không thể làm cho người ta phiền. Khiến cho tôi dường như đang vội vã chạy quan, không có chút hương vị nào cả. Hay là không đi hỏi, bằng không? Cha vợ tôi nhất định sẽ nghĩ tôi rất thiếu kiên nhẫn và vân vân. Cho dù bí thư Ninh Mãn có hạ niềm tin xuống không chịu nổi sẽ gây ấn tượng xấu. Tuy nói bí thư Ninh Mãn theo tôi cũng dính chút chuyện hôn nhân bên ngoài, nhưng cũng phải là loại tài năng mới có thể đập chúng vào kia rồi. Diệp Phàm thở dài. Thôi vậy, không hỏi cũng được. Tôi nghĩ, nên làm cho cậu cũng biết thời điểm bọn họ nhất định sẽ nhắc nhở cậu. Dù sao đều là người một nhà. Nhắc nhở trước một chút cũng có lợi cho việc đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trước khi tiến vào, vai diễn. Có lợi cho công tác triển khai có phải không? Nếu bọn họ không nói, giải thích việc này thì không thể nói lý do. Những điều này,
làm việc là cẩn thận, bọn họ không muốn chuyện cậu đoán mò ngược lại sẽ hao tổn tinh thần. Thiết Chiêm Hùng nói, đầu năm Diệp Phàm đi một chuyến về quê, mau khẩn trương đuổi. Sau khi đến Thủy Châu Lô Vĩ sẽ phái xe đưa cậu ta trở về, không ngờ buổi tối lại chạy về nhà rồi. Tuy mẹ Lâm Tú chỉ có hơi nói nhiều, nhưng nhìn thấy đứa con trở về cũng có chút vui vẻ. Gắp đầy thức ăn trên bàn vào bát Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm nhìn thấy em mình như quả mướp đắng, em gái Diệp Tử Y tự nhiên tỏ vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Em gầy quá. Xem ra dạo này không bổ sung đầy đủ chất rồi, ăn nhiều một chút. Diệp Phàm cười, không nói lời nào, cầm chén để thức ăn bên trong chút hơn một nửa. Diệp Tử Y cầm bát chánh, tuy nhiên, sao có thể vượt qua đũa công của cao thủ 12 đẳng đồng chí Diệp Phàm? Anh hai, anh làm gì vậy? Diệp Tử Y dậm chân nũng nịu. Không làm gì cả, anh thương em thôi. Đương nhiên Diệp Phàm hạnh phúc quá vui cười. Trả lại anh nè. Diệp Tử Y gắp thức ăn ra. Xem hai đứa kìa, ăn đi. Lâm Tú Chi nói, Diệp Tử Y lè lưỡi ra nói hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tử Y, người yêu em đâu không mang về để Diệp Phàm coi mặt. Anh hai có mắt nhìn người, sẽ góp ý cho cũng không tệ nhé. Tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, 20 mấy rồi. Để vài tuổi nữa là sẽ thành, ế, rồi. Không ngờ anh cả Diệp Cường đã ra giọng quan giáo huấn em. Người yêu anh đâu không mang về. Còn nói em, anh đã sớm thành, thanh niên ế, rồi đấy. Không đúng không đúng, hiện tại anh cả là người có tiền mà, hiện tại Vương Lão Ngũ là tỷ phú kim cương, khó trách không nóng này. Diệp Tử Y ăn miếng trả miếng, sắc bén đánh tới. Nam 40 tuổi kết hôn cũng không muộn, nữ không giống với nam. Vượt qua 30 thì phiền lắm đấy. Diệp Cường hừ nói. Anh hai mới có 28, anh hai cũng chưa kết hôn em vội gì chứ, em còn chưa tới 25 tuổi. Em vẫn còn là tiểu cô nàng thôi. Vẻ mặt Diệp Tử Y kiều bì cùng, nhưng thật sự xảo quyệt. Đúng rồi, Tử Y, bạn trai em đang làm gì? Diệp Phàm cũng hứng thú, híp mắt hỏi. Là nông dân. Diệp Cường nói một câu, vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc, mà Diệp Tử Y đã sớm nhảy bật lên, lớn tiếng nói. Ai nói là nông dân chứ, anh mới là nông dân. Chương 2781, việc chung thân đại sự của em gái. Không phải nông dân thì là cái gì, ngày nào cũng đến đồng ruộng giao tiếp với lúa nước với mướp đắng, cây cải củ, rau xanh, chăn heo so, với hộ chăn heo còn chuyên nghiệp hơn, trồng rau còn lợi hại hơn so với trồng rau nhà giàu. Da thì quá đen, thiếu chút nữa là thành dân châu Phi chạy nạn rồi. Cho nên, anh thấy cậu ta còn nông dân hơn cả nông dân. Diệp Cường nói một cách vui vẻ, thiếu chút nữa là thành hát cười đắc ý rồi. Có phải là kỹ thuật viên cục nông nghiệp hay không? Diệp Phàm ngạc nhiên sau đó mới hiểu ra, cười nói. Anh hai nói đúng rồi, người ta chính là kỹ thuật viên. Hiện tại cũng là kỹ sư nông nghiệp, tốt nghiệp đại học nông nghiệp. Diệp Tử Y đắc chí nói. Cuối cùng vẫn là người quan trọng, em nói rõ một chút. Không chừng anh còn có thể giúp đỡ cậu ta một chút, cả ngày chỉ giao tiếp với heo dê thì cũng không hay ho gì, dù sao vẫn phải tìm cơ hội đúng không? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, tên kia là một anh chàng ngốc, không cố gắng để ở lại văn phòng mà lại đí cắm rễ làm thầy giáo dạy nông dân làm ruộng trồng rau chăn heo nuôi vịt. Thế thì làm được việc gì, cả ngày trên người đều chỉ có mùi phân vịt. Diệp Cường châm chọc mỉm cười. Vốn lúc đầu anh cũng để ý, không đành lòng nhìn bộ dạng kia của nó. Cho nên, cũng khuyên nó, không biết được cơ bắp của tên tiểu tử kia thế nào. Nói là ở nông thôn có cái gì không tốt, mỗi ngày được ăn đồ ăn rau sạch, thịt sạch, hít thở không khí trong lành, ngủ trên chiếc giường gỗ thuần túy. So với trong thành phố thoải mái hơn nhiều, anh mất bao nhiêu thời gian, cho cậu ta vào cục làm còn thăng chức phó phòng, không thể tưởng tượng được trong nháy mắt người này đã trở lại nông thôn. Nói là ở lại văn phòng khó chịu, một năm có 200 người đều cắm rễ ở nông thôn, còn dẫn theo vài kỹ thuật viên đi xuống. Tính cậu ta nóng như lửa, ai theo chân đi với cậu ta cũng không vui. Sau lưng toàn bộ mọi người gọi cậu ta là, nông con ba ba. Nông con ba ba, có nghĩa là gì? Thiếu chút nữa Diệp Phàm cười ra tiếng, sợ bị em xem thường, không dám cười. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng xuất thân từ nông dân. Cũng sẽ không giễu cợt làm nông dân có cái gì không tốt. Hơn nữa, hiện tại Diệp gia có tiền, cũng không có gì phải lo lắng. Đương nhiên, trong lòng Diệp Phàm luôn tưởng tượng và hy vọng em rể có thể đi theo con đường quan trường. Tuy nhiên,
bây giờ nghe Diệp Cường nói, người này chắc chắn là, con mọt sách, chính cống, xem như cậu ta là, nông ngốc tử, rồi. Người như thế đoán chừng là không thích hợp đi theo con đường quan trường. Làm không tốt mà đưa lên sẽ khiến cho người ta đùa cợt, sẽ trở thành hại cậu ta. Cậu ấy rất chân thật, thật tốt, Diệp Cường, còn đừng nói xấu sau lưng người ta. Không thể tưởng tượng được phụ thân Diệp Thần Tây lại đánh giá tên kia rất cao, cũng phù hợp với cha mà. Thật ra bộ dạng như vậy cũng không có gì là không tốt cả, tuy nhiên, sau khi kết hôn cũng không thể cả ngày chạy xuống nông thôn được. Làm lãnh đạo sẽ có bộ dạng của người làm lãnh đạo. Thỉnh thoảng dẫn người xuống xã cũng không tệ lắm. Hơn nữa, ngồi trong phòng làm việc chỉ đạo phía dưới triển khai công việc hoàn toàn cũng có thể đi đúng không? Đều là làm cải cách công việc, người chỉ huy so với người làm thực còn muốn có tính khiêu chiến, hơn nữa, tác dụng lớn hơn nữa. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, chỉ sợ người này ngày nào cũng chạy xuống nông thôn, con gái ở nông thôn thì nhiều, đến lúc đó xảy ra tình tay ba thì em gái là người thua thiệt thôi. Anh còn nói mát, một chút việc cũng không giúp còn không biết xấu hổ. Còn lớn hơn quan, anh xem người này làm quan to cũng làm không công. Không thể tưởng tượng được Diệp Tử Y lại nổi đóa lên. Ý gì vậy, anh không trêu chọc em. Em xem có khi nào em đề xuất mà anh không đáp ứng chứ. Nếu có muốn cả bầu trời ánh trăng anh cũng phải cho em đi bắt hái nó xuống có phải không? Diệp Phàm có chút không rõ chuyện gì xảy ra, thực là có chút hồ đồ nói. Chẳng biết anh có nghe ai không, thời gian trước em gọi điện thoại cho anh cũng không thèm trả lời. Diệp Tử Y hừ nói. Xin lỗi, em thừa biết anh còn kiêm một chức vụ bên Bộ Công an. Lúc ấy chấp hành nhiệm vụ bí mật, phải giúp đỡ các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật theo dõi tham quan. Không cho bất kỳ liên lạc nào với bên ngoài. Đây là kỷ luật, em cũng không hy vọng là anh sẽ phạm phải sai lầm chứ. Vẻ mặt Diệp Phàm nói dối không có chút biến đổi sắc thái gì. Tử Y, có điều gì mau nói với Phàm Tử, kia là người ta kỷ luật, cũng đừng đụng tới. Nghe nói lần thứ nhất cũng sẽ bị xử phạt đấy, không thể trách anh hai rồi. Hiện tại, anh hai đã trở về, con còn không nói đi. Lâm Tú Chi rất coi trọng việc này. Bỏ qua cho anh. Không phải Thiệu Đông không muốn ở văn phòng, anh ý bị người ta đẩy đến nông thôn đấy. Cái tên Lưu Phi ở cục đó thật đáng ghét, lại dâm dê nữa chứ. Anh ta lại là lãnh đạo Thiệu Đông. Năm trước sắp xếp người đi xuống trú điểm, Thiệu Đông vốn là phó trưởng phòng, không cần phải đi nhưng vẫn bị người ta ép đi. Lúc ấy lãnh đạo còn nói dễ nghe, nói nào là cải cách công việc chẳng phân biệt được giá cả thế nào, đến nông thôn là vinh quang. Cái này gọi là chi nông. Chính sách của đảng đều hướng đến nông dân, chúng tôi là hưởng ứng lời kêu gọi của đảng. Và vài năm trở về liền có thành tích, đến lúc đó muốn đề bạt cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Diệp Tử Y tức giận. Giữ được vài năm, phỏng chừng trở về vị trí cũ cũng bị mất. Diệp Cường hừ lạnh một tiếng. Còn không phải sao, Thiệu Đông đã suy nghĩ, nếu đi cửa sau chuyện đã không như vậy. Thời gian trước em đem hai bình rượu Mao Đài năm sao anh hai cầm về cho anh ấy. Bảo anh ấy đi tặng người. Kết quả thế nào, không ngờ anh ấy lại mang đến biếu phụ thân. Còn nói anh ấy là cán bộ kỹ thuật đã trải qua thử thách, là trụ cột trong cục. Xem tại TUNGHOANHCOM. Một ngày nào đó sẽ tỏa sáng, mà lãnh đạo đối với anh ấy cũng không tồi. Kỳ thật em đều biết rằng, lãnh đạo bọn họ đều vớ vẩn cả. Thấy đã có chỗ dựa vững chắc người đó bãi thúc người lãnh đạo, giống như anh ta là hoàng đế nhất bàn. Chẳng qua là vì cái chức cục trưởng thôi, nhìn thấy có chỗ dựa là cặp mắt kia sẽ sáng lên, em thấy căn bản chính là việc nịnh hót. Diệp Tử Y của trách mở. Diệp Cường ở đó, cái chức cục trưởng có cái gì mà không lấy được. Chủ tịch tập đoàn bàn đế cơ mà. Diệp Phàm nói liếc mắt một cái nhìn anh cả Diệp Cường. Cái chức cục trưởng không là cái gì, tuy nhiên, em cũng nói. Bảo bọn anh phải khiêm tốn. Cho nên, cho tới bây giờ anh trai em vẫn nhớ kỹ. Ngoại trừ những lần cha con cùng lăn lộn một chỗ, rất ít tiếp xúc với quan trường. Hơn nữa, tập đoàn của chúng ta là lấy việc sản xuất là chính, toàn bộ sản xuất ra sẽ do quốc gia bao hết. Ngược lại cũng không cần lo không có đất đi. Về phần vận chuyển đường biển thì cũng không lo. Ở cùng với Lô Gia, có bọn họ ra tay thì không có gì phải lo lắng cả. Việc này không phải là nguyên nhân chủ yếu vẫn là người nói, súng bắn chim đầu đàn mà. Nhà chúng ta chỉ cần ra một mình em là đủ rồi, dù sao cũng phải suy xét ảnh hưởng đối với em có đúng không?
nếu em tác động lớn vào chỉ sợ có người sẽ bảo em dính vào. Hơn nữa, việc này em gái cũng không nghe theo anh nói. Anh còn tưởng rằng Trần Thiệu Đông lâu nay thích xuống nông thôn nhập thôn đấy. Diệp Cường nói ra những lời nói rất thật. Đó đều là những lời nói chân thật, không sao cả. Những việc nhỏ này, về sau nếu có thể giúp được thì vẫn cần anh cả ra tay. Nếu dính đến cán bộ cấp sở trở lên, mọi người chỉ cần nói với em một tiếng là được. Còn từ cấp sở trở xuống, anh cả có thể giải quyết công bằng được. Diệp Phàm hừ nói, năm nay trăng sáng, đương nhiên không định nhắm vào vị trí cục trưởng cục nông nghiệp. Không chính xác, Trần Thiệu Đông có phải công tác ở sở nông nghiệp tỉnh không? Diệp Phàm một lúc sau truy hỏi lại. Không đúng, cục nông nghiệp thành phố Thủy Châu, cục trưởng của bọn họ là Thái Giang, nghe nói là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Mà phó cục trưởng thường trực tên là Quy Thượng Hải, nghe nói là cán bộ cấp cục trưởng, mà lãnh đạo trực tiếp của Thiệu Đông Lưu Phi Trường chính là em cậu của Quy Thượng Hải. Diệp Tử Y nói, Thủy Châu cũng không phải là thành phố cấp phó tỉnh, cục trưởng cục nông nghiệp làm sao có thể là cấp bậc phó giám đốc sở. Chẳng lẽ trước kia phó giám đốc sở trong tỉnh bị xuống dưới hưởng thụ đãi ngộ của đồng chí phó giám đốc sở? Còn phó cục trưởng thường trực cao phối hưởng đãi ngộ của cục trưởng tương đối nhiều, không có gì phải ngạc nhiên. Diệp Phàm có chút không rõ. Trước kia anh cũng có nghe ngóng quan hệ của Trần Thiệu Đông, Thái Giang còn kiêm chức phó giám đốc sở nông nghiệp tỉnh. Là một người trung niên, khoảng chừng 50 tuổi. Nghe nói người này rất ít ở lại cục nông nghiệp, có chuyện gì đều giao cho phó cục trưởng thường trực Quy Thượng Hải. Cho nên, việc này mau chóng được xử lý ở Thượng Hải rồi. Mà tuy Trần Thiệu Đông là một phó phòng, hơn nữa lại cả ngày đi xuống các điểm dưới thôn. Diệp Cường nói, dù sao anh ta cũng đối nghịch với Thiệu Đông, việc này nhất định là có nguyên nhân. Diệp Phàm gật gật đầu hỏi, em cũng không rõ ràng cho lắm. Diệp Tử Y lắc lắc đầu, một chút dấu hiệu cũng không có, hoặc là do Trần Thiệu Đông đã đắc tội với anh ta ở địa phương nào đó. Diệp Phàm hỏi, em có hỏi qua Thiệu Đông rồi, anh ý nói không có. Tuy nhiên, Lưu Phi rất háo sắc, nghe nói trong cục có mấy sinh viên đến thực tập anh ta đều làm cho to bụng cả. Hơn nữa, vào thời điểm Trần Thiệu Đông ở thôn, không ngờ người này điều tra được điện thoại của em, thường xuyên quấy rối em. Hẹn em đi ra ngoài uống rượu đi dạo phố, loại người như thế này, em sẽ không mắc mưu đâu. Sau đó ngay cả số điện thoại em cũng thay đổi. Tuy nhiên, bản lĩnh người này lớn, không ngờ vài ngày sau lại điều tra ra được, quả thực là phiền chết người. Diệp Tử Y thở phì phì nói. Ôi, chuyện xưa cũ, tranh giành tình thôi, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy buồn cười. Thế sao không nói sớm, để anh tìm mấy người đến đánh cho nó tàn phế. Còn dám động đến em gái của anh thì anh sẽ thiến nó luôn. Diệp Cường nói những lời thô tục. Con đừng có làm bừa, bây giờ có pháp chế xã hội, có chuyện gì phải đi con đường chính quy, đừng có làm sằng bậy. Đến lúc đó người ta tố cáo con cũng phải vào tù đấy. Đừng thấy mình trở thành khoản gia vài năm mà tinh tướng, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, có hiểu không? Vẻ mặt Diệp Thần Tây nghiêm túc giáo huấn con trai mình. Dạ con biết rồi cha, con của cha mà còn không hiểu được điều này sao? Nếu muốn làm gì con sẽ lấy pháp luật làm vũ khí. Tuy nhiên, tên kia cũng quá kiêu ngạo rồi. Phàm tử nghĩ biện pháp làm cho nó một trận, cũng không thể để em rể chúng ta phải chịu uất ức như thế đúng không? Diệp Cường cười nói. Chương 2782, thông gia rất khoe khoang. Anh nói cái gì vậy? Diệp Tử Y xấu hổ đến đỏ mặt. Anh nói sai sao? Diệp Cường kéo dài thanh âm. Em gái, thực ra từ lâu em đã vừa ý với Trần Thiệu Đông rồi có phải không? Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc, đây là điều rất quan trọng. Nếu mình không thích còn bận rộn cái gì, Diệp Phàm cũng không phải là cứu thế tổ. Anh rể người ta có thể ngồi ở vị trí cục trưởng. Đằng sau lưng không thể không có ai. Suy đi suy lại phỏng chừng lại phải gây sức ép cho phó giám đốc sở ra mặt điều cán bộ đến. Hiện nay tuy nói là Diệp Phàm đang ở tầm cao, không cần phải lo lắng, nhưng dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Việc này, anh hỏi cái này để làm gì? Diệp Tử Y nhăn nhó. Nghiêm túc đi, anh không đùa với em đâu. Nếu quả thật là muốn kết hôn anh sẽ giúp đỡ. Nếu không thích anh cần gì phải vội chứ? Anh của em không phải là nhà từ thiện đâu. Diệp Phàm hừ nói. Anh ấy nói ngày mai muốn đến nhà chơi ạ. Tuy nhiên, em muốn hỏi ý kiến của anh đã. Tạm thời em vẫn chưa đồng ý anh ấy, cho nên mới vội vàng gọi anh về. Diệp Tử Y xấu hổ nói. Ô,
vẻ mặt Diệp Phàm và Diệp Cường đều tỏ ra, hiểu rồi, Diệp Tử Y xấu hổ đến mức cúi gầm mặt xuống. Vậy ngày mai nhé. Diệp Phàm gật gật đầu. Diệp Tử Y ngượng ngùng đi gọi điện thoại. Nhà Trần Thiệu Đông còn có ai nữa? Diệp Phàm hỏi, tự nhiên cũng phải muốn biết gia thế của đối phương thế nào. Đây là việc đại sự cả đời của em gái mà, không thể qua loa được. Cha là Trần Tâm Lương, một nhà cổ học của Viện Bảo tàng tỉnh, rất thích làm việc với xương cốt người chết. Mẹ là Trương Thanh Tú Liên, dạy học ở trường Đại học Sư phạm tỉnh. Anh trai là Trần Sinh Minh, nghe nói vợ anh ấy cũng có chút địa vị, hiện tại là một trưởng phòng của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Em gái là Trần Nguyệt Nhi, đang học đại học, tuy nhiên, chú của anh ấy là Trần Khai Minh, hình như là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Sở Khoa học Kỹ thuật tỉnh. Bố của anh ấy còn có một anh trai, đã chết rồi. Còn cô dì chú bác khác thì em chưa có thời gian tìm hiểu. Anh còn muốn biết gì nữa không? Nếu muốn biết gì cứ hỏi em là được. Diệp Cường vừa cầm chén rượu uống vừa nói. Như thế còn không đầy đủ. Thiếu chút nữa là em điều tra đến tám đời nhà người ta rồi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, chuyện này bình thường thôi. Người làm ăn mà, dù sao cũng phải tìm hiểu rõ ràng tình hình của đối phương đúng không? Huống chi, đây là việc chung thân đại sư của em gái chúng ta, không thể qua loa được đúng không nào? Diệp Cường cười quỷ quyệt. Em cũng không phải là đồ vật, hoàn sinh ý. Em gái từ trên lầu đi xuống hừ nói. Anh biết rồi, nhưng với chúng ta em là một thứ rất quý giá, thuộc vào hàng quốc bảo. Đến lúc đó anh tặng em ngôi biệt thự là được. Anh hai nhiều tiền, những thứ khác cần mua thêm cứ gọi anh hai là được, còn anh không có điều kiện để lo đâu. Diệp Cường cười ha hả nói. Anh nói là phải giữ lời đấy, đến lúc đó đừng có ăn quyệt nhé. Diệp Tử Y nghe xong liền giơ ngón tay ra để ký kết. Đừng có cho biệt thự, không thể để cho Trần Thiệu Đông thư thản được. Người mà có được sự nghiệp dễ dàng tâm sẽ yếu đi nhiều đấy. Cậu ta còn trẻ mà, mỗi ngày phải hướng về phía trước mới được. Nếu không, sẽ là hại cậu ta đấy. Diệp Phàm nói. Đúng, bố cũng cảm thấy như vậy. Nếu không cho biệt thự trước, hay là cho Tử Y một khoản tiền làm vốn, nhưng không nói cho Trần Thiệu Đông biết là được. Diệp Thần Tây cũng gật gật đầu. Tử Y, theo con thì thế nào? Lâm Tú Chi hỏi. Con không quan trọng, dù sao lưng dựa Kim Sơn, bên này anh hai lại là một cây đại thụ. Hơn nữa, anh hai nói đúng, con cũng không hy vọng Trần Thiệu Đông thành một người chỉ biết giơ tay. Giống như anh hai, nhưng chỉ có đụng người trong thiên hạ. Diệp Tử Y cũng hiểu, Diệp Phàm có sùng bái mù quáng. Được tiếng là trai bao. Diệp Cường châm chọc. Thiệu Đông không phải người như vậy, hiện tại tuy nói thường xuyên xuống cơ sở, nhưng anh ấy có mối quan hệ rất tốt với nông dân. Người trong cuộc gọi anh ấy là Nông Miết, xuống cơ sở anh ấy được người dân coi là Bồ Tát sống. Ân cần nhiệt huyết, vừa đi đến, mọi người đã rót rượu ra mời uống. Mỗi lần trở về thành phố, một lượng đồ dùng rất lớn phải kéo ba ngọn núi mới được. Anh xem củ cải khô, măng đắng, thịt thỏ khô ở nhà chúng ta đều là anh ấy biếu đấy. Đây không tính là những thứ hối lộ phải không? Diệp Tử Y còn có chút đắc chí cười. Cậu ta đã sớm tìm hiểu nhà của chúng ta rồi à? Em cho rằng cậu ta thật sự là nhất du mộc phải không? Biết nhà chúng ta có tiền có thế, đương nhiên là cậu ta đem biếu rồi. Diệp Cường châm chọc nói. Anh ấy không biết, anh ấy chưa từng đến nhà chúng ta. Trước kia anh ấy đều nói muốn đến gặp cha mẹ, nhưng em không đồng ý. Hơn nữa, chuyện nhà chúng ta em chưa từng nói với anh ấy, chỉ nói là cha mẹ là một cán bộ nhỏ ở huyện. Còn anh cả, em giới thiệu là một người bán hàng vỉa hè đấy. Diệp Tử Y cũng không chịu bỏ qua cho anh trai. Thiếu chút nữa Diệp Cường bị, sốc, kêu lên. Anh đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bàn Đế, trong tay nắm quyền sinh sát mấy ngàn công nhân viên chức. Đứng đầu trong giới thượng lưu, không ngờ em lại nói anh là người bán hàng vỉa hè. Trần Thiệu Đông có mù cũng không thể không nhìn ra trên người anh mặc toàn hàng của nhãn hiệu nổi tiếng. Làm gì có người bán hàng vỉa hè nào lại ăn mặc loại quần áo như vậy? Nói bừa nào? Tử Y, em nói ảnh cả bán cái gì cơ? Diệp Phàm cười to, Diệp Thần Tây cũng cười. Bán thịt ạ? Diệp Tử Y cười khanh khách, chúng ta là quán mì Văn Thắng gọi là biển nhục. Thịt này thái mỏng bóp với hành lá, ăn tương đối ngon. Em nói anh như vậy à? Xui xẻo quá. Vẻ mặt Diệp Cường ủ rũ. Ha ha ha, em nói anh cả, hơn nữa trên người anh mặc toàn đồ hàng hiệu,
hình như là quần áo của hãng Peter La. Căn bản Thiệu Đông cũng không nhận ra được, nên cũng tin những lời em nói. Ai bảo anh thích đồ ngoại, nếu mặc đồ hàng hiệu của nước mình, ví dụ như bát thất lang, bát bài, khẳng định anh ấy biết. Còn anh mặc mấy cái đồ kia, thật sự anh ấy không biết rồi. Diệp Tử Y hết sức vui mừng. Không ngờ Hà Nội lại tốt. Diệp Phàm thêm vào một câu, Diệp Cường vừa nghe, hừ một tiếng rồi đi ra bên ngoài tìm người đánh bài. Người nhà Trần ra nói là sáng sớm sẽ đến. Tuy nhiên, từ Thủy Châu đến huyện Cổ Xuyên cũng có chút xa. Lại không có đường cao tốc, cho nên, cũng phải mất 5 tiếng mới đến được huyện Cổ Xuyên. Đến Cổ Xuyên đã 12 giờ rồi. Người nhà Diệp gia vẫn đang chờ chưa ăn cơm. Lần này, chẳng qua mới chỉ là gặp mặt chính thức thôi, chưa nói đến chuyện đính hôn. Cho nên, Diệp gia cũng không mời ai đến. Diệp Phàm cũng sợ việc này làm lớn sẽ kinh động đến một số người trong huyện thành phố cùng với khu Lâm Tuyền mới bên kia, đến lúc đó toàn bộ bọn họ đến chắc phải làm đến 5-6 mâm cơm mới đủ. Đang ngủ mơ màng, lúc này Diệp Tử Y đi lên gõ cửa nói là bọn họ đã đến được một lúc rồi. Vừa rồi muốn để cho anh hai ngủ thêm một chút nên cũng không gọi, bọn họ chuẩn bị ngồi ăn cơm rồi. Diệp Phàm liền đứng lên đi đánh răng rửa mặt xuống lầu, ở nhà Diệp Phàm cũng rất tùy tiện. Bộ đồ ngủ cũng không tệ, cũng không đến mức nhăn nhúm, bịu bẩn cho lắm. Với lại, ngày hôm qua về rất vội vàng, bởi vì Diệp Tử Y làm như có tin ác, Diệp Phàm còn tưởng rằng có việc đại sự gì xảy ra. Cho nên, cũng không kịp mang theo quần áo. Bởi vậy, hắn không có áo mặc ngoài, mặc bộ đồ ngủ đi đôi dép lê xuống dưới nhà. Dù sao gặp mặt bạn trai em gái, cũng không phải là việc gì lớn. Diệp gia đã sớm chuẩn bị một bàn ăn tròn lớn có thể ngồi được 15-16 người, cái này là lúc trước giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Trịnh Khinh Vượng tặng. Nghe nói là chuyên để xuất khẩu, tuy nói đến nay đã được mấy năm, nhưng hình thức vẫn rất hiện đại. Còn Diệp Cường đang hút thuốc ở đằng sau, Diệp Thần Tây đeo kính viễn vàng ngồi ở trên đầu. Người đàn ông kia mặc trên người bộ Âu phục, trên cổ lộ ra chiếc dây chuyền vàng hình con chuồn chuồn ớt. Dường như lão già này rất tự cao tự đại, lưng đứng thẳng, hai chân đứng hình chữ bát, có chút đại mã kim đao. Diệp Thần Tây trò chuyện cùng ông ấy, ông ta dường như có chút không vui. Trả lời câu được câu không, có vẻ không được tập trung. Người này là ai, sao xấu tính vậy, trong lòng Diệp Phàm đặt dấu chấm hỏi, quay người đi sang một bên nhìn về phía mấy người. Phát hiện thấy bốn người thanh niên ngồi trước, hai nam hai nữ. Trong đó có hai người có chút giống nhau. Một người tầm tuổi như Diệp Cường, người đàn ông mặc áo xanh, cổ điểm đen, trên chân áo khang. Người kia trẻ tuổi hơn một ít, chắc cũng chỉ cùng tuổi với mình, mặc đồ của nhãn hiệu Romong. Khuôn mặt thon gầy, nhưng lại có vẻ ngọt ngào, cằm cũng không nhọn. Phỏng chừng người này chính là Trần Thiệu Hưng. Tuy nhiên, nhìn qua cũng không si cũng không ngốc, trông có vẻ như một người tháo vát. Còn hai người con gái kia Diệp Phàm cũng không biết được là ai. Anh hai, ăn cơm đi. Thấy Diệp Phàm xuống dưới, Diệp Tử Y cười nói. Anh hai ạ, em chào anh, em là Thiệu Đông. Trần Thiệu Đông cũng không phải là đặc biệt du mộc khó chịu, đứng dậy giơ tay ra bắt tay. Tuy nhiên, cậu ta có vẻ hơi ngại ngùng, đoán chừng là lần đầu gặp mặt, nên cũng có chút không được tự nhiên cho lắm. Mà cái lão già đại mã kim đao kia vẫn ngồi không một chút chào hỏi. Phàm tử, vị này chính là chú của Thiệu Đông trưởng phòng Trần. Diệp Thần Tây hướng về phía Diệp Phàm giới thiệu. Xin chào trưởng phòng Trần. Diệp Phàm lễ phép đi ra phía trước, tên kia thật đúng là cao giá, không ngờ đứng lên, đưa tay ra bắt tay Diệp Phàm, nói. Tử Y, anh hai của cháu đúng là, đặc biệt, công tác ở đâu vậy, ha ha. Đặc biệt, là ý gì, trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, lão già này nhìn bộ quần áo ngủ của mình, cũng đủ hiểu. Người ta trách mình không tôn trọng đối phương đây. Do thói quen, khi về vội vàng, quần áo kia lại giặt mất rồi, ngại quá. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ôi, Tử Y không nói sớm. Bằng không, bảo Sinh Minh mang một bộ Âu phục đến có phải tốt không? Trần Khai Minh ra vẻ rất quan tâm, tuy nhiên, Diệp Phàm có thể cảm nhận được ánh mắt kia có chút khinh bỉ. Cậu ý mặc không quen đồ, bát thất lang, từ nhỏ đã sợ loại đồ đấy rồi. Diệp Cường hừ một tiếng. Ừ, khó trách, tuy nhiên, có thể chọn vài nhãn hiệu khác, ví dụ như bộ Tây phục Romong của Thiệu Đông. Nhãn hiệu này cũng không tệ lắm đúng không Sinh Minh? Trên mặt lão già này tỏ vẻ kinh ngạc, nói. Thực ra, tỏ vẻ người ta là người ở tỉnh. Sau đó,
Diệp Phàm lại chào hỏi Trần Sinh Minh cùng với hai cô gái kia. Trần Sinh Minh cũng không có đứng lên, chỉ gật gật đầu. Hai cô gái kia một là bà vợ xinh đẹp của anh ta, một chính là em gái Trần Nguyệt Nhi. Chương 2783, Tổng Giám Đốc Bàn Đế Than Hóa. Liễu Thiến cũng rất cao quý gật gật đầu, còn Trần Nguyệt Nhi đứng lên chào hỏi. Diệp Phàm cũng liền ngồi phía đối diện với Diệp Cường, cũng là ngồi phía dưới trưởng phòng Trần Khai Minh. Ông Diệp, ông làm ở cục lao động cũng lâu lắm rồi. Có nghĩ là chuyển đi nơi khác không? Trần Khai Minh hỏi, muốn tôi đến bảo kê cho anh. Không, vài năm nữa cũng 50 rồi, lập tức sẽ về hưu, còn chuyển đi đây đó làm gì? Diệp Thần Tây là người thật thà, còn được thăng chức rồi, bản thân cũng đã đủ hài lòng. Hơn nữa, tuy nói hiện tại vị trí này hơi thấp, nhưng, cho dù là bí thư chủ tịch huyện nhìn thấy mình cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi. Các lãnh đạo thành phố Mạc Hương cũng không dám mắt chố nhìn người kém, Diệp Thần Tây rất thỏa mãn, biết đây hết thảy đều là do Diệp gia có Diệp Phàm đấy. Đây chính là sức mạnh, con trai mình có được chút tiên khí, là được rồi, không phải suy nghĩ gì cả. Diệp gia cũng gọi vài người thân thích đến để nói chuyện, tuy nhiên, những người này đều là cán bộ nhỏ hoặc là công nhân viên chức bình thường. Diệp gia có giới thiệu Trần gia cũng không chào đón. Lúc uống trà nói chuyện phiếm, chính là để tăng tình cảm, hai bên bắt đầu làm quen với nhau. Quan trọng nhất trên bàn này chính trưởng phòng Trần Khai Minh rồi, người này nói. Nước miếng tung bay. Nói lời nào cũng đều là giám đốc sở, chủ nhiệm, bí thư, chủ tịch huyện. Mà Trần Sinh Minh thỉnh thoảng còn thêm vài câu để tạo thế, Trần Sinh Minh làm việc ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đương nhiên, cũng tiếp xúc với người có trình độ tương đối cao. Miệng nói ra cũng là giám đốc sở, chủ tịch huyện, bí thư địa ủy. Chỉ có điều, đối với chuyện của em trai anh ta người này một chút cũng không giúp đỡ khiến trong lòng Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ. Ông Diệp. Ông có thấy sự nghiệp của những người trong nhà ông khá khô không? Trần Khai Minh lại bắt đầu bán bảo rồi. Đương nhiên, người ta ở tỉnh thành tới, đối mặt với góc huyện nhỏ như Cổ Xuyên không cảm giác được sự ưu biệt cũng bình thường. Cảm ơn, tuy nói bán rẻ thịt khổ cực một tí, nhưng một ngày kiếm được 100-200 vẫn có thể làm được. Cũng không kém tiền lương đẳng cấp có phải không? Đương nhiên, không thể so với lương của trưởng phòng Trần được, cộng với phúc lợi đãi ngộ thật là rất tốt. Hơn nữa, tôi cũng không có bằng cấp, chỉ tốt nghiệp trung học thôi, không trèo cao được, nếu để cho tôi đến xí nghiệp quốc doanh làm công còn không được tự nhiên. Diệp Cường nói xong, còn cố ý liếc mắt nhìn em Diệp Tử Y một cái. Biết anh cả, trả thù, mình đã sắp xếp anh như vậy, Diệp Tử Y tặng, lòng não, cho anh cả, sau khi cầm bát súp lên uống sửng sốt thiếu chút nữa phun hết ra. Dẹt thịt. Trần Khai Minh không hiểu được thì thầm một câu. Dẹt thịt chính là há cảo. Diệp Thần Tây giải thích một câu, giật tay con trai cả một cái, tự nhiên trách con trai nói lung tung rồi. Không khí trang trọng như vậy không thể quấy rối được. Ừ, dẹt thịt cũng không tệ, có lúc tôi còn ăn được một chén buổi sáng. Sắc mặt Trần Khai Minh cứng đờ, khẽ gật đầu. Nếu không thì vào thành phố mở một cửa hàng, như vậy sẽ không phải dầm mưa dãi nắng rồi. Trần Sinh Minh ra vẻ quan tâm nói. Sinh Minh, cửa hàng trong thành phố cũng không có. Các cửa hàng đều có chủ rồi, để có được một cửa hàng không có 7-8 vạn là không mua được. Hơn nữa còn sửa chữa, phòng trừng không có hơn 10 vạn cũng đừng nghĩ mở cửa hàng. Lúc này, bà xã xinh đẹp của Trần Sinh Minh giật tay ông xã một chút nhắc nhở, chỉ sợ ông xã to mồm nhận làm chẳng phải là thiệt thòi lớn sao. Người nhà Trần gia cũng không có kinh doanh, toàn bộ sống nhờ vào chút ít tiền lương. Tuy nói đều có giữ một vài chức vị nhỏ, nhưng còn chưa được là tiểu phú. Nếu muốn giàu cũng được, cũng phải chờ tới chức vị, giơ tay, ra mới được. Hơn 10 vạn đối với một tháng tiền lương 2.000 của bọn họ cũng là một khoản tiền tương đối lớn. Nếu như là cấp trưởng phòng cục trưởng ở một huyện cũng tương đối hoành tráng, duỗi tay ra là có thể có vài chục vạn. Nhưng ở một trưởng phòng ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, không bao giờ có được điều đấy. Đương nhiên, kết quả là mỗi đêm đều nằm mơ chạy vội ra ngoài. Còn về Trần Khai Minh. Sở khoa học kỹ thuật cũng là ngành nghèo rất mùng tơi. Chưa có thể có cái gì béo bở mà mò. Ha ha, tôi cũng nghĩ qua rồi. Chỉ có điều, nói thật, chính là không có đủ tiền. Ngoài ra việc tìm cửa hàng ở tỉnh thành rất khó. Tôi ở trong góc xó Cổ Xuyên này, ai để ý đến tôi? Diệp Cường nói xong cố ý dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Trần Sinh Minh một cái, nói. Tất nhiên, nếu trưởng phòng Trần có biện pháp gì thì tốt quá. Anh!
Diệp Tử Y vừa nghe xong, biết anh cả gây sức ép cho Trần gia rồi, nên mới khẩn trương kêu lên. Đôi mắt hung hăng trừng trừng nhìn Diệp Cường. Diệp Cường thả ra khói, giả vờ không nhìn thấy. Ngón tay cố ý giật giật, ý muốn nói là ai bảo em gọi anh là người bán, dẹt thịt, ở vỉa hè. Anh mới là chủ quán, dù sao cũng phải lên được cấp là chủ hiệu mới được. Việc này, khi trở về tôi sẽ đi hỏi. Sắc mặt Trần Sinh Minh cứng đờ, cố gắng mở miệng nói. Đột nhiên người này nhe răng ra, Diệp Phàm nhìn thấy hết, tự nhiên đồng chí trưởng phòng Trần bị bà xã của ông ta véo một cái vào đùi ở dưới gầm bàn. Ông hát ta không dám kêu ra thành tiếng, đau đến mức chỉ dám nhe răng ra. Ông Diệp, con trai thứ hai của ông làm ở đâu vậy? Trần Khai Minh biết ý, khẩn trương nói sang chuyện khác. Biết tài sản trong nhà của nhà cháu họ mình, sao có thể một lúc bỏ ra hơn 10 vạn được? Đến lúc Diệp Gia Bần cùng nhớ đến lời nói trước coi đây là điều kiện để đính hôn chẳng phải là sẽ không ổn sao? Không chừng đến lúc đó lửa cháy đến người mình rồi cũng không có tin chính xác, ngày hôm qua nếu không phải em trai nhờ mình xuất mã thì cũng còn lâu mới đi, nghĩ đến đường đi, trưởng phòng Trần ngại đến dùng mình. Tôi làm ở bên Tấn Lĩnh. Diệp Phàm nói. Tấn Lĩnh. Trần Khai Minh thì thầm một câu sau đó trầm tư, một lúc sau nói. Tôi nhớ ra rồi. Tôi có bạn học cũ đã làm việc ở bên Tấn Lĩnh. Hình như cũng chỉ dưới cấp của bí thư huyện ủy thôi. Nếu như cậu đang làm việc ở đó có thể nói một chút với anh ta. Nếu không thì tôi gọi điện cho anh ta. Đến lúc đó cậu tìm anh ta là được. Cuối cùng trưởng phòng Trần Khai Sáng đã tìm lại được cơ hội để giữ thể diện. Sau khi nói xong ông ta vẫn còn để lộ ra một chút đắc ý trên mặt. Diệp Cường nghe xong, thiếu chút nữa là bị sặc sụp. Ha ha, thôi vậy. Hiện tại tôi đang bị gọi về tỉnh. Không phiền đến ông ta đâu. Diệp Phàm thản nhiên uống một ngụm rượu cười cười. Tự nhiên, lại bị Diệp Tử Y lườm một cái. Thông gia nhà Diệp gia cũng biết cậu hai nhà Diệp gia là người tài ba, mà con trai lớn cũng là thần tài. Tuy nhiên, nếu người ta không muốn lộ ra danh tính thông gia cũng không dám ra mặt gây ồn ào. Chỉ là thấy có phần hơi khó chịu, cảm giác muốn đi vệ sinh nhiều hơn. Phỏng chừng là muốn đến nhà vệ sinh cười to vài tiếng trước. Lúc này, bà thông gia đích thân bê thức ăn lên. Diệp Cường, đi lấy chai rượu Phàm Tử mang về ra đây. Đúng rồi, cả thuốc hôm qua nó mang về cho cha cũng lấy ra. Diệp Thần Tây nói. Cha, đó là đồ Phàm Tử biếu cha. Diệp Phàm mới mang về loại thuốc Trung Hoa và rượu Mao Đài năm sau, Diệp Cường đã sớm thèm nhỏ dãi. Chỉ do lần này Diệp Phàm trở về vội vàng. Diệp Cường chỉ được có mấy hộp. Đêm qua đi ra ngoài chơi, toàn bộ bạn bè chơi với nhau từ thuở nhỏ cùng với bạn nhậu đã cướp sạch mất rồi. Buổi sáng thấy sót hết cả ruột chỉ dám nhe răng. Vốn đang định xin cha một nửa, không thể tưởng tượng được cha lại hiếu khách như thế. Muốn bỏ ra để mọi người cùng thưởng thức, tự nhiên Diệp Cường có chút buồn bực, không muốn nhấc chân lên. Bảo con đi phải đi, nói những lời như vậy cũng vô nghĩa. Diệp Thần Tây mắng, Diệp Cường có chút sụt rè. Khẩn trương đứng dậy đi lấy. Sao có thể hút thuốc lá của ông được, Sinh Minh, còn không đi ra xe lấy rượu thuốc lá ngày trước giám đốc Sở Dương mang biếu. Trần Khai Minh cười nói. Thật ra, lão già này xem thường Diệp gia, cũng biết là Diệp gia sẽ lấy ra loại thuốc cao cấp. Nhiều nhất cũng là xanh môn kiểm nhi của Trung Hoa thôi. Mà ngày ấy giám đốc Sở Dương cũng tặng một bao gấu mèo nhỏ cho mình, sắp xếp thành 5 cái hộp. Hôm nay vốn không nghĩ là sẽ lấy ra, tuy nhiên, ngẫm lại vì cháu họ xanh môn kiểm nhi cũng đáng. Khiến cho lão Hương ba khiếp sợ một chút. Trần Thiệu Hưng cũng đi nhanh hơn, không lâu đã ra đến ngõ nhỏ bên ngoài cầm rượu và thuốc lá vào. Rượu Mao Đài tự nhiên, trưởng phòng Trần tuy nói nhậm chức thiên môn, nhưng việc thu rượu thuốc lá vẫn có thể làm được. Đúng lúc Diệp Cường cầm thuốc lá rượu đặt lên bàn. Vừa thấy Trần Thiệu Đông cầm thuốc lá và rượu đi vào, tay anh ta cầm lại luôn, cười nói. Vậy hôm nay cứ nếm thử một chút rượu và thuốc lá của trưởng phòng Trần đã, loại cao cấp như này lần đầu tôi nhìn thấy. Để xuống, trưởng phòng Trần là khách ở xa tới. Hôm nay là nhà chúng ta mời khách. Vẻ mặt Diệp Thần Tây trầm xuống hừ nói. Ha ha, anh cả, lần sau sẽ mang cả về cho anh. Diệp Phàm mở miệng, Diệp Cường cười tủm tỉm đặt rượu thuốc lá lên trên bàn. Trần Khai Minh tròn xoe mắt nhìn. Chưa bao giờ nhìn thấy loại rượu Mao Đài năm sao đặc biệt dành cho các quan chức cấp cao. Vì đây là loại đặc biệt dành cho cán bộ cấp tỉnh và bộ của Trung Hoa, đương nhiên phải là loại đầu tiên rồi. Tuy nhiên, lão già vẫn có chút khác lạ.
cảm giác hương vị có chút không giống, tuy nhiên, trong lòng tự nhủ có phải là Diệp gia đang buôn hàng giả không? Một trường hợp khác nghe nói chính là các nhà máy sản xuất thuốc lá Trung Quốc cũng có một số bộ phận cán bộ bên trong rút từ trong xưởng Trung Quốc cung cấp ra. Tuy nhiên, nghe nói cái loại này đóng gói hộp màu trắng, đến nhãn hiệu đều không có. Ngay sau đó, lão già này cười nói. Ông Diệp, ở Trung Hoa này ông cũng không tồi lắm nha. Còn có cả Mao Đài, mùi vị tương đối tinh khiết. Có phải đã để rất lâu rồi không? Không phải, hôm qua con trai thứ hai của tôi mới mang về. Hơn nữa, nghe nói cũng đảm bảo chất lượng lắm, phỏng chừng thời hạn chỉ được 1-2 năm liền hư rồi, sao có thể để được lâu? Đương nhiên Diệp Thần Tây cũng biết, bởi vì cục trưởng Diệp cũng rút không ít. Đương nhiên, cũng sẽ không nói ra, bởi vì, đồng chí cục trưởng Diệp của tôi luôn là người khiêm tốn. Loại này ở đâu vậy, không giống như loại bình thường vẫn uống. Trần Khai Minh tiếp tục hỏi. Đúng rồi, là chủ tịch Điền tặng đấy. Diệp Phàm thành thật hồi đáp. Chủ tịch Điền, tên thật là gì, ông ta làm gì ở Tấn Lĩnh? Không chừng bạn học cũ của tôi cũng biết đấy, ha ha. Trần Khai Minh hứng thú, truy vấn. Chương 2784, gia đình Diệp gia thật sự là nhân tài ẩn giật. Đó là Điền Giang, anh ta không làm việc ở Tấn Lĩnh mà làm việc ở thủ đô. Diệp Phàm nói thật. Điền Giang, tôi chưa từng nghe nói qua. Trần Khai Minh ngẫm nghĩ một chút lắc lắc đầu. Loại người như ông ta không có trình độ để tiếp xúc với người như thế này. Diệp Phàm thấy hơi buồn tiểu, liền đi đến buồng vệ sinh. Dùng bữa thôi, dùng bữa thôi. Diệp Thần Tây nói. Đúng lúc này, có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Lão Diệp, ở nhà sao? Vâng, Bí Thư Dương, mau vào đây đi. Diệp Thần Tây vừa nghe thấy, khẩn trương đứng lên đi ra ngoài cửa. Thấy Bí Thư Huyện ủy Cổ Xuyên Dương Thần Chính đang đứng ở bên ngoài cửa, Bí Thư cầm theo mấy hộp quà tặng. Chắc là chút rượu thuốc lá cùng với thuốc bổ rồi. Ha ha, hôm nay lão gia trở về. Vừa đi ngang qua, muốn vào đây xin chén trà uống. Dương Thần cười nói, cùng Diệp Thần Tây đi vào bên trong. Bí Thư Dương, còn nhớ tôi không? Ha ha ha. Trần Khai Minh đột nhiên cười lớn chạy ra chào đón. Bí Thư Trần à, xin chào xin chào. Dương Bình Minh vừa thấy, cũng tiến về phía Trần Khai Sáng bắt tay cười ha ha. Bí Thư Trần, không phải là trưởng phòng Trần sao? Diệp Cường xen vào một câu, thằng này có vẻ xảo quyệt cà lơ phất phơ ở Trung Quốc đây. Diệp Cường, chắc cậu chưa biết. Trưởng phòng Trần vừa mới được điều đến huyện Sương Đức Đức Bình đảm nhiệm nhân vật số 1 rồi. Dương Thần vừa thấy cậu cả nhà họ Diệp đứng ở gần bàn, khẩn trương tiến lên một bước. Lần này đưa hai tay ra nắm chặt, nhưng thật ra làm cho Trần Khai Minh sửng sốt, vừa rồi Dương Thần bắt tay mình cũng chỉ một tay, tuy nói cái nắm tay có lực, nhưng đôi tay này cũng có chút kỳ xảo. Giống như tình cảm phi thường của người đồng chí đồng cấp mới như thế, hoặc là lãnh đạo cấp dưới nhìn thấy lãnh đạo cấp trên phải bắt cả hai tay. Còn lãnh đạo bình thường mà nói đều chỉ một tay. Mình cũng chỉ biết Dương Thần khi ngồi cùng trên một bàn ăn lần đi họp trước ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng không thân thiết cho lắm. Cho nên, hai bên đều bắt một tay. Mà con trai lớn của Diệp Thần Tây không phải là ông chủ một sạp hàng, há cảo, ở vỉa hè sao, làm sao có thể khiến Dương Thần đường đường là một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn làm bí thư huyện ủy đưa hai tay ra bắt được chứ? Trần Khai Minh cho rằng mình hoa mắt, còn nháy mắt một cái. Cực kỳ chính xác, rõ ràng hai người còn đang cười, nói chuyện còn rất thân mật. Hơn nữa, trái lại Diệp Cường, còn giống như người ở trên cao. Không ngờ chỉ đưa một tay ra bắt tay Dương Thần. Chuyện này Trần Khai Minh có muốn nghĩ bể đầu cũng khó có thể lý giải được. Mấy người của Trần gia cũng đứng sang một bên vẻ mặt cười theo. Tuy nói Trần Sinh Minh có ngạo khí, nhưng thấy chú mình còn nhiệt tình như vậy, bản thân cũng không dám ngồi. Dù sao cũng phải để chú có chút sĩ diện đúng không? Hơn nữa, hình như Dương Thần Chính vừa mới gọi Diệp Cường là, Diệp Đồng, gì đó. Ông chủ sạp hàng vỉa hè cũng có thể xưng là, Đồng, chắc thiên hạ toàn bộ đều là, Đồng, rồi. Sau đó, Dương Thần quay lại bắt tay mấy người nhà Trần ra. Đúng lúc này, Diệp Phàm mới đi từ phòng vệ sinh ra tới đại sảnh. Mắt Dương Thần rất tinh, đã sớm đi tới cười tiếp đón, hai tay đưa tới từ xa. Dường như muốn bổ nhào vào khoảng không trước đó cười nói. Chẳng mấy khi đến, không thể tưởng tượng được trợ lý Diệp cũng về nhà. Thật sự là không nghĩ tới, trợ lý Diệp lại về nhà. Ha ha, là Bí Thư Dương à? Xin chào, vừa về đêm qua đấy.
còn không có kịp qua chỗ bí thư Dương chúc Tết, ngại quá. Ở Cổ Xuyên, cha con nhà họ Diệp tương đối được tôn trọng đấy, hơn nữa, Dương Thần đối với cha cũng không tệ. Cũng có chút chiếu cố cho người thân của Diệp gia ở Cổ Xuyên. Điều này, Diệp Phàm cũng hiểu được, muốn nói chuyện một cách tự nhiên, mà Dương Thần nhiệt tình như thế còn là do năm trước chính mình đã xin mấy ngàn vạn của Bộ Tài chính cho Cổ Xuyên. Vì thế Dương Thần còn được Bí thư Thành ủy Tạ Quốc Trung khen ngợi. Nói là đồng chí Dương Thần làm việc tốt, đem tiền về để địa phương dùng. Vì thế Dương Thần nhiệt tình với Diệp Phàm như thế thậm chí còn cung kính. Còn có một nguyên nhân nữa là Dương Thần có một người thân làm việc ở tỉnh ủy. Cũng có nghe ngóng một chút tin tức qua Diệp Phàm, chính là bí thư tỉnh ủy Đoàn Hải Thiên cũng là anh em thân thiết của Diệp Phàm. Mà trước kia Diệp Phàm cũng có quan hệ tốt với Tề gia. Tự nhiên, người thân thích của cả nhà mình muốn tới Cổ Xuyên làm việc, đều là nhờ có Diệp gia giới thiệu một chút mới được. Nói cách khác nếu tùy tiện đắc tội với Diệp gia chẳng phải là khiêng đá đập vào nhà mình sao? Diệp Phàm thực không có nghĩ tới Diệp gia ở Cổ Xuyên lại có tiếng tăm như vậy. Nói gì vậy, là tôi đã tới chậm, ngại quá. Dương Thần cười nói, Diệp Thần Tây tiếp đón anh ta cùng nhau ngồi xuống uống hai chén rượu, tuy Dương Thần nói đã ăn rồi, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội làm quen tốt thế này với Diệp Phàm. Tự nhiên muốn ngồi xuống, tuy nhiên, Diệp Thần Tây đang nghĩa thế nào bí thư Dương cũng ngồi xuống cạnh mình, nên đã bố trí sắp xếp ngồi đầu. Tuy nhiên, Dương Thần lại muốn ngồi ở dưới cùng với Diệp Phàm. Làm cho Trần Khai Minh lại thêm một lần nữa buồn bực. Khi cấm chén rượu xịn lên uống Dương Thần giật mình một cái. Tuy nhiên, nghĩ lại đoán chắc là Đoàn Hải Thiên hoặc Lão Tề ở Tấn Lĩnh hoặc là Thị Trung bạn côn tác mang tới. Cấp bậc của bọn họ đều có thể được hưởng thụ đến mức đãi ngộ này. Rượu ngon, đúng là năm sau đấy. Hẳn là mang từ thủ đô về. Dương Thần cười khen. Trợ lý Diệp nói là một đồng chí tên là Điền Giang ở thủ đô biếu đấy. Không biết bí thư Dương đã nghe qua thấy ông ta chưa? Trần Khai Minh thấy Dương Thần gọi là trợ lý Diệp cũng gọi theo. Cho nên cũng muốn quanh co lòng vòng để tìm ít thông tin. Trần Khai Minh không phải thằng ngu, nhìn thái độ của Dương Thần đối với Diệp Phàm còn nhiệt tình hơn nhiều so với Diệp Cường. Dương Thần đối với Diệp Cường là nhiệt tình, còn đối với Diệp Phàm còn mang một chút sự cung kính nữa. Trần Khai Minh đầu có cứng nhắc đến mấy nhưng dù sao cũng là người trong giới quan trường. Tự nhiên bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ Điền Giang là một vụ trưởng ngành nào đó ở thủ đô? Đồng chí Điền Giang, chẳng lẽ là chủ nhiệm Điền của văn phòng trung ương? Bởi vì người cha đã mất của Dương Thần là nguyên nhân chính, khiến Diệp Phàm muốn nghĩ tới. Hơn nữa, Diệp Phàm đã từng làm việc ở đó, đương nhiên là nghĩ tới chủ nhiệm Điền Giang. Ha ha! Diệp Phàm cười cười. Trần Khai Minh không ngờ thất thố, uống ngụm rượu nên bị nghẹn lại. Phun từ trong mồm ra. May là ông ta kịp xoay nhanh, cầm ly nhỏ phun bên ngoài bàn. Hơn nữa ông ta đã kịp thời giơ tay che miệng lại, nên tác phẩm nghệ thuật ở chính đường của Diệp gia mới không bị nước miếng phun vào. Tú Chi, mau lấy chén trà lại đây, bí thư Trần bị sặc rồi. Diệp Thần Tây kêu bà xã lấy trà ra đây. Không sao, ngại quá, ngại quá. Trần Khai Minh vội vàng rút khăn tay ra vừa lau vừa nói, mặt ông ta đỏ lên, vừa rồi cũng không có uống bao nhiêu rượu. Hẳn không phải là do rượu rồi. Trợ lý Diệp, cậu đã tạo ra kỳ công Hồng Liên, thần thoại Ma Xuyên, sự tích lộ thần Lâm Tuyền đã truyền đi rất vang dội ở trong tỉnh chúng ta. Chủ tịch tỉnh đương nhiệm đồng chí Trần Nguyệt Thanh thường xuyên nhắc tới đại danh của cậu ở trên các hội nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ thị của chúng ta muốn học tập tinh thần Ma Xuyên, tư tưởng phải mở rộng. Hơn nữa chúng ta còn thường xuyên đi đến khu Hồng Liên để học tập. Dương Thần Tâm bốc lên. Trước kia trợ lý Diệp đã đi qua những nơi này, không thể tưởng tượng được. Thời gian trước tôi mới đến nước Bình, đồng chí bí thư Thành ủy Kiều Báo Quốc mới đến đảm nhiệm chức cục phó đảm nhiệm trạm thứ nhất đó là Ma Xuyên. Thật đúng là chuyện thần thoại. Miệng Trần Khai Minh cũng bắt đầu được bôi trơn, cũng đi theo thúc ngựa đá rồi. Lão già này che giấu chuyện tự cao tự đại vừa rồi, để tránh cho người nhà trợ lý Diệp tìm ra nguyên nhân chính. Thứ hai cũng là để tiến thêm một bước nhằm tăng thêm tình cảm. Việc này tôi rõ ràng nhất, cậu hai, hiện tại tôi đang làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thường xuyên được nghe Phó Chủ tịch tỉnh nói chuyện về sự thích của cậu. Trần Sinh Minh cũng đuổi kịp tiết tấu, vừa rồi đã biểu hiện quá nhiều. Không thể tưởng tượng được Diệp gia lại là nơi nhân tài ẩn giật như thế. Vừa rồi Trần Sinh Minh còn không kịp phản ứng đã gia nhập đội ngũ nịnh hót rồi.
hay là chờ bà xã bấm một cái vào đùi mới phản ứng. Kiên trì đến cùng rồi. Da mặt thằng này thật đúng là không tệ, mới mở miệng liền, cậu hai cậu cả, gọi lên. Diệp Đồng, tôi còn phải cảm tạ anh đã dốc hết sức lực vì quê hương. Đã chụp hoàn toàn được Diệp Phàm, người thứ hai cũng không thể lạnh nhạt được cần chụp đương nhiên là thần tài Diệp Cường. Năm nay việc xây dựng kinh tế là việc chính, không có tiền thì làm gì. Đó là chuyện nhỏ thôi, không cần phải nói. Diệp Cường thể hiện cái giá của khoản gia. Công ty của anh cả ở đâu? Có rảnh em muốn đến uống một chén trà. Trần Thiệu Hưng nhận được ngũ chỉ sơn của Diệp Tử Y bất chấp khó khăn cũng gia nhập vào đội nịnh hót. Một tiểu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Bàn Đế Thủy Châu. Diệp Cường không kinh ngạc khi có người nghe thấy sẽ sợ đến chết. Tập đoàn Bàn Đế, cậu cả, đó chính là 20 công ty lớn mạnh nhất ở Thủy Châu thậm chí là trong toàn tỉnh. Còn là chủ tịch hội đồng quản trị nhỏ, thế thì chúng tôi phải đào lấy cái hang để chui vào rồi. Trong thâm tâm người nhà Trần gia rất kinh hãi, không thể tưởng tượng được Diệp gia có cả quyền và tiền. Cú chém gió của Trần Sinh Minh thật đúng là chuồn cũng không được. Em rể ở nhà sao? Đúng lúc này, có một âm thanh quen thuộc truyền đến. Trần Khai Minh vừa nghe thấy, đã chạy trốn giống con thỏ, ông già có cái bụng bia không ngờ đã đứng ngoài cửa. Có hành động kỳ lạ làm người ta liếc mắt nhìn. Khi Diệp Phàm đi đến cửa lớn đã thấy người này vui mừng đưa hai tay ra bắt tay cùng Kiều Báo Quốc rồi. Sao anh lại tới đây? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Không chào đón sao? Kiều Báo Quốc thản nhiên hừ một tiếng. Chào đón chứ, vào đây uống mấy chén đã. Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi, Kiều Báo Quốc cũng không khách khí, liền đi theo vào. Trần Khai Minh toát hết cả mồ hôi, không thể tưởng tượng được thông gia của nhà mình cao giá như thế. Dường như việc chào đón đại công tử của Kiều gia đại viện cũng không nổi. Tuy nhiên, cũng kịp phản ứng, người ta gọi Diệp Phàm là em rể đấy. Hóa ra đồng chí Diệp Phàm là con rể của Kiều gia, khó trách lại trâu như thế. Hơn nữa, hai người đó là quan hệ gì, mà tùy ý tự nhiên gặp nhau. Việc này thể hiện, quan hệ của người trong nhà rất tốt. Có khi ở bên ngoài tỏ vẻ thân thiết nhưng có khi cũng không thể hiện sự thân thiết ra bên ngoài. Nhiệm vụ của Dương Thần hoàn thành, cũng liền xin cáo từ đi về. Sau đó bắt đầu uống trà. Lúc này, Diệp Phàm cùng Kiều Báo Quốc đi lên trên lầu đàm luận điều gì đó. Trần Khai Minh và Diệp Thần Tây đã có thể được trò chuyện vui vẻ rồi. Chương 2785, hướng đi của anh đã được định. Đồng chí Trần Khai Minh sửa lại toàn bộ cách xưng hô, miệng luôn gọi thông gia, nghe thấy vậy Diệp Cường cảm giác buồn nôn, rõ ràng chỉ là mồm mép ở bên ngoài. Tự nhiên chị dâu và cô em gái của Trần gia cũng xúm lại cùng Diệp Tử Y. Ba người rất thân mật, nói chuyện cười khanh khách giống như hình dạng của ba con gà mái sắp sửa đẻ trứng. Không có chuyện gì thì không cần phải lên điện tam bảo, có gì cứ nói thẳng ra là được. Diệp Phàm liếc nhìn Kiều Báo Quốc một cái, việc của mình và anh cả đúng là rất lạnh. Phỏng chừng tình cảnh của anh ta cũng không khác là mấy. Đi với anh đến Đức Bình một chuyến. Kiều Báo Quốc nói thẳng ra. Ngại quá. Năm trước bận quá. Tuy nhiên, em gọi điện thoại rồi. Hiện tại cậu ta đã, vững vàng, quá rồi hả? Diệp Phàm ra vẻ quan tâm nói. Thiếu chút nữa miệng Kiều Báo Quốc lệch sang một bên, trong lòng thầm nghĩ vững vàng cái rắm. Hội nghị thường vụ năm ngoái rõ ràng còn không thể hoàn toàn chống đỡ phía dưới. Nói cách khác, hôm nay Kiều Báo Quốc có đánh chết cũng sẽ không đến lần Diệp ra đi một chuyến xuống dưới đấy. Người này có tâm bệnh. Đặc biệt là hôm qua nghe xong cha Kiều Viễn Sơn nhắc nhở sau đó trong lòng thấy buồn bực muốn chết. Người ta là kẻ đi sau đã gần lên đến cấp phó bộ rồi, còn mình ở thành phố cấp 3 cũng không làm được, không buồn bực làm sao được. Cũng tạm. Đương nhiên Kiều Báo Quốc không chịu thừa nhận. Vậy thì tốt rồi. Diệp Phàm cười nói, rót cho anh vợ một chén trà, trong lòng tự nhủ nếu thật như vậy thì hôm nay anh cần gì đến nhà tôi. Sáng mai lên đường, ngày hôm sau sẽ đi làm. Kiều Báo Quốc nói, cái này, em chỉ sợ em không rảnh. Đương nhiên Diệp Phàm không muốn đi, vì đi đến Đức Bình quan hệ của Kiều Báo Quốc với mọi người không tốt. Sẽ rất lúng túng. Ha ha, em thật sự nhiều việc như vậy, anh cũng không rảnh, nếu bộ dạng như vậy, sau này nói chuyện với cha như nào. Anh đi trước, phải đi suốt đêm trở về, dù bận rộn. Dường như Kiều Báo Quốc nắm được điểm yếu của Diệp Phàm, đứng lên cười ha ha. Không. Chắc là chuyện của ta có manh mối. Kiều Viễn Sơn thật đúng là âm lạt, không ngờ không tự nói ra mà bảo con trai mình nói.
việc này có nghĩa là muốn áp giải ta đi Đức Bình rồi. Trong lòng Diệp Phàm Phúc Phỉ mình lại có cha vợ như vậy, chỉ có điều cũng không có cách nào, cũng thực muốn biết tình hình của mình như thế nào. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ việc Kiều Báo Quốc có thể nói dối. Rất có thể là cha vợ yêu cầu truyền đạt lại tình hình trước cho Diệp Phàm, mà tự nhiên trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, sẽ đồng ý đi Đức Bình một chuyến. Chỉ có điều bộ dạng như vậy có hiệu quả hơn rõ rệt. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, phỏng chừng khả năng thứ hai có việc trọng đại. Tuy nhiên, mặc kệ cho khả năng nào đi nữa, chắc chắn cha vợ cũng có chút suy nghĩ. Thằng này ngẫm nghĩ một lúc, nói. Trước tiên em đến Tấn Lĩnh để chào hỏi, sau đó sẽ đi một vòng, dù sao đã lâu rồi không quay lại. Em muốn nhìn xem hiện tại Ma Xuyên như thế nào. Yên tâm, Ma Xuyên chỉ càng ngày càng tốt hơn thôi. Có anh ở đây mà. Kiều Báo Quốc hừ nói, kỳ thật hai người đang âm thầm đấu võ mồm. Việc bên kia sắp xếp như thế nào? Rốt cuộc Diệp Phàm không nhịn nổi, hỏi. Việc lớn đã xong, phòng chừng 16 tháng riêng em sẽ có thông báo. Tuy nhiên, phòng chừng sẽ không giống như trong tưởng tượng của em. Kiều Báo Quốc cũng nói móc ra đến đấy. Không giống, không giống với điểm nào. Trong lòng Diệp Phàm chợt lạnh, trong lòng tự nhủ ta sẽ không bao giờ trả lại vị trí giám đốc sở này. Việc này anh cũng không rõ lắm, cha nói có thể vẫn còn một số chuyện xấu. Cha còn có thể tranh thủ một chút, tuy nhiên, phương hướng lớn không thay đổi, đã định em đi rồi. Bảo cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, chuyện bên này Tấn Lĩnh nên chuẩn bị giải thích một chút. Kiều Báo Quốc nói có chút lập lờ nước đôi, Diệp Phàm cảm giác rõ ràng người này còn giấu một cái gì đó chưa nói ra. Đoán chừng là giấu không có nói, trong lòng không khỏi hận đến mức nghiến răng lại. Hai người đi từ trên lầu xuống. Diệp Phàm vừa mới ngồi xuống, Diệp Thần Tây nói. Diệp Phàm, thông gia nói là có thể định ngày trước được không? Mới đầu năm mới chắc công việc cũng không có gì bận rộn lắm. Tất cả mọi người đều rảnh mà, tổ chức náo nhiệt một chút cũng tốt đúng không? Em gái, em tính thế nào? Diệp Phàm hỏi em, anh hai nói thế nào thì làm như thế đi. Mặt Diệp Tử Y đỏ bừng lên, tuy nhiên, vẫn dũng cảm để nói. Xem ra, đúng là em gái thích Trần Thiệu Đông rồi. Nếu em gái không có ý kiến gì, việc này, con nghĩ cha mẹ cứ quyết định ngày đi. Đến lúc đó con rảnh nhất định sẽ về. Tuy nhiên, đây là đính hôn chứ không phải kết hôn, không nên làm quá lớn. Diệp Phàm cười nói. Việc này cha đã bàn với mẹ con rồi, con nhất định phải về. Nhà chúng ta có một cô con gái thôi. Còn ngày, con định đi. Xem ngày nào đó con rảnh thì sẽ quyết định. Chúng ta sẽ thu xếp, con trở về ăn bữa cơm là được. Không thể một chút thời gian cũng không có được. Diệp Thần Tây lại để cho Diệp Phàm quyết định ngày tháng. Trong nhà, ai có thực lực chính là chủ nhà. Anh hai, anh không về em sẽ không cưới. Còn cả anh cả, anh ba, chị dâu ba, tất cả đều phải về, không được thiếu một người. Diệp Tiểu Y hừ hừ nói, rõ ràng là có chút không vừa ý rồi. Tử Y, con đã quên chị dâu hai rồi. Con nhỏ này, nói còn không chú ý. Lâm Tú Chi trách con gái nói. Đúng đúng, còn cả chị dâu hai nữa, em rất thích chị ấy. Diệp Tử Y gật đầu, Diệp Phàm suy nghĩ cũng nhiều, chẳng phải để Viên Viên trở về ăn cơm đính hôn em gái. Không phải sẽ làm thêm phiền phức cho nhà à. Đến lúc đó nói sau, con nhất định sẽ về. Chỉ một thời gian ngắn nữa, phỏng chừng sang năm tới con sẽ chuyển đến địa phương khác làm việc. Vừa mới chuyển công tác rất bận rộn, vạn sự khởi đầu nan. Cho nên, cha quyết định trong thời gian này là rất tốt, con chắc chắn sẽ bớt thời gian để về. Diệp Phàm nói. Việc này cũng không cần nóng vội, công việc là quan trọng. Sau khi dàn xếp xong công việc cũng được, con là trụ cột của Diệp gia chúng ta, còn Diệp Cường thì quá dở hơi, không thể gánh vác được. Diệp Thần Tây hừ nói, không để cho Diệp Phàm kịp nói. Hơn nữa, việc Diệp Cường không đại diện, nó cũng không có gì là không hài lòng cả, thật tình là như vậy đó. Được ạ, chắc phải tháng 5 tháng 6, có thể đợi được thì mọi người chờ, còn không thì mọi người quyết định đi ạ. Diệp Phàm nói, người nhà Trần gia vừa nghe, đoán là có chút nóng nảy. Nhưng lại không tiện ra mặt nói, Trần Khai Minh vẫn nhìn Trần Thiệu Đông. Trần Thiệu Đông nhìn Diệp Tử Y, không ngờ Diệp Tử Y gật gật đầu, nói. Vậy đến tháng 5 tháng 6, đến lúc đó anh gọi điện thoại cho em là được rồi. Người nhà Trần gia cũng bất đắc dĩ phải gật đầu. Tuy nhiên, lão già Trần Khai Minh chỉ chớp mắt một cái, nói. Thông gia thay đổi công tác. Có thể phải chúc mừng cậu rồi.
Đây là việc không nên để truyền đi. Về phần chúc mừng thì không cần, phỏng chừng vẫn là điều chuyển sang ngang thôi. Diệp Phàm nói rất nhạt. Cho dù là điều chuyển ngang chức vụ cũng là quan trọng lắm, cũng phải chúc mừng anh hai một chút. Trần Sinh Minh anh trai của Trần Thiệu Đông chen chân vào đá một cái, người này mới phản ứng tới, lập tức nói. Vừa rồi người nhà Trần gia đã sớm nghe Diệp Thần Tây nói với Diệp Phàm, tự nhiên thấy khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng vui mừng khôn xiết. Diệp gia quả thực là một cây đại thụ, nhất định phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế, phải cứng rắn dựa vào, mới đi lên được. Thiệu Đông, cũng không cần phải nói lời chúc mừng nữa. Tuy nhiên, tính tình của em gái tôi cũng không được tốt, cậu phải có tấm lòng bao dung với nó. Tất nhiên, nó mà nói những lời càn quấy cậu có thể nói với chúng tôi. Chỉ có điều, nó là bảo bối của Diệp gia chúng ta, nên cậu phải chăm sóc nhiều cho nó. Có mấy lời khó nghe phải nói trước, bây giờ đàn ông, chuyện bồ bịch ở bên ngoài cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên, khi lấy em gái tôi, cậu tuyệt đối không được phép để xảy ra chuyện như vậy. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên nghiêm túc nói. Người nào dám có lỗi với em gái của Diệp Cường tôi nhất định sẽ lọc ra người đó. Diệp Cường đứng bên cạnh hừ một tiếng. Anh cả, anh hai, còn có cha mẹ các anh cứ yên tâm. Nhưng chuyện tình cảm tuyệt đối phải một lòng. Về Tử Y, em sẽ chăm sóc chu đáo. Chưa từng làm cho cô ấy bị tổn thương bao giờ đúng không? Mồm miệng Trần Thiệu Đông cũng không tệ lắm, cũng không ngu, lập tức biểu lộ thái độ kiên định. Anh mà muốn làm cho em bị tổn thương, em sẽ không tha thứ đâu. Diệp Tử Y phủi tay hừ nói. Ngược lại cũng không được. Diệp Thần Tây hừ một tiếng, đương nhiên là muốn giáo huấn con gái mình. Con còn có việc, một lúc nữa sẽ đi Đức Bình một chuyến. Diệp Phàm nói. Âu, vừa lúc tiện đường, 8 giờ phải đi làm rồi, hôm nay đã mùng 6 rồi. Thật đúng lúc, Bí Thư Kiều và Thông gia cùng nhau trở về chuẩn bị một chút để đi làm. Lão già Trần Khai Minh đúng là ghê gớm, lập tức đã nghĩ đến việc cho đi nhờ xe để lấy tình cảm. Cũng được, vậy cùng nhau đi nào. Kiều Báo Quốc gật gật đầu, nếu Diệp gia và Trần gia đã là thông gia rồi, đương nhiên cũng phải chiếu cố một chút. Hơn nữa, nghĩ đi lại, Trần Khai Minh còn lại dưới chân mình, sau này xây dựng thành người dưới tay của mình. Lần này đến đây cũng thu hoạch không tệ lắm, không ngờ lại thêm được một đồng chí thật tốt. Tuy nói Trần Khai Minh chỉ là bí thư huyện ủy trực thuộc thành phố Đức Bình nhưng thành phố Đức Bình cũng chỉ có mấy huyện thị, nắm được một bí thư huyện ủy thì đồng nghĩa khống chế được bầu trời ở đó. Trần Khai Minh đương nhiên là vui vẻ hớn hở cộng thêm sự cung kính, không thể tưởng tượng được lần thu hoạch này lại lớn như thế. Tìm được một chỗ dựa vững chắc của thông gia. Rõ ràng còn có thể thông qua anh ta vươn lên làm nhân vật số một Đức Bình. Hơn nữa, thằng này cũng rất may mắn mới đến Đức Bình không lâu, xem chừng còn không thể đứng vững được. Nói cách khác, bánh trái thơm ngon bản thân mình sẽ không có chuyện gì. Diệp Phàm rời khỏi Đức Bình đã 6-7 năm. Trong đó ủy viên thường vụ thành ủy có nhiều thay đổi. Bây giờ tính ra những người có quan hệ trước kia với Diệp Phàm cũng chỉ còn hai đồng chí còn là ủy viên thường vụ, đó là phó chủ tịch thành phố kiêm bí thư thị xã Ma Xuyên đồng chí Phương Hồng Quốc, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ôn Tín Niên. Còn bí thư thành ủy Tôn Quốc Đống đã về hưu, người đi trà lạnh, tuy nhiên, trước kia Tôn Quốc Đống đảm nhiệm công tác tổ chức. Cho nên, trong tay ông ta vẫn còn một đám cán bộ được đề bạt. Khẳng định người này phải kêu đến ngồi một chút. Mà tên nhóc Phương Viên hiện tại cũng không tệ, không ngờ đã lên được vị trí phó chủ tịch thành phố phụ trách công an. Cũng được coi là một nhân vật quan trọng ở Đức Bình. Lúc trước Diệp Phàm cũng đã nghe qua, hiện tại cơ cấu của thành phố Đức Bình cũng là tạo thế kiềng ba chân. Chương 2786, tôi bị nó đùa giỡn. Thực lực hùng mạnh nhất hệ không ngờ không phải là bí thư thành ủy Kiều Báo Quốc mà là phó bí thư thành ủy chủ tịch thành phố Ngô Minh Thiên. Người này đến Đức Bình cùng thời gian với Kiều Báo Quốc, tuy nhiên, người này lợi hại hơn là vì anh ta được điều từ văn phòng tỉnh ủy Nam Phúc xuống. Là từ vị trí phó trưởng ban thư ký đến Đức Bình đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Người này dựa vào mối quan hệ có được sau mấy năm ở văn phòng tỉnh ủy nên trở nên nổi bật ở Đức Bình, thậm chí lấn át nhân vật số 1 Kiều Báo Quốc. Nhà họ Kiều tuy nói thực lực hùng hậu, nhưng là trong giới cao cấp cao tầng. Ở Nam Phúc bên này cũng không tìm thấy người để che chở cho Kiều Báo Quốc. Hơn nữa Kiều Báo Quốc là từ Việt Đông đến, không khác gì nhảy dù. Anh ta không có ai quen ở Đức Bình, mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Nam Phúc anh ta cũng không biết người nào. Tất nhiên, hơn một năm sau đọ sức,
Kiều Báo Quốc bị chủ tịch thành phố Ngô Minh Thiên cấp giá không? Thành phố Đức Bình còn có một người khác là Tôn Quốc Đống. Người này cũng không phải ở tỉnh Nam Phúc, cũng chưa từng công tác ở tỉnh Nam Phúc mà từ Bắc Kinh đến. Lúc này hoàn cảnh của anh ta không khác Kiều Báo Quốc là mấy. Tuy nhiên, người này khéo léo, hơn nữa, năng lực cũng được, trong thời gian ngắn không ngờ chiếm được vị trí nhỏ trong tam giác. Đương nhiên, thực lực của anh ta trong tam giác là yếu nhất rồi. Nhưng chính là bởi vì như vậy nên anh ta là nhân vật rất quan trọng. Kiều Báo Quốc cùng chủ tịch thành phố Ngô đều muốn kéo anh ta nhập bọn. Tuy nhiên, người này bất động như núi. Khiến cho hai vị cấp trên buồn bực, mà người này có thể thay đổi quyết nghị của hội nghị thường vụ, bởi vậy người này ngược lại thành điểm trung tâm của quyền lực ở thành phố Đức Bình. Buổi tối, tại quán rượu lớn ở Đức Bình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Thiên Lạc Ôn Bảo Linh mở tiệc chiêu đãi người quen cũ là Diệp Phàm. Tất nhiên, chú của Ôn Bảo Linh Ôn Tín Niên đã ở đó. Tối nay Diệp Phàm muốn nói động đến mấy đối tượng. 5 giờ, Diệp Phàm đi vào phòng riêng, những người khách khác cũng lục tục đến. Đều là người quen cũ, tuy nói đã vài năm qua, nhưng cũng không cảm thấy xa cách, mọi người nhanh chóng nhập chuyện. Trợ lý Diệp, ngày mai cùng tôi về Ma Xuyên một lần, đảm bảo mọi người đều đổ xô ra đường. Người hiện đang đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố, bí thư thị ủy Ma Xuyên Phương Hồng Quốc cười vui vẻ. Việc này, đều đã 6-7 năm rồi, huyện Ma Xuyên đã trở thành thị xã chứng tỏ rất phát triển. Nghe nói hiện tại là bàn đào viên rất nổi tiếng, hàng năm thu lại cho Ma Xuyên không ít tiền. Việc này tôi thật xúc động, thật muốn đem bàn đào viên sang biên chỗ tôi. Diệp Phàm cười nói, tôi còn phải cảm ơn trợ lý Diệp, việc này thật đúng là người trước trồng cây người sau đến hóng gió rồi. Hiện giờ một phần thu nhập của huyện chúng ta là từ bàn đào viên đấy. Vườn này là trợ lý Diệp bắt tay vào làm đầu tiên. Mỗi lần có lãnh đạo đến, điểm đầu tiên muốn đến chính là bàn đào viên. Không quan tâm có phải là mùa quả đào không cũng phải đi dạo một vòng. Rất may mắn là vào mùa đào, rất nhiều lãnh đạo đến Ma Xuyên chúng tôi. Từ một huyện thành một thành phố, cán bộ trung ương cũng đã đến vài người. Phương Hồng Quốc vui vẻ nói. Tuy nhiên, trợ lý Diệp cũng không thể đào góc tường của tôi đúng không? Tân Lĩnh là chỗ anh làm việc, Ma Xuyên cũng là nơi anh đã từng làm việc qua, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lão Phương, nhìn thế chúng tôi đều ghen tị, chúng tôi ngơ ngác thế nào đây? Ôn Tín Niên cười tủm tỉm. Ha ha, khi nào mặt trời mọc đằng Tây thì chúng tôi đồng ý đổi. Phương Hồng Quốc cười khan hai tiếng, tất cả mọi người đều cười. Phương Viên cười nói, thằng ngốc cũng không đổi, ít nhất quả đào cũng có thể ăn nhiều hơn mấy giỏ. Ha ha ha, ra rồi, quả đào này rất chua quả thật không dám ăn. Tôn Quốc Đống cười nói, sao có thể nói được, bí thư Tôn mới 60 mấy. Phương Viên cười nói, so với người trẻ các cậu thì tính gì? Tôn Quốc Đống cười nói, tôi đều đã sắp 40 rồi đồng chí Tôn ạ. Phương Viên cười nói, 40 đang trong thời phong độ, đồng chí Phương Viên, cậu còn rất trẻ. Tôn Quốc Đống cười nói, ông ta đồng ý đến chủ yếu vì con trai. Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút ánh sáng, có thể dựa vào gốc cây đại thụ này không chừng có thể dùng được. Tôn Quốc Đống ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã chuẩn, nếu không tối nay ông ta cũng không tới. Tối nay mọi người thoải mái chè chén. Việc chính là ôn lại chuyện cũ. Diệp Phàm đương nhiên không trực tiếp nói chuyện này. Khi bữa ăn chấm dứt, Ôn Bảo Linh bước từ bên ngoài vào, nói là bí thư Kiều đang ăn cơm ở bên cạnh. Diệp Phàm vừa nghe, tất nhiên là đứng lên sang chào rồi, sau đó Kiều Báo Quốc cũng lại sang chào. Đi qua đi lại Kiều Báo Quốc bị Diệp Phàm ép ngồi xuống uống mấy chén. Tuy nói là đang phối hợp đóng kịch nhưng hành động cũng hết sức đúng chỗ rất tự nhiên. Tuy nhiên, tin tưởng không thể gạt được những người giàu hoạt. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không sợ mọi người biết được. Bày ra chính là để mọi người xem. Hai người ngẫu nhiên còn gọi nhau đại ca em rể. Tất nhiên là nói ra trong lúc say không cẩn thận. Việc này mọi người vừa nghe tất nhiên là hiểu ngay. Ngày hôm sau Diệp Phàm cùng đến Ma Xuyên với Phương Hồng Quốc và Phương Viên. Thật đúng là muôn người đều đổ xô ra đường. Nghe nói lộ thần của Ma Xuyên Diệp Phàm đã trở lại chưa đầy 10 phút sau. Trên đường phố Ma Xuyên đứng đầy nhân dân Ma Xuyên, có lẽ không dưới 10.000 người. Người thì hô chủ tịch Diệp, người thì hô lãnh đạo làm Diệp Phàm cũng cảm thấy đầy nhiệt huyết. Việc này gọi là gì, gọi là thành tựu. Bàn đào viên vẫn giữ lại những kỷ niệm. Diệp Phàm có chút xúc động,
còn đặc biệt cùng Phượng Khuynh Thành dạo dưới những gốc đào kia, may mắn là cây đào vẫn còn đây, đến giờ đã là cây cổ thụ rồi. Một người con gái cùng đi và quấy rầy Diệp Phàm khi Diệp Phàm đang cùng Phượng Khuynh Thành hôn nhau dưới bóng cây, Diệp Phàm không xa lạ gì với cô ấy. Diệp Phàm thoáng chút suy nghĩ, có lẽ lần trước hôn nhau trên cây với Phượng Khuynh Thành đã bị Mai Phán Nhi phát hiện, cho nên đến tận bây giờ cây đào vẫn còn được giữ lại, Mai Phán Nhi thật đúng là để bụng rồi. Tổng Giám Đốc Mai thường xuyên đến đây đúng không? Diệp Phàm cười hỏi. Trước kia thi thoảng đến một chút, gần đây đã hơn một năm chưa đến. Tổng Giám Đốc Mai quá bận, không có nhiều thời gian. Hơn nữa việc ở đây đã có tôi, Tổng Giám Đốc Mai cũng yên tâm. Nữ Giám Đốc nói. Đúng vậy, kinh doanh bận rộn rồi dĩ nhiên không có thời gian. Giống như tôi có khi muốn về thăm một cái nhưng không sắp xếp được thời gian. Diệp Phàm cười nói. Nơi này không tệ, chính là thích hợp cho thế giới của hai người. Không thể tưởng tượng được vị nữ giám đốc cười nói đầy thâm ý. Đúng thế, cây đào càng thêm lãng mạn. Phương Viên cũng xen vào. Chúng ta đến bên kia xem một chút. Diệp Phàm trong lòng có quỷ, vội vàng ngắt lời rời đi nói muốn nói tiếp việc này, nếu đến tai Mai Phán Nhi thì. Ở Đức Bình một ngày, buổi tối Diệp Phàm về Bắc Kinh. Ngày đi làm là ngày khởi công của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tấn Lĩnh Diệp Phàm xin nghỉ để chăm sóc Kiều Viên Viên. Buổi sáng ngày 13 tháng Giêng, Diệp Phàm đến phòng làm việc của Phó chủ nhiệm Vệ Thanh. Trong hành lang không ngờ gặp Lang Phá Thiên, anh ta mặt đỏ, từ xa hét lớn. Đại ca, từ một chút, chớ đi nhanh như vậy chứ, đến văn phòng tôi uống chén trà. Hả, sao cậu lại ở đây? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Tôi sao không thể ở đây? Đây chính là nơi tôi từng công tác không ít năm. Đối với ở đây có lẽ tôi còn quen thuộc hơn anh. Hành lang hay nhà vệ sinh tôi nhắm mắt cũng có thể tìm ra. Lang Phá Thiên cười ha hả nói. Cậu còn chưa quen cô gái nào còn nói là quen thuộc đây. Diệp Phàm trêu đi theo Lang Phá Thiên vào văn phòng. Ôi, người tâm phúc thì phiền toái a. Lang Phá Thiên không ngờ mặt mày nhăn nhó. Sao thế, có gì phiền toái nói ra, chúng ta tán gẫu một chút. Diệp Phàm hỏi, cảm thấy có chút kỳ lạ, Lang Phá Thiên hình như gặp chuyện gì phiền toái. Cũng không phải chuyện của tôi, chủ yếu là người anh em kia, đúng vậy, chính là Vương Nhân Bàng. Lang Phá Thiên nói, tên kia, quá không an phận. Anh ta làm sao, không phải là... Diệp Phàm hỏi, ngu chết đi được, tôi bắt tay vào dạy cậu ta 10 ngày rồi, tỏ ràng còn không thể để tôi yên tâm thoát thân ra. Khiến cho hiện giờ người không ra người quỷ không ra quỷ còn phải ngồi một chỗ một thời gian ngắn. Tôi thật là có chút khó chịu rồi. Muốn đi ra ngoài một chút nhưng lại cãi vã với tên ngu ngốc kia không thoát thân được. Lang Phá Thiên nói. Anh ta ngu sao? Trong lòng Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc. Đương nhiên ngu rồi, nhiều ngày như vậy bảo cậu ta làm quen hoàn cảnh quanh mình không ngờ cũng không làm được. Còn thập đẳng cái rắm. Tôi thấy anh ta chính là một cậu nhóc 3 tuổi ngu ngốc. Hơn 10 ngày rồi, đầu heo cũng phải ghi nhớ chỗ mấu chốt có phải không? Lang Phá Thiên hừ nói. Lão Lang, cậu suy nghĩ một chút, bình thường cậu ta có đần như vậy đâu. Đối với người luyện võ bản lĩnh cao mà nói, ánh mắt phải thật sự được dùng, chỉ số thông minh cũng tuyệt đối có thể được khai thác mức tối đa, cậu ta sẽ không càng sống càng thụt lùi. Diệp Phàm đột nhiên cười kỳ lạ. Ý của anh là... Lang Phá Thiên có chút hiểu được nhìn Diệp Phàm. Cậu cứ nói đi. Diệp Phàm như cười như không nhấp một ngụm long tỉnh. Con mẹ nó, bố bị nó đùa bỡn, nhất định bị chơi xỏ, tôi cũng thắc mắc, thằng nhóc này theo tôi hơn 10 ngày sao lại trở nên đần như vậy. Trước kia cũng không gặp người nào ngu ngốc như vậy, chơi tôi à đồng chí Tiểu Bàng. Lang Phá Thiên vỗ một cái lên bàn, răng rắc một tiếng bàn trà vỡ tan. Người này không hề nghĩ ngợi nhìn ra ngoài quát. Tiểu Trần, đổi một bàn trà khác, lấy loại chắc chắn ấy. Không lâu bên ngoài lên tiếng trả lời một người thanh niên bước vào, hẳn là cần vụ của Lang Phá Thiên. Cậu ta vừa dọn dẹp tuy nhiên trên mặt cũng cười khổ. Thủ trưởng, anh nhẹ tay không được sao? Đã thay mấy lần rồi, mới hơn 10 ngày đấy. Mỗi lần đến phòng hành chính tổng hợp tôi đều phải bịt tai, nếu không bị lải nhải đến chết rồi. Kệ bố, đừng nói nhiều, nhanh đi đổi đi. Lão già kia không chịu nói tôi vỗ bàn ông ta. Lang Phá Thiên khí phách 10 phần. Tiểu Trần không dám rông dài vội vàng cầm bàn đi ra ngoài. Xem ra, Vương Nhân Bàng còn giá trị phá cái bàn. Diệp Phàm cười khan. Thằng nhóc này không ngờ chơi tôi như vậy. Xem năm nay tôi chỉ cậu ta như thế nào.
dám ra mặt trước mặt lão lang, chờ xem. Lang Phá Thiên gần như giống lên, Diệp Phàm dùng mình một cái vội vàng đứng lên muốn đi. Nếu để Vương Nhân Bàng biết hắn đâm sau lưng để lộ quỷ kế của cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ tìm đến tận cửa mắng. Chương 2787, lão lang cũng muốn đi nhậm chức. Chạy đâu đại ca, tôi còn chưa nói chuyện anh đi đâu. Lang Phá Thiên vừa thấy quát. Có chuyện gì cứ nói, cậu quát to như vậy làm tôi rách lỗ tai đấy. Diệp Phàm nhún vai, đành ngồi lại xuống. Là tôi trước báo tin dữ sau báo tin vui đấy. Lang Phá Thiên không ngờ cười, vẻ mặt cười tủm tim hai chân bắt chéo ra vẻ bí mật. Chuyện vui, tôi đoán nhé. Diệp Phàm nghĩ một chút đột nhiên trợn mắt nói. Chuyện của cậu đã được quyết định, thăng chức đến đâu, lão lang ơi lão lang, không tệ, không tệ. Ha ha ha, anh hiểu tôi lão Diệp, không trách là hai ta giống nhau. Lang Phá Thiên đột nhiên đứng lên, đặt tay lên vai Diệp Phàm, ánh mắt nhìn Diệp Phàm thiếu chút nữa làm Diệp Phàm nôn hết ra. Biết đã biết rồi, nặng như vậy may mắn là tôi có chút thân thủ, nếu không thì bị cậu chụp tan xác. Diệp Phàm tức giận hừ nói nghiêm mặt. Quy củ một chút. Vâng, thủ trưởng. Lang Phá Thiên không ngờ nghiêm mặt, thật đúng là chuyện này, sau đó nói. Đại ca, từ nay về sau tôi sẽ phải thoát ly tổ chức ra bên ngoài tự do tự tại rồi. Từ nay về sau, lão lang tôi có thể không phải là cấp dưới của anh rồi. Mây đen tan hết, ha 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 trời cao chim bay. Diệp Phàm tất nhiên hiểu được người này được ra khỏi tổ đặc nhiệm A đó là coi không phải cấp dưới của hắn rồi. Ha ha, chúc mừng. Tuy nhiên, cấp trên phân cậu đi đâu? Diệp Phàm cười gượng một tiếng hỏi. Đến quân khu Thiên Vân đảm nhiệm tư lệnh viên, đồng thời còn bảo tôi kiêm chức tổng huấn luyện viên quân khu Thiên Phủ. Ôi, tôi cũng đã nói với thủ trưởng rồi, có thể lấy lại chức tư lệnh quân khu tỉnh Thiên Vân, cứ để tôi có chức tổng huấn luyện viên là được rồi. Đến lúc đó mấy chục vang quân của quân khu Thiên Phủ đều là quân của tôi giơ roi lên muốn hành hạ ai liền đánh người đó, rất uy phong. Việc này so sánh với trước kia, người đã hơn mấy trăm lần rồi. Hơn nữa, tôi là tổng huấn luyện viên, phong cách lắm. Lang Phá Thiên nói chuyện, Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Người này tư lệnh quân khu tỉnh không ngờ không muốn lại muốn làm tổng huấn luyện viên. Hắn vội vàng nói. Không thể như vậy được, tổng huấn luyện viên quân khu tuy nói uy phong nhưng chỉ là vị trí vô bổ. Cũng không có thực quyền gì, muốn quyền nhân sự không có quyền, mà các binh sĩ. Sĩ quan mà cậu huấn luyện đều là cấp dưới của người ta. Khi huấn luyện cậu có thể sai khiến nhưng ra khỏi trại huấn luyện của cậu người ta chưa chắc đã nghe lời cậu. Tư lệnh quân khu tỉnh vẫn là chức tốt, bình thường tư lệnh quân khu tỉnh hoặc chính ủy đều kiêm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Thiên Vân là tỉnh lớn, ủy viên thường vụ tỉnh ủy khá phong cách đấy. Nghĩ lại, Thiên Vân gần 100 triệu nhân khẩu. Đến lúc đó cậu là ủy viên thường vụ đến đó nhàn rồi, thì cán bộ chính quyền. Cán bộ quân đội cấp dưới đều không phải vây quanh sao? Hình như cũng có lý. Lang Phá Thiên vuốt cằm nói. Cấp trên có ý gì vậy, không phải cậu đề nghị đã quyết định ngay chứ? Diệp Phàm có chút lo lắng. Đến lúc đó, mất đi một ủy viên thường vụ ủng hộ mình, tổng huấn luyện viên có ích gì, không giúp gì được hắn. Tuy nói tư lệnh viên quân khu tỉnh không can thiệp vào công việc địa phương nhưng dù sao vẫn là có vị trí ủy viên thường vụ, nói một câu vẫn dùng được nhiều. Không có, nói là quân nhân phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức không được cao nhau. Việc này cứ thế quyết định. Lang Phá Thiên có chút buồn bực nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm vỗ đùi, tất nhiên là vui sướng trong lòng rồi. Tốt gì? Lang Phá Thiên hừ một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Phàm một cách kỳ lạ. Quái, sao trực giác bảo tôi đã trúng mưu của ai đó nhỉ? Lão Lang, cậu nói những lời này không phải rồi, anh em cũng là vì cậu có phải không? Diệp Phàm cười nói, cậu xem, trước kia chức vụ của cậu tuy to nhưng cũng không thể lấy ra khoe khoang có phải không? Nhưng bây giờ là có thể công khai rồi, cấp bậc cũng có thể công bố rồi. Đúng rồi, lần này cậu lập công lớn, rời khỏi tổ có khi, được thăng lên một bậc đến trung tướng không? Thăng gì, căn bản tôi cũng không dám thăng, nếu không lại cho bọn chúng nhận không hay rồi. Trung ướng, không có 40 tuổi trở lên thì khỏi phải nghĩ đến rồi. Tôi còn kém vài năm nữa. Lang Phá Thiên tức giận hừ nói. Tuy nhiên, công lần này của đại ca đúng là lớn, nghe nói các chuyên gia đã giải mã xong bí mật núi xương bối. Đối với việc này, anh có thể kể công đấy. Nâng bậc thì thế nào đây? Thôi vậy, lấy ra cũng không dùng được gì,
không thể để lộ ra ngoài. Hơn nữa, cũng không thể, tôi chưa đến 30 tuổi. Ủy viên ủy ban quân giới không nhổ một ngụm nước làm tôi chết đuối sao? Diệp Phàm nói. Cũng thế, anh là thiếu tướng cũng quá giới hạn rồi. Tin đồn có đấy, tuy nhiên sau lại không có, đoán chừng gặp anh cũng không có mảnh đất nào khoe khoang, cầm cũng chỉ là bầy biện. Lang Phá Thiên gật đầu, trên mặt không ngờ hiện lên chút vui mừng. Cậu cứ đắc chí đi, sau này lại khóc. Diệp Phàm thầm mắng một câu. Không lâu, Vương Nhân Bàng bước vào Diệp Phàm, đương nhiên Diệp Phàm vội vàng đi ngay, không đi có lẽ sẽ điếc tai. Bởi vì vẻ mặt Vương Nhân Bàng không được tốt, giống như giận dữ, Diệp Phàm cười thầm trong lòng. Tuy nhiên, vậy cũng rất đả kích đồng chí Vương Nhân Bàng. Vào văn phòng Trương Vệ Thanh, văn phòng của Trương Vệ Thanh sắp xếp cũng khá đơn giản, gian ngoài là phòng khách, bàn ghế đều là giả cổ. Anh Trương, năm mới trông anh rất tốt. Diệp Phàm cười nói. Cậu cũng vậy. Trương Vệ Thanh cười mời Diệp Phàm ngồi xuống. Tết thấy cậu tất bật, cậu có gì vội vậy? Trương Vệ Thanh hỏi. Có cách gì, em gái đã lớn bảo tôi tư vấn một chút về bạn trai, sau đó lại về Đức Bình, năm nào cũng như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Diệp Phàm nói. Có phải là chuẩn bị kết hôn? Trương Vệ Thanh quan tâm. Chưa, lần đầu gặp mặt hai bên. Tuy nhiên, tháng 4 năm nay có thể sẽ đính hôn. Diệp Phàm nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó cùng cậu về uống rượu. Trương Vệ Thanh cười nói. Rất vui, có anh Trương đến có lẽ đều phải kinh động đến tỉnh ủy Nam Phúc. Diệp Phàm trêu. Chúng ta lặng lẽ làm việc, khiêm tốn mà. Trương Vệ Thanh dùng tay ra hiệu, hai người cười đùa vui vẻ. Đúng rồi, nghe nói hiện nay cậu còn có chức trợ lý chủ tịch tỉnh Tấn Linh. Năm nay có tính toán gì không? Trương Vệ Thanh hỏi. Không giấu gì anh Trương. Có lẽ phải chuyển nơi khác rồi. Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng hơi run, tuy quan hệ với Trương Vệ Thanh không tệ, nhưng Trương Vệ Thanh bây giờ là về phe với nhà họ Kiều, Diệp Phàm không dám đào góc tường nhà bố vợ. Nếu không, Trương Vệ Thanh gia nhập vòng tròn của hắn không phải là vòng tròn càng thêm hoàn mỹ sao? Diệp Phàm tính toán trong vòng tròn này mọi người phải phát triển mạnh, ngành gì cũng có, sau này có việc gì thì tiện. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phải có dã tâm gì, ít nhất, bạn bè thì hơn, khi triển khai công việc cũng thuận lợi hơn. Chuyển chỗ khác, vậy chúc mừng cậu. Trương Vệ Thanh rõ ràng sửng sốt, sau đó lập tức nói. Việc này còn chưa quyết định, rất có thể chính là chuyển ngang, chỉ là thay đổi địa phương thôi. Diệp Phàm đương nhiên phải giấu một chút. Tôi cũng nghĩ thế, kinh nghiệm lý lịch của cậu chưa đủ, nhận chức phó tỉnh hoàn toàn được, bộ máy chúng ta là như vậy. Tuy nhiên, mặc kệ ở đâu, cậu cũng đều quá trẻ. Ngay cả Hoa Kỳ cũng không có cán bộ cấp thứ trưởng trẻ như vậy có phải không? Trương Vệ Thanh cười nói, cũng bình thường trở lại. Đúng thế. Diệp Phàm cười cười cũng không nói gì, tiếp đó nói. Anh Trương tôi muốn hỏi chuyện này, nhân vật số 1 số 2 của thành phố Kim Lăng anh biết rõ đúng không? Thành phố Kim Lăng, chẳng lẽ cậu muốn đến đó? Trương Vệ Thanh hiểu lầm. Không phải, tôi có một người bạn cũ. Cũng là anh em thân thiết, cùng ở Đồng Lĩnh, tên là Vương Long Đông. Diệp Phàm nói rõ mọi chuyện. Nói quen thân thì cũng chưa phải, chỉ là đã gặp vài lần. Bí thư thành ủy Kim Lăng Mâu Hồng Cương đến Kim Lăng không lâu, có lẽ chúng ta muốn nhét người từ bên Tấn Lĩnh sang ông ấy é không nhúng ta hỗ trợ. Dù sao, vừa mới đến một chỗ liền nhét người, sẽ gây ra một ít phiền toái không cần thiết. Sẽ làm cho cán bộ ở đây nghĩ ông nhét người của mình vào. Vừa mới đến đã có động tác lớn như vậy, làm cho người ta có cảm giác hống hách. Hơn nữa, đồng chí Long Đông nếu quả thật được thì chán dán chữ Mâu rồi. Muốn rửa cũng không sạch, bất lợi cho sự phát triển của anh ta. Còn chủ tịch thành phố Chu Thành Đông là cán bộ phát triển ở địa phương, cán bộ đề bạt không ai không có liên quan đến ông ta. Nếu Long Đông vừa đến, có lẽ trở thành đối tượng đả kích của ông ta. Chu Thành Đông sẽ không làm thế với Mâu Hồng Cơ. Nhưng đối phó với một người như đồng chí Long Đông ông ta vẫn có thể làm được. Tất nhiên chỉ là dùng cây dọa khỉ thôi, cũng có tác dụng đấy. Đương nhiên, là gió đông thổi bạt gió tây, vậy thì phải xem thực lực của hai bên rồi. Chỉ có điều, tôi cảm thấy đến lúc tình hình đặc biệt khiến cho đồng chí Long Đông không phải người của ai. Ngay cả Mâu Hồng Cơ nể mặt chúng ta đưa Long Đông đến đó cũng không chắc sẽ tín nhiệm anh ta. Mà người ngoài lại cho rằng đồng chí Long Đông là do đồng chí Mâu sắp xếp. Áp lực quá lớn bất lợi cho sự phát triển của Long Đông. Trương Vệ Thanh nói rất thật,
có lẽ chỉ với bạn bè như Diệp Phàm mới có thể thổ lộ thật lòng. Tôi còn không nghĩ nhiều như vậy, nghe anh Trương phân tích, xem ra đồng chí Long Đông thật đúng là gặp bất lợi ở Kim Lăng. Hơn nữa Kim Lăng là thành phố cấp phó tỉnh, cán bộ cao cấp cũng không ít, Long Đông một mình đến đó là không thích hợp. Hơn nữa, chúng ta không có ai ở đó, cũng không thể quan tâm. Diệp Phàm gật đầu. Chương 2788, Thái tử Đảng vốn có. Kim Lăng không tốt, tuy nhiên, tôi nghĩ đồng chí Long Đông cứ ở Tấn Lĩnh có lẽ không cam lòng, nghe nói anh ta muốn theo cậu có phải không? Nếu không thì đến Bắc Kinh để rèn luyện luyện, một cán bộ, muốn đi lên phải nếm chua ngọt đắng cay từ cơ sở mới có thể trưởng thành. Dễ dàng cho vị trí lãnh đạo cao hơn sau này. Nếu một khi cậu đã coi trọng anh ta như vậy chắc chắn muốn bồi dưỡng anh ta thành phụ tá đắc lực cho mình. Vậy thì phải cố gắng hết sức bồi dưỡng anh ta, năng lực của anh ta tôi thấy cũng được tuy nhiên thiếu bối cảnh. Cho nên hoàn toàn dựa vào sự bồi dưỡng của cậu, tin rằng anh ta đối với cậu cũng không tệ. Trương Vệ Thanh nói, vâng, vì tôi anh ta có thể mất chức, ở Tấn Lĩnh đã chứng minh rồi, anh ta rất trung thành. Tuy nói chúng tôi là bạn học cũng nhưng chưa bao giờ vượt quyền. Cho đến bây giờ luôn coi mình là cấp dưới, tôi rất hài lòng với người này, đối với bạn bè thật lòng, tôn trọng lãnh đạo. Diệp Phàm nói, gần đây có một ghế trống tốt, lão Đàm phó vụ trưởng vụ hành chính văn phòng chính phủ về hưu. Trương Vệ Thanh nói, vụ hành chính của văn phòng chính phủ đang làm gì? Diệp Phàm thật không rõ hỏi. Chủ yếu là phụ trách việc phục vụ các lãnh đạo và quản lý công tác hậu cần. Tuy nói là làm phục vụ nhưng cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cũng không ít. Vị trí này khá quan trọng, so với những ngành khác mạnh hơn nhiều có phải không? Nếu được lãnh đạo nhắm trúng cơ hội của anh ta đã đến. Trương Vệ Thanh nói, vị trí này có lẽ khá quan trọng, là chỗ tốt để đi. Diệp Phàm nói, nếu như để Vương Long Đông đến đây thì những thông tin của cấp trên bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho hắn biết. Đương nhiên không phải liên quan đến những bí mật. Ừ, rất quan trọng. Người bên cạnh lãnh đạo, nhìn như chỉ là phục vụ nhưng thật ra là người được lãnh đạo rất chú ý. Tuy nhiên, khó khăn khá lớn, vị trí này bình thường đều được trong văn phòng chính phủ. Bởi vì đã làm ở đây lãnh đạo cũng đã biết về vị đồng chí này. Một là đã làm việc quen, hai là cũng yên tâm. Yên tâm mới là quan trọng nhất đấy, bởi vì công việc này đối mặt với những cán bộ cao cấp của đảng, liên quan đến cán bộ cấp bộ trưởng trở lên. Không nên coi thường một phó vụ trưởng. Thẩm tra chính trị đặc biệt nghiêm khắc, hơn nữa, phải nắm bắt được suy nghĩ của lãnh đạo. Bằng không, lãnh đạo cũng không hài lòng một người cả ngày bên cạnh mình mà không hiểu mình. Mà đồng chí Long Đông không có kinh nghiệm về vấn đề này. Trong những lĩnh vực khác anh ta là tài năng, nhưng trong vấn đề này anh ta chỉ là gà mờ. Quan trọng hơn chính là muốn có vị trí này có không ít các đồng chí. Bởi vì vị trí này làm được mấy năm, làm cho lãnh đạo thoải mái, hài lòng. Một khi trao quyền cho cấp dưới một phó vụ trưởng không phải là đảm nhiệm đến vị trí giám đốc sở sao. Hơn nữa, hơn một chút có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng như bí thư thành ủy. Cho nên, mới có nhiều người muốn như vậy. Trương Vệ Thanh nói. Đó là đương nhiên, tuy nói đồng chí Long Đông lại chưa từng làm việc này, cũng không có nghĩa là anh ta làm không tốt. Ngoài ra, trong việc đối nhân xử lý đồng chí Long Đông xử lý thật sự khéo. Tôi nghĩ đến lúc đó anh Trương phải có hành động. Lấy công việc là chính anh ta mới có thể đảm nhiệm công việc như thế này. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, hình như cậu còn gây sức ép với Điền Lâm. Trương Vệ Thanh hỏi. Không phải là chuyện tỉnh Giang Đô sao, hơn nữa nếu không phải là Điền Lâm, anh Trương cũng biết quan hệ của Điền Lâm và ủy viên Trương Hướng Đông không tệ mà con trai của Trương Hướng Đông lại đối mặt với tôi, cho nên liền kéo theo một đống mâu thuẫn lớn. Ủy viên Trương không sao nhưng đứa con trai thì thật sự chán ghét. Diệp Phàm nói. Ủy viên Trương thì hiện tại cậu có thể yên tâm. Trương Vệ Thanh nói. Yên tâm thế nào? Hình như ông ta chủ trì công tác của văn phòng quốc hội. Cũng chính là ủy viên quốc hội thêm chức trưởng ban thư ký chính phủ. Nếu ông ta biết Long Đông là bạn của tôi còn tìm được niềm vui. Diệp Phàm có chút buồn bực, không thể tưởng tượng được đổi tới tổi lui lại về dưới trướng lão già Trương Hướng Đông. Ha ha, không việc gì. Trương Vệ Thanh đột nhiên cười. Sao thế? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Trương Vệ Thanh không hiểu. Trong thời gian qua ông ta bệnh nặng, hơn nữa, tuổi cũng đã cao, cho nên hiện giờ đến bên mặt trận Tổ quốc nghỉ ngơi. Trương Vệ Thanh cười nói. Đi đúng thời điểm nhỉ. Diệp Phàm tất nhiên là cười thoải mái. Tuy nhiên,
hiện giờ là ai lên, hơn nữa năm nay tôi cũng không ở đây, đối với việc này đúng là không rõ lắm. Bây giờ là đồng chí Hậu Chí Quang. Trương Vệ Thanh nói. Tuy nhiên, Điền Lâm vẫn ở đây. Mặc kệ anh ta, nếu anh ta thật muốn lôi chuyện cũ ra thì Diệp Phàm tôi cũng không phải là người ăn chay. Diệp Phàm hừ một tiếng. Cũng được, phòng phải phòng, nhưng cũng không cần phải sợ đến mức đi không dám đi. Văn phòng còn nhiều lãnh đạo nữa. Ngoài trưởng ban thư ký còn có 10 phó trưởng ban, những người này đều là cán bộ cấp phó bộ. Mà lãnh đạo cấp cục vụ còn hơn 14 người, đồng chí Long Đông có thể đến đó nhiều nhất cũng chỉ là phó vụ trưởng, chức vụ thấp cũng không làm cho đồng chí Điền Lâm quan tâm đâu. Trương Vệ Thanh thản nhiên cười, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Tuy nhiên, đồng chí Long Đông vì là cấp phó vụ cho nên, bổ nhiệm anh ta cũng không thuộc phạm vi của văn phòng. Việc này còn phải ban tổ chức cán bộ trung ương thông qua mới được. Hơn nữa, ý kiến của văn phòng cũng khá quan trọng. Cho nên, đầu tư nhiều mới có thể được. Ban tổ chức cán bộ trung ương có lẽ cậu không có nhiều vấn đề lắm, quan trọng vẫn là lãnh đạo phụ trách văn phòng. Anh Trương làm việc ở văn phòng trung ương lâu rồi, bên văn phòng chính phủ hẳn không ít người quen. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Người quen có, tuy nhiên, vì vị trí này có tính đặc thù, cho nên ý kiến của trưởng ban thư ký là quan trọng nhất rồi. Đối với ông ta tôi không có cách nào. Đến giờ, tôi chỉ gặp ông ta 2 lần, ngay cả nói cũng chưa nói qua mấy câu. Đến lão Vu cậu chắc chắn càng không có thể biết ông ta, thật ra là chuyện phiền toái. Trương Vệ Thanh nhíu mày. Tìm chủ nhiệm Điền có lẽ cũng không thỏa đáng, đây chỉ là việc nhỏ, đại pháo đánh mũi rồi. Tuy nhiên, bí thư Hậu trước kia làm gì? Diệp Phàm hỏi. Trước kia ông ta vẫn đi theo Thủ tướng Khang, chuyển không ít chỗ, chủ nhiệm, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh cũng đã từng làm phó trưởng ban. Tuy nhiên, đối với ông ta tôi không thân quen. Trương Vệ Thanh lắc đầu nói. Diệp Phàm hiểu, việc chọn trưởng ban thư ký văn phòng chính phủ phải được Thủ tướng Khang vừa ý mới được. Người này nhất định là người thân thiết của Thủ tướng Khang. Giống như đồng chí Điền Giang ở văn phòng trung ương đều là thân thiết của Chủ tịch Đường, chính phủ cũng là Thủ tướng Khang chủ trì. Đương nhiên, không phải nói chuyện kết bè kết phái, chỉ là dùng người của mình thôi. Giống như các tỉnh thành phố, trưởng ban thư ký thành ủy đều là cấp dưới thân thiết của lãnh đạo. Nếu không, làm việc không thể nào thuận lợi, nhân vật số một sẽ trăm phương nghìn kế đối người này. Muốn qua được bí thư Hậu phải làm rõ quan hệ của ông ta, nắm được chỗ mấu chốt mới có thể thành công. Còn cha vợ, Diệp Phàm không dám đến phiền ông lần nữa rồi. Bởi vì, chính hắn không cần lại nhờ cho người khác không phải tìm mắng sao. Tuy nhiên, cán bộ như bí thư Hậu căn bản không Diệp Phàm có thể tiếp xúc. Diệp Phàm đến Chủ tịch Đường cũng chỉ gặp vài lần. Thủ tướng chưa từng gặp riêng. Có lẽ Thủ tướng Khang cũng không có ấn tượng nào đối với hắn. Hắn đau đầu. Ôi! Ha ha, từ từ sẽ đến. Trước hết để đồng chí Long Đông ở Tấn Lĩnh tiếp. Chúng ta từ từ nghĩ cách, việc này cũng không vội được. Trương Vệ Thanh an ủi. Chỉ sợ đến lúc đó chuyện này đã nguội lạnh. Diệp Phàm hơi ủ rũ. Đúng thế. Trương Vệ Thanh nhíu mày. Ăn bữa cơm đơn giản với Trương Vệ Thanh ở bên ngoài xong. Diệp Phàm có chút buồn bã trở về Hồng Diệp bảo. Anh Diệp sao hôm nay tâm trạng có vẻ không vui vậy? Đường Thanh cười, khom người mở cửa xe cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, ngồi im quên xuống xe. Đúng rồi, có thần tài trước mắt mà không nghĩ tới, Đường Thanh là cháu họ của Đường Hạo Đông, Đường Hạo Đông là anh của Đường Trạch Hỷ. Nghe Ensoi Đường Hạo Đông rất tôn trọng anh trai của mình, bởi vì Đường Trạch Hỷ đã cứu Đường Hạo Đông. Tuy Đường Thanh khiêm tốn, nhưng khiêm tốn cũng không thể thay đổi thân phận của anh ta. Không chừng thằng nhóc này còn có cách. Đường Thành nhìn hắn có chút sợ hãi, nụ cười cứng ngắc, tuy nhiên cũng không dám nghiêm mặt. Đường Thành, cậu nói xem, một thái tử đảng Bắc Kinh như cậu suốt ngày trông cửa cho tôi có uất ức không? Diệp Phàm vẻ mặt đầy suy tư hỏi. Báo cáo anh Diệp, không uất ức, Đường Thành rất vinh hạnh, có cơ hội trông cửa cho anh Diệp. Không thể tưởng tượng được Đường Thành đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội. Gần đây tôi đề nghị thủ trưởng cung rút lui hơn nửa người, hiện giờ chỉ còn lại tổng cộng 6 người. Hơn nữa, mấy người Lý Tùng bận, suốt ngày để các cậu làm việc cũng mệt. Diệp Phàm đột nhiên khách khí. Làm Đường Thành tưởng Diệp Phàm có gì không hài lòng về mình muốn đá mình ra khỏi nhà, anh ta lập tức nói. Không phiền, thật sự anh Diệp Đường Thành tình nguyên trông cửa cho anh, rất vinh hạnh đấy.
tôi nói sai chút nào thì xét đánh chết. Đường Thành không ngờ thề độc, xem ra thật sự coi trọng chức bảo vệ cửa này. Ừ, vậy là tốt rồi, gần đây có cùng phí đống en soi chuyện không? Diệp Phàm bước ra khỏi xe cười nói. Tôi nào dám thân cận vị thái gia kia, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Lão thái gia thích nhất cánh rừng kia, thường xuyên ngồi ngẩn người trong rừng. Ngoài ra, lão thái gia hình như không thích nói chuyện, ông ta thích ngồi một mình. Đường Thành cẩn thận đáp. Chương 2789, đồng chí cung khai hạ ám chỉ. Đừng giả bộ ngớ ngẩn trước mặt tôi để lừa đảo, việc này làm chủ Hồng Diệp bảo như tôi lại còn không rõ lắm sao, gần đây nghe nói cậu rất quan tâm đến lão thái gia, đến bồn nước rửa chân nghe nói cậu còn tranh Điệp Vũ làm, có ý đồ gì? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Trời đất chứng giám, thủ trưởng, tôi không dám có suy nghĩ nào đối với Điệp Vũ, thật ra tôi chưa đủ tư cách, lão nhân gia còn không quấy chết tôi. Đường Thành không ngờ đã hiểu lầm. Diệp Phàm vừa nghe lập tức nảy ra ý hay, nghiêm mặt hừ nói. Điều này nói rõ cậu không thể không có suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy không đủ tư cách có phải không? Có lẽ, trong suy nghĩ của cậu vẫn cho rằng có tư cách đó, lão Đường gia là người nào có phải không? Thật không có, tôi chết oan anh Diệp, anh phải tin tôi thật không nỡ rời khỏi Hồng Diệp bảo. Nếu nói không có chút suy nghĩ là tôi lừa anh Diệp. Tôi đơn giản chính là muốn gần lão thái gia, truyền thuyết ông ấy là bán tiên thiên, việc này tôi thật sự sùng bái. Nguồn. Đương nhiên, tôi cũng muốn được ông ấy chỉ dạy, đến lúc đó hưởng thụ vô cùng có phải không? Về phần Điệp Vũ, đó là chị dâu của tôi còn có thể có suy nghĩ gì? Có suy nghĩ thì bị sét đánh chết. Đường Thành thấy vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc có chút sợ, hơi hiểu lầm nói luôn chuyện gia đình. Chị dâu, cậu nói như vậy là ý gì? Diệp Phàm hừ nói. Nói sai rồi, chị Kiều mới là chị dâu, còn cô ấy chỉ là chị hai thôi. Đường Thành nói, người này da mặt dày, hơn nữa nói chuyện dễ nghe. Không muốn thì thôi đi, vậy có muốn được lão thái gia yêu quý? Diệp Phàm tất nhiên hỏi suy nghĩ của Đường Thành. Tuy nhiên, về chuyện chị dâu cậu không được nói linh tinh, chúng ta đều là cán bộ nhà nước, phải chú ý hình tượng, này truyền ra ngoài gây ảnh hưởng là không xong. Nằm mơ cũng muốn, trong mơ tôi cũng mơ thấy mình thành cao thủ, đột phá đến bát đẳng. Đường Thành gật đầu. Còn chuyện chị dâu, vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi. Hóa ra từ trước đến nay tôi vẫn coi thường cậu. Diệp Phàm châm chọc. Có cách gì đây, hiện giờ tôi mới đang giai đoạn tiểu ngũ. Để anh nâng lên bát đẳng là nằm mơ rồi. Đường Thành nói. Muốn nhận được một ít độc môn của lão thái gia là không có cách nào phải không? Diệp Phàm cố ý vuốt cằm, làm vẻ mặt trầm tư. Phải mạnh miệng một chút mới được, nếu không sự nghiệp lớn khó khăn quá sẽ dọa Đường Thành chạy mấy. Có lẽ nhà họ Đường đã dặn dò rồi cho nên Đường Thành là người khá đứng đắn, khiêm tốn lúc này mới không thể bôi nhọ người nhà họ Đường. Việc này nếu muốn Đường Thành ra tay, nếu mạo hiểm rơi vào tai nhà họ Đường thì có lẽ Đường Thành sẽ bị lột ra. Thấy mắt Đường Thành giống như soi nhìn mình chằm chằm, Diệp Phàm buông tay cố ý thở dài. Thật ngại quá, gần đây nhiều việc rất phiền, Đường Thành chuyện của cậu từ từ tôi nghĩ cách, tin tưởng dần cách của Diệp Phàm phí lão thái gia vẫn có thể nhận một chút có phải không? Cảm ơn anh Diệp. Đường Thành lại nghiêm một cái, rất ra dáng quân nhân, vừa vội nói. Tuy nhiên, đại ca Diệp, có thể nhanh một chút không? Vội gì, không phải là nói với cậu gần đây tôi có một việc phiền toái sao? Nước chảy thành đông, Diệp Phàm lại tiếp tục. Chuyện gì giao cho Đường Thành tôi giải quyết? Đường Thành quính lên thốt ra, sau đó cũng ý thức được việc gì, vội vàng bưng miệng lại, lão đại cũng không giải quyết được chắc chắn khó giải quyết. Lúc này, trong lòng Đường Thành có chút thầm nghĩ không biết có phải bị Diệp Phàm đặt bẫy không? Vừa rồi có lẽ Diệp Phàm đang diễn trò. Cậu nói thật chứ? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đường Thành, đương nhiên không để cậu ta sửa lại câu vừa nói, hắn lập tức nói tiếp. Đàn ông, chí bốn phương, nhất ngôn cửu đỉnh, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, lời này không thể loạn nói, nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu nhìn không giống đàn ông. Ai nói Đường Thành không giống đàn ông, tôi chính là người đàn ông thật sự. Diệp đại ca có chuyện gì chứ nói, gãy đầu tôi cũng phải hoàn thành. Đường Thành tuy nói khiêm tốn nhưng đôi lúc cũng lên giọng, dù sao. Trong người cũng chảy dòng máu nhà họ Đường, người ta thật sự là thái tử gia. Việc này, nói như thế nào nhỉ, tôi có người bạn học cũ tên là Vương Long Đông. Diệp Phàm còn muốn nửa kín nửa hở nói ra. Việc này, bí thư hậu của văn phòng chính phủ tôi không quen, việc này.
Đường Thành quả nhiên trợn mắt, người này thông minh. Quan hệ trong đó có thể không rõ ràng lắm. Bí thư Hậu là cấp dưới của Thủ tướng Khang, cũng không phải cấp dưới của Lão Đường, nếu như là của Lão Đường thì có thể liên lạc được. Việc này có chút khác nhau, Đường Thành đâm lao phải theo lao, vừa rồi cho Diệp Phàm một lời hứa, hiện giờ không ngờ không làm được. Không quen thì thôi vậy. Diệp Phàm khoát tay bước vào nhà. Để tôi nghĩ cách, Diệp đại ca, mặc kệ Thành hay không, Đường Thành tôi cũng bất kỳ giá nào. Anh Diệp, bên chỗ Lão Thái gia anh nên nói ngọt mấy câu. Câu nói cuối vừa dứt Đường Thành đã chạy ra ngoài cửa lớn. Anh Diệp đã về rồi. Vừa bước vào phòng Điệp Vũ liền chạy ra chào. Để em chuẩn bị nước cho anh. Không cần phiền em, anh tự mình làm được. Diệp Phàm nói. Ừ. Phí Điệp Vũ vẻ mặt rõ ràng cứng đờ, có chút đứng không được, đi cũng không được. Thật lâu sau mới lên tiếng. Tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy anh Diệp nên. Vậy được. Em chuẩn bị cho anh, đã hơn nửa ngày người đầy mồ hôi rồi. Diệp Phàm cũng có chút không đành lòng, gật gật đầu. Vâng. Phí Điệp Vũ đáp nhỏ rồi lên tầng. Ôi, Diệp Phàm thầm thở dài, đáng trách chế độ một vợ một chồng. Sao không như Ả Rập, có cả hậu cung. Buổi tối Đường Thành nói có manh mối nhưng nhất thời không lấy được phải một thời gian ngắn, từ từ sẽ đến. Diệp Phàm ngược lại an ủi hắn đứng cố gắng quá. Đường Thành quyết tâm rất lớn vỗ ngực nói là trong vòng 3 tháng có thể giải quyết. Đêm 15, Cung Khai Hà gọi điện thoại đến bảo Diệp Phàm đến tổng bộ. Diệp Phàm vừa mới đến Lão Cung liền hỏi giải quyết hoành mộc của Ma Cung Nhật Bản như thế nào. Tổ trưởng Cung, bí mật núi Xương Bối đã giải được chưa? Diệp Phàm hỏi. Các chuyên gia đã mở được cánh cửa thứ nhất, tuy nhiên, bên trong cũng không có mấy quan trọng, hai thanh chìa khóa này có chút lạ. Quan trọng chính là hai bầu ngực các chuyên gia không hiểu nổi. Cung Khai Hà nói. Nói đúng ra hai bầu ngực này theo lý thuyết mà nói thì phải là bộ phận trên chiếc chìa khóa phụ nữ mà cậu cầm về kia. Lắp lên phải ăn khớp, tuy nhiên, các chuyên gia đã dùng mọi biện pháp không thể nào ghép được. Giống như hai bầu ngực này không phải trên người phụ nữ này. Nếu không phải sao lại đặt cùng một chiếc hộp. Mà Hoành Mộc nói chiếc hộp bị ông ta giấu, chẳng lẽ đáp án ngay trong chiếc hộp. Ngô Quang Bảo tổ trưởng tổ khoa học năng lượng vừa ói vừa mở hộp đựng hai thanh chìa khóa và bầu ngực ra. Diệp Phàm cầm liên nhìn cũng thấy hết sức lạ hỏi. Có tài liệu kiểm nghiệm không? Hình như hai thanh chìa khóa chất liệu cũng không giống nhau. Tuy không thể cắt miếng để tiến hành xét nghiệm, nhưng chúng ta dùng một số thiết bị tiên tiến tiến hành kiểm tra phân hình. Phát hiện chìa khóa mấy năm trước cậu cầm về từ Ma Cung được chế tạo bằng đồng. Thật ra cũng không phải là chế tạo thành. Mà là một loại xương động vật giống đồng tạo thành. Xương này chúng tôi cũng không có cách nào xác định là của loài động vật hoặc loài chim nào. Sinh vật trên thế giới này nhiều lắm, ngay cả chúng ta cũng liền bất lực. Vì thế, chúng ta đã mời một chuyên gia nghiên cứu xương sinh vật đến xem, họ cũng lắc đầu. Nói là xương cốt nhưng cũng chỉ là thân cây, muốn phục hồi như cũ có lẽ khó khăn. Hơn nữa, cũng giống như xương của khủng long thời trước. Ngô Bảo Quang nói. Chiếc chìa khóa cô gái kia làm bằng gì? Diệp Phàm hỏi. Hai chiếc chìa khóa này kỳ lạ hơn, nhìn ngoài giống như được điêu khắc từ xương nhưng sau khi phân tích bằng hình ảnh thì có thể khẳng định chắc chắn không phải là làm từ xương. Bởi vì, sóng phản xạ của xương cốt không giống với gỗ hay đá, mà vật này lại được làm từ gỗ. Tuy nhiên, khó hiểu hơn là làm từ gỗ gì thì chúng tôi không phân tích được. Chúng tôi cũng mời các chuyên gia lâm nghiệp đến xem. Bọn họ cũng lắc đầu nói là chưa từng thấy qua loại gỗ như vậy. Ngô Bảo Quang nói. Hai chìa khóa, hai chất liệu, còn có hai bầu ngực, chẳng lẽ không chỉ có hai thanh chìa khóa này? Hai bầu ngực này không lẽ của hai thanh chìa khóa khác, tổng cộng 4 thanh chìa khóa. Bầu ngực này để lừa chúng ta cho nên các anh vẫn không thể gắn lên người cô gái. Diệp Phàm ấp úng nói. Đúng rồi, hoàn toàn có khả năng. Ngô Quang Bảo vỗ đầu một cái, vui mừng nói. Lập tức thông báo cho các đồng chí ở tiền phương, có phải là có 4 cánh cửa không? Cung Khai Hà khá vui vẻ. Ngô Quang Bảo cầm hộp vội vã đi. Mấy ngày nữa cậu sẽ đi nhận công tác đi. Cung Khai Hà tự mình pha cà phê. Tổ trưởng Cung đã biết. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên phải biết, dù sao cậu cũng là nhân viên của tôi, không rõ tình hình sao có thể tìm cậu, khi có nhiệm vụ còn đưa ra lý do. Địa điểm cậu làm việc tôi biết, việc cụ thể chúng tôi mặc kệ. Cung Khai Hà nói. Tôi biết, chẳng lẽ tổ trưởng cung đã biết tôi đi đâu? Diệp Phàm có chút tò mò hỏi.
Hiện giờ tôi chưa rõ, mấy ngày nữa cậu đến đó rồi thông báo với tôi là được. Cung Khai Hà nói. Tôi còn tưởng anh biết tin tức. Diệp Phàm nói. Chương 2790, bổ nhiệm bất ngờ. Cái đáng thuộc về cậu thì cậu chạy cũng không thoát, còn cái không thuộc về cậu thì có muốn cũng chả được. Kiên nhẫn chờ là được, tôi tin tưởng có người đang vận động có phải không? Lần này cậu lập công lớn, cấp trên đương nhiên cũng phải bồi thường một chút gì cho cậu. Đương nhiên, đây chỉ là một lý do thôi. Cũng có thể nói chất xúc tác cho việc chuyển địa phương lần này của cậu, mà hiện giờ cậu đang làm tốt ở Tấn Lĩnh, đây mới là nguyên nhân. Đối với việc bổ nhiệm một số cán bộ, đặc biệt đối với cán bộ cấp bậc như cậu là việc lớn. Liên quan đến cuộc sống của mấy trăm nghìn dân chúng, thậm chí nhiều hơn. Cấp trên không thể không suy xét nhiều vấn đề, không thể làm qua loa. Nếu như vậy thì sao có thể chịu trách nhiệm với đảng và nhà nước? Đương nhiên, cậu lập công nên chất xúc tác không nhỏ. Cho nên, sau này cậu phải làm nhiều nhiệm vụ mới được. Tranh thủ trải đường càng rộng càng tốt có phải không? Cung Khai Hà nói thật lòng. Ha ha, tổ trưởng Cung, sao tôi cảm thấy ông đang tẩy não cho tôi, chính là muốn tôi bán mạng vì tổ đặc nhiệm A, đây là điều kiện thăng chức. Diệp Phàm nói. Cậu nói gì thì mà nói thế, tẩy não cũng có thể nói ra. Tôi rất ít quan tâm đến việc của cậu ở bên chính quyền đấy. Lần này thật ra tôi cũng không đề cập đến chuyện liên quan đến việc này. Chuyện lần này của cậu thật ra là quyết định của cấp trên, không liên quan đến tôi. Ban đầu tôi cũng định bồi thường cho cậu một chút, không ngờ cấp trên đã trực tiếp giải quyết rồi, đúng lúc rồi. Cung Khai Hà cười nói. Nếu không tổ cũng bồi thường cho tôi một chút, nếu không cũng làm người ta chạnh lòng đúng không? Diệp Phàm cười khan một tiếng. Đúng thế, 50.000 đủ rồi. Tuy nhiên, việc này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Có thể làm cho cấp trên thay đổi ý kiến cũng không chừng. Cung Khai Hà gian dảo hơn so với Diệp Phàm. Vậy coi như tiền rồi, tôi không thiếu tiền. Diệp Phàm hậm hực vội vàng trốn. 16 tháng riêng, cuối cùng cũng có tin tức chính thức. Tỉnh Tấn Lĩnh thông báo Diệp Phàm lập tức trở về, nói là ban tổ chức cán bộ trung ương đến sát hạch. Diệp Phàm đương nhiên vội về Tấn Lĩnh. Trưởng ban Chu Bình Minh vẻ mặt hớn hở, vừa thấy Diệp Phàm vào văn phòng cười nói. Chúc mừng Diệp Tổng. Diệp Tổng, trưởng ban Chu có ý gì? Diệp Phàm thuận miệng cười hỏi. Trong lòng cũng hiểu được phân nửa rồi. Đừng giả bộ ngớ ngẩn với tôi, cậu không biết sao. Chu Bình Minh lộ ra một chút coi thường nói. Lần này người đứng đầu tổ sát hạch họ Lâm, là phó cục trưởng. Chu Bình Minh nói. Cục tổ chức cán bộ xí nghiệp trung ương còn gọi là cục ngũ cán bộ, chuyên sát hạch đối tượng tổng giám đốc các xí nghiệp cấp thứ trưởng đổ lên. Đương nhiên, hiện tại đã bỏ cấp xí nghiệp nhưng vẫn tồn tại bộ phận này. Ví dụ như, trước kia đảm nhiệm chủ tịch công ty cấp thứ trưởng, nếu có năng lực thay đổi vị trí có thể đảm nhiệm cấp bậc tương đương trong chính quyền, quan trọng còn phải xem năng lực cùng quan hệ. Hình như họ không ở tỉnh thành. Diệp Phàm hỏi. Ừ, địa phương đầu tiên mà tổ khảo sát muốn đi chính là Đồng Lĩnh, tiếp theo là Phong Châu. Có lẽ hỏi một số đồng chí ở Đồng Lĩnh không bằng Phong Châu, bởi vì ở Phong Châu cậu phụ trách thu hút đầu tư. Hơn nữa, lúc đó còn thúc đẩy tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đến Phong Châu đầu tư. Đối với cậu mà nói, đó là một thành tích chính trị huy hoàng. Cho nên, thích hợp cho việc thăng cấp của cậu đúng không? Chu Thiên Minh cũng rất thẳng thắn nói với Diệp Phàm. Cảm ơn. Diệp Phàm vẻ mặt cảm ơn. Cảm ơn gì, sau này lên cao cũng đừng quên tôi là được. Chu Thiên Minh thân thiết vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Sẽ không đâu anh Chu. Diệp Phàm thận trọng gật đầu. Thuận miệng gọi anh Chu. Về chuyện tổ sát hạch đi kiểm tra, Diệp Phàm cũng không có gì lo lắng. Tin tưởng rằng các đồng chí bên dưới mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng lấy đại cục làm trọng. Thường thường sát hạch này chỉ là đi qua, cấp trên thật ra đã quyết định từ trước rồi. Vào lúc này anh đâm một đao nhỏ, chẳng những không thể đâm vào người được sát hạch ngược lại làm cho các đồng chí tổ sát hạch để ý anh. Đương nhiên cũng có người thật sự nhiều ân oán sẽ hạ một đao nhỏ. Chỉ có điều, đại đa số các đồng chí đều đang cần thành tích. Tổ sát hạch đi mỗi địa phương một ngày rưỡi, ba ngày sau trở lại thành phố Long Giang, trưng cầu ý kiến của một số lãnh đạo tỉnh ủy. Cuối cùng mới đến lượt nói chuyện đồng chí Diệp Phàm. Diệp Phàm chưa từng gặp Lâm Canh Dương, tuy nhiên, Diệp Phàm tin rằng cha vợ hẳn đã sắp xếp xong xuôi cho nên hỏi gì đáp nấy. Lâm Canh Dương hỏi cũng khá kỹ xảo, không hỏi vấn đề gì mà Diệp Phàm không trả lời được.
mà trong đó nói khá nhiều đến việc thu hút đầu tư ở Phong Châu, đối với việc xảy ra một tai nạn nhỏ ở Hải Sơn Đồng Lĩnh Lâm Canh Dương không hỏi một chữ nào. Buổi nói chuyện kết thúc, người ghi biên bản biết điều lui ra ngoài, Lâm Canh Dương đứng lên không ngờ cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng trong cương vị công tác mới, cậu tranh thủ cơ hội có thành tích tốt hơn. Cái bắt tay của Lâm Canh Dương thực sự mạnh mẽ. Sau đó chính là chờ đợi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này người gọi điện thoại đến chúc mừng tương đối nhiều. Cả Đạt Thành và Tạ Đoan, còn có thư ký Thái của Phong Châu gọi điện thoại đến. Thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2006, hôm nay Tấn Lĩnh trời trong sáng hơn bình thường. Bởi vì đồng chí Lâm Canh Dương đã trở lại. Lần này Cục Phó Lâm vừa đến tỉnh ủy lập tức công bố bổ nhiệm đối với đồng chí Diệp Phàm Phó Bí Thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Cơ điện Hoành Không tỉnh Thiên Vân. Và rõ ràng cấp bậc Thứ trưởng hiển nhiên hưởng đãi ngộ cấp Thứ trưởng. Tập đoàn Cơ điện Hoành Không là thế nào, Diệp Phàm nhớ rõ Lam Tồn Quân cũng cấp danh sách các xí nghiệp cấp Thứ trưởng của tỉnh Thiên Vân có 3 xí nghiệp. Theo thứ tự là Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc, Tập đoàn Hồng Cương, cùng Tập đoàn Điện khí Tây Nam. Trong danh sách không có Tập đoàn Hoành Không. Chẳng lẽ tư liệu của Tiểu Lam có gì sai? Việc này chắc chắn không thể, vì Lam Tồn Quân làm việc này xong còn tự mình đến Hồng Diệp Bảo nói với Diệp Phàm. Sau đó Diệp Phàm cũng lấy một chút tài liệu từ Ủy ban Giám sát Tài sản Nhà nước để xem, trong các công ty nhà nước bao gồm cả các công ty cấp sở cũng không có Tập đoàn Cơ khí Hoành Không. Làm người ta suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Có lẽ tập đoàn này chính là công ty thuộc tỉnh hoặc công ty nhà nước thuộc tỉnh. Công ty cấp thứ trưởng là do Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và các bộ và ủy ban thuộc chính phủ quản lý không thể nào lọt ra ngoài danh sách đó. Mà quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Diệp Phàm là cấp thứ trưởng, hưởng thụ chế độ cấp phó bộ. Diệp Phàm lập tức gọi điện cho Lam Tồn Quân hừ nói. Cậu Lam cậu dùng mánh lưới gì vậy? Mánh lưới gì, anh Diệp có ý gì? Anh sao thế? Lam Tồn Quân không hiểu ra sao. Đồng chí Diệp Phàm sắp đến Tập đoàn Cơ điện Hoành Không tỉnh Thiên Vân đảm nhiệm. Diệp Phàm tức giận đọc qua quyết định một lần, tuy nhiên, hắn đọc có chút kỳ quái. Lam Tồn Quân vừa nghe chưa hiểu lỡ lời kêu lên. Ôi, lão đại phá công ty đó không thể nào. Phá công ty, dù gì cũng là cấp phó bộ, tuy nhiên, trong danh sách cậu cung cấp vốn không có. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Việc này tôi biết một ít. Tập đoàn Cơ điện Hoành Không cũng không phải là công ty thuộc Trung ương mà là công ty nhà nước thuộc tỉnh. Mấy năm trước hình như là công ty thuộc Trung ương, sau đó Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thay đổi. Công ty này đã gán nợ, tuy nhiên đã lâu rồi. Nghe nói nhà máy đã xây dựng hơn 20 năm, vốn là phải rút lui hoặc xác nhập. Sau đó tỉnh ủy Thiên Vân có một số đồng chí không chịu, vì nhà máy này có thời từng huy hoàng. Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đánh giá báo cáo chính phủ. Nếu tỉnh Thiên Vân không muốn phá sản nhà máy này, thì giao công ty này xuống. Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản không muốn quản, ý khối tài sản mục nát này rồi. Liền muốn giao cho tỉnh Thiên Vân quản lý. Nhưng một số lãnh đạo tỉnh Thiên Vân và Điền Nam không chịu. Lam Tồn Quân mới nói đến đây, Diệp Phàm không kìm nổi hỏi. Việc này liên quan dám gì đến tỉnh Điền Nam? Bọn họ không chịu là có ý gì? Ha ha! Lam Tồn Quân cười khan một tiếng mới nói. Có điều anh không biết, lịch sử tập đoàn Hoành Không phức tạp. 20 năm trước khi xây dựng nhà máy vốn là thuộc địa bàn tỉnh Thiên Vân, sau đó qua mấy lần thay đổi mốc giới. Còn có một chút vấn đề lịch sử để lại không giải quyết. Cuối cùng trong mốc giới mới không ngờ làm tập đoàn Cơ điện Hoành Không treo ở giữa rồi. Treo ở giữa, cậu em! Tập đoàn Cơ điện là nhà máy lớn như vậy, có lẽ địa bàn cũng không nhỏ, người cũng hơn 1.000, sao lại treo giữa không trung, cái quái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Hơn 1.000, ha ha, nhân với 10 không sai biệt lắm. Lam Tồn Quân cười nói. Nhân 10, chẳng phải là hơn 10.000 rồi. Diệp Phàm thiếu chút nữa không nói nên lời. Quan trọng không phải là số người, công ty nhà nước, đến giờ không thiếu người. Lúc trước là tỉnh Thiên Vân bỏ vốn xây dựng. Sau tỉnh cũng nghĩ đến việc những công nhân thất nghiệp không có chỗ đi. Cho nên, ở đây biến thành trại nuôi dưỡng. Hơn nữa đi cửa sau còn có một số cán bộ già trẻ của địa phương không có việc gì nhét hết vào đó. Cuối cùng, một nhà máy quy mô chỉ chưa được 2.000 người, đã tạo thành lò nuôi dưỡng nhân dân. Việc này cũng là một trong những nguyên nhân khiến lãnh đạo hai tỉnh không chịu phá sản nhà máy. Bởi vì,
Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước Ý là người hai tỉnh phải lo. Vấn đề này là vấn đề lớn, nhiều người như vậy. Thiên Vân vốn là một tỉnh lớn, mà tỉnh Điền Nam nhân khẩu cũng có 50 triệu, đều là tỉnh có số dân lớn. Người của mình không thể sắp xếp, sao có thể giải quyết vấn đề cuộc sống cho trên một vạn người. Chỉ bằng cứ đến thế, ít nhất hàng năm có thể kiếm một chút tiền của nhà nước nuôi những người này. Tuy chỉ có thể phát chút tiền lương, nhưng cũng không thể chết đói. Nếu những người này gây sức ép, thì chỉ trách nhà máy hoạt động không hiệu quả. Tất cả mọi người đều thấy, lãnh đạo chính quyền đã cố gắng hết sức có phải không? Lam Tồn Quân nói, chương 2791, không phải cục diện rối rắm vẫn cần cậu đến. Tuy nhiên, cậu còn chưa giải thích tại sao tập đoàn cơ điện Hoành Không ban đầu là tỉnh Thiên Vân sau lại biến thành do tỉnh Điền Nam quản lý. Diệp Phàm hỏi, không phải vừa mới nói sao, vì thay đổi mốc giới của tỉnh, địa bàn nhà máy sau vài năm phát triển phồn vinh mở rộng không ít. Anh chưa từng đến, nếu như thấy sẽ giật mình, rộng khoảng chừng 7-8 dặm. So với địa bàn một thị trấn còn lớn hơn nhiều, mà khi phân mốc lộ giới không đưa tập đoàn này vào, hơn nữa, công tác cắm mốc này cũng khó. Đối với hai tỉnh lớn, 7-8 dặm cũng không phải là địa bàn nhỏ. Cuối cùng chính phủ quyết định phê duyệt mốc tỉnh giới một lần nữa. Mới phát hiện không ngờ đã đặt tập đoàn cơ điện vào vị trí giữa hai tỉnh. Trong 5 phần thì có 3 phần thuộc tỉnh Thiên Vân, còn lại thuộc tỉnh Điền Nam. Lam Tồn Quân nói, vậy cũng không có gì, tỉnh Thiên Vân đưa ra tiền hoặc là dùng khu đất khác đổi về là được. Diệp Phàm nói, không như vậy được, chủ yếu là chính phủ đã phê chuẩn, bản đồ cũng đã đưa ra, căn bản không có cách để sửa lại. Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu chính là ngay lúc đó nhà máy cơ điện rất phát triển, lợi nhuận khiến rất nhiều người thèm muốn. Cho nên, lãnh đạo tỉnh Điền Nam tính toán trước có 4 phần là địa bàn của chúng ta. Cho nên, chúng ta lấy đất để góp cổ phần, lợi nhuận hàng năm của nhà máy cũng phải chia cho chúng ta, mà tỉnh Thiên Vân tất nhiên không chịu. Lúc đó lợi nhuận hàng năm của tập đoàn cơ điện nộp lên trên là miếng bánh ngon. Miếng thịt ngon này sao có thể để người khác phân chia được? Việc này cuối cùng còn gây sức ép đến nội các chính phủ, lúc đó còn chưa có Ủy ban quản lý giám sát tài sản, cuối cùng chính phủ phải cử một phó thủ tướng đến giải quyết việc này. Cuối cùng quyết định nhà máy thuộc hai tỉnh, tuy nhiên, tỉnh Thiên Vân chiếm 6 phần, tỉnh Điền Nam chiếm 4 phần. Mà tỉnh Điền Nam lại đầu tư một khoản tiền vào nhà máy. Cấp trên đã lên tiếng, hai tỉnh cuối cùng cũng công nhận. Lam Tồn Quân nói, sau đó có lẽ là nhà máy làm ăn thất bại, Ủy ban giám sát tài sản nhà nước muốn rút lui nhà máy, hai tỉnh phải bố trí hơn 1.000 công nhân viên chức, tất nhiên đều đẩy lên trên. Đẩy đến mức Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước đều không gánh được rồi. Rõ ràng căn răng một cái, cấp nhà máy này cho hai tỉnh. Có lẽ hạ xuống cấp giám đốc sở đi, tuy nhiên, hiện giờ sao lại biến thành cấp phó bộ, thật là lạ. Diệp Phàm nói, nguyên nhân này tôi cũng không rõ ràng lắm. Hay là anh đến thành phố Hạng Nam để hỏi hoặc hỏi lãnh đạo tỉnh? Lam Tồn Quân nói, đến Hạng Nam, tôi không rảnh để đến đó. Cục diện rối rắm này hiện giờ tôi đã đẩy không nổi. Hơn nữa, BT Ninh Mãn Giã coi trọng như vậy, tôi còn có thể bỏ gánh sao? Bây giờ không phải là cứt cũng chết rồi. Diệp Phàm nói xong vòng người đột nhiên hỏi. Không đúng, phá nhà máy này sao cậu lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ lần trước bảo cậu tìm tài liệu cậu cũng tìm hiểu một chút sao? Ha ha! Không thể tưởng tượng được Lam Tồn Quân cố nén cười. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Có tật xấu phải không? Anh Diệp, chắc anh không biết, 6 phần địa bàn của tập đoàn cơ điện ngay tại thành phố Hạng Nam chúng tôi, phần còn lại chính là địa khu Giang Hoa tỉnh Điền Nam. Lam Tồn Quân vừa nói xong Diệp Phàm thiếu chút nữa hóa đá. Mẹ kiếp, cuối cùng tôi thành cấp dưới của cậu à? Đây thật đúng là phong thủy luân chuyển. Diệp Phàm cũng cười. Không dám. Anh Diệp là lãnh đạo cấp thứ trưởng, em chỉ là một giám đốc sở sao dám quản lý anh. Tập đoàn cơ điện thuộc tỉnh quản lý, không đến lân bọn tôi. Tuy nhiên, nếu Hạng Nam chúng tôi, sau khi xuống anh Diệp quan tâm đến em. Đến lúc đó em cũng sẽ viện trợ cho nhà máy anh. Lam Tồn Quân chuyển sang dụ dỗ. Cậu đúng là, đang chọc tôi có phải không? Diệp Phàm hừ khẽ một tiếng. Không dám, anh Diệp. Tuy nhiên, anh phải chuẩn bị tốt mới được. Tập đoàn cơ điện tuy cũng nổi tiếng. Bởi vậy, cũng tạo cho công nhân bên trong rất bá đạo. Hơn nữa, mấy năm nay mỗi ngày đều tụt xuống, ngay cả tiền lương cơ bản cũng không phát nổi.
chỉ có thể phát một tháng nợ một tháng, cháo và bánh mì vẫn phải có. Tuy nhiên, muốn cải thiện cuộc sống thì khó. Một nhà máy lớn như vậy, chuyện đau đầu nhiều lắm. Tôi tận mắt thấy hai phó tổng giám đốc phát bệnh, một người tức chết rồi đấy. Công nhân không lấy được tiền không an lòng, đập phá, còn gây chuyện. Gần đây còn xảy ra việc đánh cãi nhau với lãnh đạo nhà máy. Không cần nói các anh, ngay cả tôi cũng chịu ảnh hưởng. Dù sao nhà máy là trên địa bàn hạng Nam chúng tôi. Nếu thật xảy ra đánh nhau dùng binh khí chúng ta vẫn phải ra mặt hỗ trợ giải quyết một chút. Thành phố hạng Nam chúng tôi cách xa tỉnh thành, lãnh đạo tỉnh thành đến một lần không dễ dàng. Lam Tồn Quân thở dài. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm chẳng những không bị những lời nói của Lam Tồn Quân làm cho gục ngã mà ngược lại lại khơi dậy chí anh hùng. Diệp Phàm không tin không thể cứu sống một công ty, tuy nói là lớn nhưng nó vẫn là một công ty. Tuy nhiên, vấn đề cấp bậc Diệp Phàm vẫn không rõ. Hắn nghĩ một chút, không chịu được liền gọi cho Ninh Chí Hòa. Điện thoại này là điện thoại riêng của Ninh Chí Hòa, là nối thẳng đến Ninh Chí Hòa, có lẽ số này cũng không có mấy người biết. Hôm nay đã nhận được thông báo. Không thể tưởng tượng được điện thoại vừa thông Ninh Chí Hòa cũng nhận ra số điện thoại của Diệp Phàm hỏi ngay. Đã nhận được rồi chú Ninh, tuy nhiên, nghe nói tập đoàn này sắp phá sản. Giọng Diệp Phàm có chút oán trách. Nói nhảm, không phải cục diện rối rắm còn đến lượt cậu tiếp quản sao? Không thể tưởng tượng được Ninh Chí Hòa nói thẳng một câu khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn. Tôi cũng đã hỏi thăm qua, xí nghiệp này hình như là xí nghiệp quốc doanh do tỉnh Thiên Vân và Điền Nam quản lý. Nghe nói chính là cấp thành phố, sao hiện giờ lại là cấp thứ trưởng? Chẳng lẽ Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản nhà nước cảm thấy không thể để hơn 1.000 công nhân bị vây trong tình trạng nước sôi lửa bỏng? Hay là vì hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, hiện lại thu hồi để quản lý? Diệp Phàm châm chọc, đương nhiên, giọng khá bình thản, trách Ninh Chí Hòa khó chịu. Nói gì thế, vẫn còn nước sôi lửa bỏng, nghiêm trọng như vậy sao? Hơn 1 vạn công nhân viên chức của Hoành không chết đói sao? Diệp Phàm, sau này cậu hai tay chống không, trên thực tế không khác gì chỉ có mình cậu. Đồng chí Vệ Ngọc Đường hiện đã bỏ chức chủ tịch, chỉ treo chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm bí thư đảng ủy. Ở tỉnh sắp xếp như vậy chính là vì để cậu nhậm chức chủ tịch có thể dứt khoát triển khai công tác. Tôi tin tưởng cậu có năng lực, không phải là nhiều người một chút sao? Không phải là Tần Lâm đóng cửa sao? Không phải là nó còn chưa ngã sao? Trong chính quyền cậu là một tay cừ, tin tưởng ở doanh nghiệp tuyệt đối cũng không lầm, không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tôi, anh cậu ở tập đoàn Bàn Đế hoạt động rất tốt. Trong chuyện này có lẽ 8 phần đều là ý kiến của cậu. Còn cả tập đoàn Hồng Phách, một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới, cũng có thể kéo đến Phong Châu. Chẳng lẽ cậu không thể kéo tập đoàn Hồng Phách đến công ty cơ điện Hoành không để cứu sống nó sao? Cậu khi nào thì không tự tin như vậy? Đương nhiên, nhiệm vụ là khó khăn, đường gập ghềnh, tôi muốn nói một câu, lãnh đạo tín nhiệm cậu mới để cậu đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy. Tôi không nói nhiều nữa, ít nhất là đề cử cậu đến chỗ màu mỡ này đấy. Việc này cũng không phải tôi khoe thành tích, cậu cũng tự biết, không thể để một cán bộ trẻ tuổi như cậu đến một nơi tốt mà cần phải cho cậu đến chỗ sửa mái nhà dột. Giờ không có thứ dễ cho cậu nhặt, chỉ có gạch hỏng rác rưởi cho cậu nhặt. Làm thế nào biến hỏng thành đồ quý là việc tôi chờ mong. Đương nhiên lãnh đạo Điền Nam cũng chờ mong, lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài sản nhà nước và chính phủ đều hy vọng. Trong số các lãnh đạo đó đều được nghe về cậu, đều có chút kinh ngạc, cuối cùng mới đồng ý bổ nhiệm cậu. Tuy nhiên, cậu đừng tưởng ngồi trên vị trí này mọi việc đều thuận lợi, còn chưa chắc. Nếu cậu làm tốt thì có hy vọng, nếu không vực dậy nổi cục diện rối rắm thì đời này của cậu cũng không thể nào khác. Tôi với cậu như người trong nhà, nói thật, cậu đừng nói là tôi dọa cậu. Còn chuyện sao biến thành xí nghiệp cấp thứ trưởng, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ lãnh đạo cấp trên coi trọng cậu. Đây coi như đề bạt đặc biệt, đương nhiên, xí nghiệp này trước kia bị hạ thấp nhưng thật ra cán bộ lãnh đạo xí nghiệp cũng không hạ cấp bậc. Bộ máy thành viên của cậu vẫn là được áp dụng cấp thứ trưởng đấy. Như người phối hợp với cậu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vệ Ngọc Cường mà nói. Ông ta chẳng những là chủ tịch và bí thư đảng ủy mà ông ta còn là trợ lý chủ tịch tỉnh, cấp phó tỉnh đấy. Đây là đều tạo điều kiện cho các cậu dễ triển khai công việc. Tỉnh ủy và chính phủ đang có quyết tâm rất lớn, cho nên, cho các cậu bộ máy mạnh nhất. Không phải vì để các cậu tiện triển khai công việc sao? Ninh Chí Hòa nghiêm túc nói. Vậy xí nghiệp của chúng tôi vẫn là xí nghiệp thuộc tỉnh hay là trung ương?
Diệp Phàm có chút buồn bực hỏi, nghe lâu như vậy vẫn không hiểu ra sao cả. Thuộc Trung ương, cậu đầu rối rắm có phải không? Tôi cũng muốn thuộc Trung ương, nhưng các đồng chí ở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước sẽ đồng ý cho cậu sao? Ninh Chí Hòa hừ nói. Thì là hai tỉnh rồi. Diệp Phàm nói trong lòng khách sáo trách đồng chí Ninh. Cũng không hoàn toàn thuộc tỉnh, thật ra là tỉnh là người quản lý, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cũng đang theo dõi. Bởi vì hàng năm họ cũng phải chi về đấy mấy triệu, cũng phải cho người khác một chút quyền lực có phải không? Nói cách khác là cho anh tiền không thể không để người ta có tiếng nói có phải không? Ninh Chí Hòa nói. Vậy không phải là quản lý bằng cổ phần sao? Vậy các cấp quản lý nhiều, tỉnh Thiên Vân là quản lý cao nhất, sau đến tỉnh Điền Nam, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước là thứ ba rồi. Vậy làm thế nào triển khai công việc? Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân và Điền Nam cộng lại có bao nhiêu cấp quản lý? Hơn nữa Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cũng có thể vung tay múa chân, thời gian này thật khó lăn lộn. Diệp Phàm thật sự hơi đau đầu rồi. Chương 2792, Bộ trưởng có lời mời. Yên tâm, cháu đang nghĩ bà kia đến mà người ta còn chưa đến đúng không? Ninh Chí Hòa hừ một tiếng, Diệp Phàm vừa nghe cũng có suy nghĩ, cười nói. Đúng là như vậy, giờ đến làm gì chứ, nhà máy nát này cũng sắp đổ rồi. Những bà đó đúng là lợi hại, có đồ gì ngon là đến liền. Giờ thấy những đứa trẻ xui xẻo nhà nghèo, lại chẳng ai để ý tới. Hay là thế này, chú Ninh, nếu như họ không đến thì tất cả đều không đến. Chứ đừng để cháu làm một loạt rồi lại chen chúc đến. Đến lúc đó thì chắc cháu tức chết mất, chú Ninh cũng biết được tính của cháu của rồi mà. Tức giận. Đợi cậu thu dọn xong đống này rồi hãy tức giận nhé. Đến lúc đó cậu cứ việc tức, thế nào thì ta cũng ủng hộ. Nhưng, giờ không thể đuổi những bà kia đi được. Khi họ nhiều thì cũng phiền chút nhưng giờ cháu cần họ mà. Không phải nói gì nữa, bà này đã giơ tay ra thì cả chân cũng cần. Ít nhất tạm thời cũng giải quyết được phiền phức của cơ điện Hoành không. Nếu như đều để cháu đuổi họ đi thì bả vai này không thể chống đỡ được đại nghiệp của vạn người đâu. Ta nói như thế không phải bảo cậu chuẩn bị giơ tay cho tốt. Cũng không phải cổ vũ cậu làm việc phải nhờ vả. Mà đó chỉ là kế thích ứng, chỉ có thể nói là một thức bảo đảm kèm theo thôi. Ninh Chí Hòa đúng là lão hồ ly già. Được rồi, đến lúc đó rồi nói. Nhưng, quyền nhân sự của công ty cũng phải được mở rộng. Nếu như đều bị đồng chí Vệ Ngọc Cường nắm, thì vị trí chủ tịch này của cháu cũng chỉ là hư danh mà thôi. Đến lúc đó, chắc rằng cản cháu cũng sẽ có nhiều. Chú cũng đã nói rồi, yêu cầu cháu phải làm dứt khoát, hẳn hoi. Nếu đại đao đều bị dây thừng trói lại rồi thì còn dùng thế nào được nữa? Diệp Phàm đầu tiên nghĩ đến vấn đề này, cái khó nhất trong doanh nghiệp nhà nước chính là sắp xếp nhân sự, muốn thay đổi thì cũng phải tẩy bài lại, không cho quyền lợi thì sao mà tẩy bài được. Việc này đồng chí Vệ Ngọc Cường có thể hiểu được, cậu cứ mạnh dạn mà làm là được rồi. Mà bình thường tiểu Diệp toàn tự xưng là Diệp lão đại. Cái tên đại ca kia chắc cũng quen rồi. Đừng nói là vào chốn quan trường cả 10 năm rồi mà cũng không có lấy chút điều khiển người chứ. Nhưng, những năm gần đây, lại phản ánh kịch liệt, hẹn cho cậu 3 ngày phải đến Thiên Vân báo cáo. Ninh Chí Hòa nói, lão cáo già này, nói chuyện mà như cứt ấy, có thể Vệ Ngọc Cường cũng không như Ninh Chí Hòa. Mà không chừng người này lại xuất thân từ thế lực lớn. Vì thế mà Ninh Chí Hòa cũng kiêng kỵ với ông ta. Nếu không, ông ta đã sớm giơ dao lên mổ rồi. Nhưng với vị trí bí thư đại diện hiện giờ của ông ta thì vị trí cũng tương đối khó, lúc nào cũng phải suy xét đủ điều. Một khi đã ổn định vị trí thì lại thay đổi, vì thế sau khi đến Thiên Vân, muốn cậy nhờ vào ông ấy là điều không phải thực tế. Có thể đa phần sẽ phải dựa vào chính bản thân mình. Vâng, cháu nghe lời chú. Diệp Phàm nói, cũng suy xét một chút, có thể là tập đoàn cơ điện Hoàng không gần đây cũng có gút mắc gì. Bên này Diệp Phàm cũng vội vàng chuyển giao, thực ra cũng chẳng có gì bàn giao cả, bởi vì việc của Đồng Lĩnh và Phong Châu cũng đã sớm hoàn thành rồi. Chức trợ lý chủ tịch tỉnh cũng gác lại, đến giờ Diệp Phàm cũng là lần đầu ngồi vào phòng làm việc đó. Nhưng, tối đến có Tề Trấn Đào chủ trì, đã tổ chức một tiệc chia tay nhỏ ở nhà ăn của tỉnh ủy. La Khảm Thành, Phó Chủ tịch Điền, cũng các lãnh đạo của tỉnh ủy đều có mặt. Bí thư Thái của Phong Châu, thư ký của Đồng Lĩnh cũng có mặt. Hai người luôn miệng chúc mừng, thực ra Diệp Phàm cũng cảm thấy xót xa từ những lời mà họ nói. Toàn nhà ăn náo nhiệt cả lên.
nhà họ Hoa của Phong Châu cũng vội vàng đến, mời Diệp Phàm ăn đêm. Biết được tập đoàn đã hoạt động thuận lợi, Diệp Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy bản thân chưa làm đến nơi. Nhưng tập đoàn Phong Thiên cũng được coi như con đẻ của hắn, Diệp Phàm hy vọng nó có thể phát triển hưng thịnh. Mà mấy người cốt cán của Diệp Phàm cũng vội vàng đến. Mễ Nguyệt đã được điều động đến là phó ban thư ký của tỉnh kiêm phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh. Ăn đêm xong, Vương Long Đông đến phòng của Diệp Phàm nói. Anh Diệp, bố vợ tôi nói muốn đến gặp anh. Việc của Kim Đô còn chưa giải quyết xong sao? Diệp Phàm ngạc nhiên, đi làm nhiệm vụ nửa năm, vốn nghĩ phí nhất độ đã xử lý rồi. Vẫn chưa, còn đang giằng co, nhưng bên họ ép cũng chưa chặt. Lần trước chúng tôi may mắn gặp được thiếu gia nhà họ Phí. Anh ấy nói đợi anh về rồi định đoạt. Vương Long Đông nói. Có thể là cổ Phi Phi đã khiến cho lão nhà cậu bị thương phải không? Diệp Phàm gượng cười. Hai, còn có cách nào được nữa? Giờ nhà họ Cổ đối xử với Phi Phi rất tốt, tuy bề ngoài Phi Phi kiên cường. Nhưng là con gái thì đều thích nghe mềm mỏng. Mẹ, hay An Hem nói là mềm lòng ngay. Ngày trước khi không thấy anh toàn lèo nhèo với tôi cả ngày. Phiền muốn chết. Vương Long Đông vẻ mặt đau buồn nói. Thế này đi, mai tôi về thành phố đã. Có thể tối mai tôi phải đi Thiên Vân rồi. Bí thư Ninh bên đó dục lắm rồi, có thể là công ty đã xảy ra chuyện lớn. Thời gian này rất bận, để sau một thời gian nữa, tôi sẽ mời Phi Phi đến Hoành Không chơi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Vương Long Đông cũng không ngu, sau khi sửng sốt đã liền hiểu ý, mỉm cười luôn, nói. Vẫn là anh Diệp lợi hại, có thể bố vợ tôi cũng phải bỏ chút máu rồi. Nghe nói tình hình của Cơ Điện Hoàng Không cũng không tốt lắm. Không phải là không tốt lắm mà nó là một đống hỗn độn. Lần này tôi đến đó là thu dọn chiến trường, lại còn phải biến đồ phế thải thành bảo bối, khó lắm người anh em à. Diệp Phàm thở dài. Anh có ngại về việc này không? Không ngại, ngay từ đầu vì tôi mà anh Diệp và thiếu gia Phí đã ra tay. Nói ra thì gì vẫn là tôi, mà dù sao thì bố vợ tôi cũng đem cả gia tài ra đánh đổi rồi. Có làm 100-200 triệu thì cũng không sao phải không? Vương Long Đông lý giải. Khẩu vị của anh đúng là không nhỏ, tôi còn không dám mở miệng sư tử ra vậy. Nhưng nếu như chủ tịch Cổ bỏ tiền ra đầu tư thì tốt biết mấy. Diệp Phàm cười nói, Vương Long Đông thấy lạnh người, trong lòng thầm nghĩ anh còn nói là không mở miệng sư tử, đúng là còn to mồm hơn cả cá sấu. Long Đông, việc của Kim Lăng không dễ mà xử lý. Nhưng lần trước về thành phố anh Trương cũng đã nói với tôi. Bên văn phòng chính quyền vẫn còn chống chức phó vụ trưởng, cũng là một ngành nghề. Thế nào, sang bên đó tập luyện không? Diệp Phàm ném ra một viên kẹo. Tôi nghe theo sự sắp xếp của anh Diệp, nhưng có thể là rất khó khăn đúng không? Vương Long Đông không giấu được niềm sung sướng trước mặt Diệp Phàm nên đã lộ hết ra. Việc này tôi cũng đang tìm người làm, có thể là mấy tháng sau sẽ có manh mối. Thời gian này anh hãy chú ý chút, có việc gì của báo cáo với chủ tịch tỉnh. Diệp Phàm dặn dò. Vương Long Đông gật đầu, tỏ vẻ phấn khích. 9 giờ sáng ngày 1 tháng 3, Diệp Phàm nhận được một cuộc điện thoại khác lạ. Hắn ta hoàn toàn không biết, nên không thể không hỏi. Xin hỏi, ai vậy? Phó giám sát trưởng Diệp đúng là khó để về một chuyến. Đúng là bộ chúng ta có quý nhân thần bí. Ha ha, ta là Quách Thiên Minh. Quách Thiên Minh cười nói. Ôi, là bộ trưởng Quách sao, thật ngại quá, ngại quá. Nói thật lòng, tôi cũng nên nói sớm với bộ trưởng. Ngày trước ở Ngư Đồng là vì phá án, giờ án đã phá được rồi vì thế mà thân phận phó giám sát còn để làm gì nữa. Giờ tôi đang nhận chức quản lý tập đoàn Hoành Không, một đống việc đổ nát ở đó, nên cũng không có thời gian rảnh mà đế lên phòng. Thà để cơ hội cho người khác còn hơn là tự bán đi đúng không? Diệp Phàm nói. Quách Thiên Minh là thứ trưởng Bộ Công an đương nhiệm, là nhân vật thứ hai, nếu như hút mà bỏ ra được. Vì thế Quách Thiên Minh nghiễm nhiên trở thành đương gia thực sự. Không thể nói thế được đồng chí Diệp, sao có thể nói là mâu thuẫn. Thực ra mấy năm gần đâu thì cậu cũng đã giúp đỡ trong bộ làm một số việc mà. Tuy không phải trực tiếp giúp nhưng cậu có thể giúp đỡ cơ quan công an không phải là vì bộ thì sao. Cơ quan công an bên dưới cũng thuộc vào cơ cấu của bộ. Bộ chắc chắn đã thấy được năng lực công tác của cậu. Quách Thiên Minh nói, thái độ khiến cho Diệp Phàm phải ngạc nhiên, hình như ông ta đang luyến tiếc hắn vậy. Năng lực làm việc cái cứt, ta đây không làm ở bộ bao giờ, lời nói này đúng là khiến cho người ta ghê sợ, chẳng lẽ lại có việc gì cần ta ra tay, Diệp Phàm thầm nghĩ. À,
Giờ cậu ở đâu? Quách Thiên Minh hỏi. Tôi ở thủ đô. Diệp Phàm nói. Vậy thì tốt rồi, ta đang có chuyện tìm đồng chí có thể lên bộ ngay không? Quách Thiên Minh nói. Vâng, tôi lập tức đi ngay, ngày mai phải đến Thiên Vân rồi, đúng lúc cũng muốn đi. Diệp Phàm nói. Vội vàng lao thẳng đến phòng làm việc của Quách Thiên Minh. Quách Thiên Minh nghe nói vừa mới 50, đối với những người có vị trí thế này thì tuổi tác cũng là một không gian đề bạt. Nếu như may mắn không chừng sẽ là một trong những thành viên trong lớp lãnh đạo. Vì thế Diệp Phàm cũng đã thấy điều này. Đối với những đồng chí có tiền đồ Diệp Phàm cũng không buông tha. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, cậu đúng là than tượng trong bộ này, thần bí khó mà gặp được, vào ngồi đi. Diệp Phàm vừa đến phòng khách nhỏ của phòng làm việc đã thấy Quách Thiên Minh đứng đó chờ rồi. Mà lại còn tủm tỉm chào hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm chào một cái, hai người bắt tay rối rít. Sau đó vào văn phòng. Diệp Phàm ngồi trên chiếc ghế đối diện với Quách Thiên Minh. Phát hiện ra ông ta có tướng làm quan rất rõ, tư chất và con người đều rất phù hợp. Đồng chí Diệp Phàm, hôm nay gọi đồng chí đến đây thực ra là có một việc cần bàn với đồng chí. Quách Thiên Minh nói. Có chuyện gì bộ trưởng Quách cứ nói ạ, tôi cũng là thuộc bộ quản mà. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng nghĩ, quả nhiên là có việc muốn nhờ, nói đi. Đây là bộ đã đổi mới cho đồng chí. Quách Thiên Minh cười nói, rút ra một hồ sơ đưa cho Diệp Phàm. Xem đi,